Bác sĩ thiên tài, Tần Lạc. Tập 61. Chương 1078, ông là một thằng lùn. Cho mày đi chết đi. Trúc Bản Vô Tâm hai tay cầm chặt đao, thân thể kích động run rẩy. Mỗi khi gã chuẩn bị chém người thành mấy mảnh, gã đều có tâm trạng như thế này. Trúc Bản Vô Tâm yêu mến con người nhưng gã không thích người sống, chính vì vậy mỗi khi gã chém một người còn đang sống sờ sờ thành mấy mảnh, chứng kiến một thi thể máu thịt lẫn lộn trên mặt đất, tâm tình của gã đạt tới trạng thái khoái cảm cực hạn. Loại cảm giác này không tới từ tiền bạc kiếm được, không tới từ quyền thế đạt được, không tới từ trên cơ thể phụ nữ. Loại cảm giác này chỉ xuất hiện khi bàn tay hắn đích thân giải phẫu tử thi. Người gã giết đầu tiên chính là sư phụ Miyamoto Okot của gã. Khi nhìn thi thể của lão già, sư phụ Miyamoto Okot thường ngày cực kỳ hà khắc với gã, hơi chút mắng chửi, nằm ngổn ngang trên mặt đất, gã cười điên cuồng hàng nửa tiếng đồng hồ. Đó chính là niềm vui đầu đời của gã. Niềm vui tiếp theo của gã chính là khi gã vung đao chém chết cha mẹ và em gái mình. Khi người bị gã giết càng là người thân cận của gã, cảm giác thành công, sung sướng càng rạng trào hơn bao giờ hết. Đó không chỉ là giết người mà còn cắt đứt tình thân, quan niệm thế tục và hết thảy là quan hệ huyết thống. Tâm pháp của Nhất Đao Lưu chú trọng việc xa rời tình cảm. Sư phụ của gã không làm được nhưng gã đã làm được. Chính vì vậy gã có thể giết chết sư phụ Miyamoto Okot, chính thức luyện thành Nhất Đao Tứ Trảm. Gã thanh niên trước mắt Trúc Bản Vô Tâm này không được coi là một bữa tiệc lớn. Trong ý nghĩ của gã, tên này chỉ đáng coi là món ăn khai vị mà thôi. Trúc Bản Vô Tâm tin tưởng rằng chỉ một đao này, gã thanh niên trước mặt mình sẽ trở thành một đống thi thể. Thậm chí Trúc Bản Vô Tâm đã tính tới góc độ của kỹ thuật cắt. Gã hiểu rằng gã thanh niên này sẽ biến thành 9 miếng thịt. Thân trên 5 miếng, thân dưới 4 miếng. Trúc Bản Vô Tâm nhắm mắt lại vẻ hưởng thụ. Gã thích cảm nhận cảm giác đao cắt vào da thịt, chém vào xương. Giống như dùng một con dao nhỏ cắt một miếng bìa cắt tông, âm thanh xoèn xoẹt khiến con người ta có cảm giác rất hưng phấn. Gần. Rất gần. Trúc Bản Vô Tâm hoàn toàn tin vào đao pháp của mình. Ngoại trừ hoàng đế, không kẻ nào có thể chống đỡ được Nhất Đao Tứ Trảm của gã. Mặc dù bá tước được xưng là hoàng đế đệ nhị, ông ta muốn né tránh Nhất Đao Tứ Trảm của gã cũng cần phải trả một cái giá rất đắt. Đương nhiên kết quả cuối cùng là, bá tước giành thắng lợi. Bù! Trúc Bản Vô Tâm mở mắt, âm thanh có gì không đúng. Gã không nghe thấy âm thanh lưỡi đao cắt ra, thịt, xương mà là tiếng đao chém vào không khí. Gã không có cảm giác lưỡi đao cọ sát, bị cản lại. Trường đao lướt qua ngực Tần Lạc, ngoại trừ cắt đứt vạt áo mà Tần Lạc không kịp thu vào, đương nhiên không gây nên tổn thương cho da thịt Tần Lạc. Sao mày có thể làm được như vậy? Trúc Bản Vô Tâm không thể nào chấp nhận chuyện xảy ra trước mắt mình. Đao chém vào không khí. Điều này sao có thể xảy ra? Nên biết rằng mặc dù sư phụ Miyamoto Okot truyền thụ Nhất Đao Tứ Trảm cho gã nhưng cũng không thể tránh khỏi một đao này. Tên này là thần hay là quỷ vậy? Chỉ cần kẻ nào là người, kẻ đó tuyệt đối không có khả năng tránh được. Bá tước muốn tránh được đã phải nỗ lực điên cuồng, trong khi gã thanh niên này như biết trước quỹ tích đường đao của mình. Chỉ cần uốn éo thân thể né tránh. Gã này khiến người ta có cảm giác như là chính hoàng đế. Lúc trước, khi Trúc Bản Vô Tâm gã khiêu chiến với hoàng đế, một đao tích tụ đủ sát khí hoàn toàn thất bại, một đao hoàn toàn chém vào không khí khiến Trúc Bản Vô Tâm rơi vào cảm giác không biết cần phải làm gì nữa. Đao thứ hai và đao thứ nhất vẫn giống nhau, đao thứ ba vẫn giống như hai đao trước. Hoàng đế nói, ta cho ngươi ba cơ hội, đây là điều khác biệt so với những người khác. Vì vậy Trúc Bản Vô Tâm đầu hàng và trở thành một trong bát đại chiến tướng của hoàng đế. Nhưng gã thanh niên này sao có thể giống như hoàng đế? Gã này sao có thể xứng so sánh với hoàng đế? Mày hỏi tao, tao biết trả lời mày như thế nào đây? Tần Lạc thầm mắng trong lòng. Nếu như Tần Lạc hắn mà biết, nhất định hắn sẽ nghiên cứu kỹ hiện tượng này. Lúc này cũng giống như khi đối mặt với quỷ ảnh, khi đối mặt giữa sự sống và cái chết. Loại dự cảm rất kỳ lạ một lần nữa xuất hiện trong người hắn. Tất cả đao ảnh hư ảo đầy trời trở nên rõ ràng, hoàn toàn chân thật. Tất cả hiện tượng giả tạo đều biến mất, chỉ có một thanh đao đang bay lượn bổ tới người hắn. Vì vậy Tần Lạc đã uốn éo cái mông né tránh, thằng khốn kia lại dám định chém thắt lưng hắn thành hai đoạn. Vì vậy hắn đã an toàn, còn một đao này của Trúc Bản Vô Tâm đã thất bại. Đây là sự thật, bây giờ hắn phải giải thích với người ngoài như thế nào đây?
Hơn nữa cho dù có giải thích thì có ai tin tưởng không? Mày dám coi mình là Quan Thế Âm Bồ Tát, Như Lai Phật Tổ sao? Tất cả điều gì cũng nằm trong tay mày, nay cả Tôn Hầu Tử cũng không thoát khỏi lòng bàn tay mày sao? Đây chính là thực lực, Tần Lạc đứng thẳng người, tay hất trường bào, vênh mặt, kiêu ngạo nói. Thì ra mày chỉ biết mấy chiêu đốn củi này, nếu mày không ngại, hãy thử lại xem. Nói xong Tần Lạc còn thể hiện phong thái của một đại gia, hắn chìa tay làm thành tư thế mời chào. Trúc Bản Vô Tâm còn đang sững người ngạc nhiên, Tần Lạc đã quay người chạy tới chỗ Ly. Lão già bất tử kia dám ức hiếp Ly của chúng ta. Lão tử đây nhất định phải liều mạng. Lúc này Trúc Bản Vô Tâm mới kịp phản ứng, một lần nữa gã vung đao chém tới. Chiếc bào càng lúc càng tiến tới gần, tử thần càng lúc càng tiến gần. Tần Lam kinh hãi, đau đớn nhắm hai mắt lại. Từng giọt nước mắt to chảy xuống gò má nhưng không cách nào thay đổi sự thật đang diễn ra trước mắt. Điều càng khiến Tần Lam đau lòng muốn chết chính là thằng nhóc kia lại chạy tới cứu mình. Nó là con trai duy nhất của anh trai mình, cũng là cháu nội duy nhất của cha mẹ mình, nó là người nối dõi duy nhất của Tần gia. Nếu như có chuyện gì xảy ra với nó, mình sẽ ăn nói với Tần gia thế nào đây? Cho dù chết Tần Lam tuyệt đối không thể cam lòng. Ông có biết tại sao cô ta lại phản bội ông không? Ly hỏi to. Thân thể bá tước cứng đơ. Động tác của tay ông ta chậm lại, sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vào Ly. Hình như chỉ cần Ly dám nói một câu vô lễ, bá tước sẽ xông lên cắt thân thể nàng thành từng mảnh nhỏ. Bởi vì, ông chỉ là một thằng lùn. Ly cười châm biếm nói tiếp, trên đời này không có người phụ nữ nào lại yêu một kẻ lùn. À, bá tước gầm lên tức giận. Trên đời này bá tước thù ghét nhất hai chuyện. Thứ nhất người nào chạm đến vết thương lòng của ông, chuyện người phụ nữ kia. Thứ hai người nào dám nói tới hình dáng thấp lùn của ông ta. Đó là người phụ nữ bá tước yêu thương nhất trên đời này nhưng cô ta lại yêu một người đàn ông khác. Hơn nữa cả hai còn có âm mưu giết chết ông ta, bỏ thuốc độc mãn tính vào trong thức ăn của ông ta. Khi bá tước phát hiện ra âm mưu này, ông ta đã giết chết nhân tình của cô ta ngay trước mặt cô ta, sau đó ông ta bỏ cô ta vào nồi đun chín, ăn tươi. Trong khi đó thật sự bá tước không cao, chỉ khoảng 1m50 mà thôi. Đương nhiên nếu như ông ta cởi giày thì chỉ còn 1m46, giống như rất nhiều nam ngôi sao điện ảnh và truyền hình, bá tước đã ngầm lót bên trong giày để tăng chiều cao. Thế nhưng ả phụ nữ này dám nói ông ta là một gã lùn. Không giết ả sao có thể giải được mối hận đây? Ta đã thay đổi ý định, bá tước cười nhạt nói, ta muốn ăn thịt mày. Lúc này bá tước chuyển thành người tấn công. Bá tước cầm theo chiếc bào nhanh chóng vào tới chỗ Ly. Thân thể bá tước nhỏ bé khiến sức gió ngăn cản giảm đi rất nhiều. Ngay khi bá tước khởi động tốc độ, thân thể ông ta đã biến mất ngay tại chỗ. Ly thoáng nhếch miệng, chỉ có người thân thiết với nàng mới biết là nàng đang mỉm cười. Bá tước tấn công mình, Tần Lam nhất định phải được cứu. Anh ấy nhất định có thể cứu cô mình quay về, Ly thầm nghĩ trong lòng. Ly đương nhiên không đứng yên một chỗ thúc thủ chịu trói. Nàng hiểu rất rõ thực lực của bá tước, nếu như nàng để cho bá tước chiếm thế chủ động, chỉ cần một đòn tấn công, ông ta có thể đánh bại nàng. Đương nhiên không thể chạy trốn, trừ khi nàng có tốc độ của quỷ ảnh không thì càng chết nhanh hơn vì khi chạy trốn năng lực phòng thủ của con người rơi vào tình trạng yếu nhất. Tay phải không còn lực chiến đấu, thậm chí còn không cầm được chủy thủ. Thế nhưng tay trái của nàng vẫn rất linh hoạt. Khi thanh chủy thủ lạnh giá rơi vào trong bàn tay, Ly mới tỉnh táo hơn một chút. Ly cúi cong người, thân thể nàng cũng vọt về phía bá tước. Đây là đòn tấn công cuối cùng, Ly thầm. Ly muốn quay người nhìn Tần Lạc nhưng nàng không còn đủ thời gian. Lúc này nàng chỉ có thể xông tới. Thanh chủy thủ trong tay nàng đã giơ lên sẵn sàng, chuẩn bị vào thời khắc tiếp xúc đâm vào ngực bá tước. Ly biết bản thân mình sắp sửa phải trả một cái giá rất lớn nhưng nàng không quan tâm tới nó. Những gì nàng có thể làm, nàng đã làm hết rồi. Hai bên cùng trực tiếp chạy hướng vào nhau, trong nháy mắt khoảng cách giữa hai bên đã bị kéo gần lại. Bá tước nhếch miệng, đây chính là động tác quen thuộc của ông ta trước khi giết người. Bá tước vung cao chiếc bào vô cùng sắc bén, sau đó ông ta nhanh chóng vào tới gọt đầu một người con gái đáng yêu. Bá tước biết một đòn đánh này của ông ta có thể sẽ gọt bay một nửa đầu của cô bé kia. Thế nhưng điều khiến bá tước vô cùng ngạc nhiên chính là cô bé không có phản ứng trốn tránh như những người khác thường làm. Cô ta lại dám vung chủy thủ sau đó hung hăng đâm vào ngực của mình. Dùng cái chết để tấn công sao? Bá tước cười châm biếm.
Ông ta sao có thể để tính mạng quý giá của mình so sánh với tính mạng một người phụ nữ? Bá tước ngửa người ra sau, một cước phóng ra. Phịch! Thân thể Ly bay ngược trở lại. Tốc độ của bá tước không vì thế mà suy giảm. Ông ta nhanh chóng điều chỉnh trạng thái thân thể, một cước tung lên, tay cầm bảo đập vào Ly đang bay trên không trung. Một lần nữa Ly trúng đòn vào bụng, máu tươi phun trào như suối. Ly nhắm mắt lại, lúc này cả người nàng thật sự không còn sức lực nữa rồi. Đáng tiếc một đao lúc nãy không thể đâm trúng người lão già đó. Không hiểu Tần Lạc có giành được phần thắng khi phải đối mặt với lão quái vật này không. Vĩnh biệt, bá tước cười nói với Ly, chiếc bào cứ thế đập xuống đầu nàng. Vù vù, một đạo kình phong cực kỳ hiểm ác từ đâu đó đánh tới, một vũ khí khổng lồ quay cuồng trong không trung, nhằm thân thể bá tước đánh tới. Thân thể bá tước đang ở trên không trung, không thể né tránh được, ông ta chỉ có thể giơ bào lên ngăn cản. Loảng xoảng, thân thể bá tước bị đánh bay, rơi vào đống vật liệu gỗ. Răng rắc, đống gỗ bị đè nát vụn, qua đó có thể thấy xung lực va chạm thân thể bá tước gây ra mạnh tới cỡ nào. Vù, thân thể Ly cũng rơi xuống đất, rơi vào trong lòng mềm mại của một hắc y nhân. Chị đã tới rồi, Ly cười nói, miệng nàng đầy máu. Chương 1079, tồi tàn. Người ôm Ly là phụ nữ, một người phụ nữ cực kỳ quỷ dị. Cô ấy rất đẹp nhưng lại không chút quyến rũ, dáng người thon thả nhưng không khiến người ta cảm thấy nét gợi cảm. Quần áo màu đen, ủng da màu đen, áo choàng dài màu đen. Giống như nữ diễn viên trong phim The Matrix nhưng cô ấy không tự nhiên phóng khoáng như vậy mà càng giống như một sát thủ dạ hành thời cổ đại. Cô ấy giống như một thanh bảo kiếm sắc bén đã rút ra khỏi vỏ, hoa lệ, sắc bén, cực kỳ mạnh mẽ, sát khí bao trùm bốn xung quanh. Bạn nhìn thấy cô ấy nhưng sẽ rất khó có ấn tượng với cô ấy. Bạn nhìn thấy cô ấy nhưng rồi bạn có thể dễ dàng quên cô ấy vì toàn bộ tinh thần phải nghiêm túc đề phòng sự nguy hiểm sắp tới. Bạn có thể coi cô ấy như là một sát thủ, một thần chết, là người thu hoạch tính mạng nhưng tuyệt đối đừng coi cô ấy là phụ nữ. Lúc này ánh mắt lạnh lùng của cô ấy dần trở nên dịu dàng. Ngốc quá, cô gái nói, cô dùng ống tay áo choàng nhẹ nhàng lau vết máu ở miệng Ly, giống như người mẹ đang lau chùi cho con mình khi ăn cơm dính hạt cơm vào mép, hoàn toàn không có ý ghét bỏ. Hay quá chị tới rồi, Ly lặp lại câu nói trước đó. Nhất thiết phải dùng tính mạng của mình đáp lại sao? Cô gái lại hỏi, em chết rồi thì sao anh ta có thể hiểu tâm ý của em? Không được nói, Ly đau đớn nói. Máu tươi từ trong miệng nàng trào ra càng nhiều hơn. Chị không nói, em không nói. Anh ta lại giả ngu, cô gái nói. Anh ta vốn ngu mà. Không phải anh ta ngu mà em ngu, cô gái thở dài. Thả em xuống, Ly nói. Cô gái giơ tay gạt một cái, hất toàn bộ vật dụng trên bàn xuống sau đó cô cẩn thận đặt Ly nằm trên mặt bàn. Nằm yên một lát, sẽ ổn thôi. Vừa nói cô gái vừa lấy từ trong người một chiếc bình nhỏ màu bạc, mở nắp bình. Sau đó đổ chất lỏng bên trong bình vào miệng Ly. Cô gái liếc mắt nhìn trúc bản vô tâm đang điên cuồng chém Tần Lạc, kinh ngạc hỏi, tại sao hắn cũng tới đây? Không biết, Ly hút chất dịch từ trong bình, tinh thần nàng dần tốt lên hơn nữa thương thế trong người đã khá hơn, không bị thỉnh thoảng thổ ra từng ngụm máu tươi nữa. Xem ra anh ta tạm thời không chết được, cô gái nói. Hãy mau cứu người. Vậy trước tiên phải giết người đã. Rầm rầm. Bụi gỗ bay tán loạn. Một người dáng nhỏ, lùn đứng dậy từ trong đống gỗ vụn. Bá tước nhảy lên liên tục mấy cái liền, nhảy qua dãy bàn, nhảy tới trước. Loảng xoảng. Bá tước đứng trước mặt cô gái, sắc mặt lạnh lùng, hiểm độc nhìn cô gái trước mặt mình. Hoàng hậu, bá tước cười ha hả quan sát cô gái và nói, không ngờ hôm nay cô cũng tới đây. Hôm nay cực kỳ náo nhiệt. Tôi chỉ thích người khác gọi tôi là quân sư. Cô gái nhìn bá tước, sắc mặt thản nhiên, không yêu. Không tức giận mà giống như đang nhìn một người chết. Tên cũng chỉ là một cách gọi mà thôi. Bá tước nói ra vẻ không quan trọng. Hơn nữa sau hôm nay cô không cần có tên nữa. Ông hãy thử tới xem sao. Quân sư bình tĩnh nói, không quan tâm tới lời khiêu khích của bá tước. Người đều nói hoàng đế là đệ nhất châu Âu. Hoàng hậu là đệ nhất châu Á. Đệ nhất châu Á thì sao nào? Chọn gã què làm tướng quân, chọn tới chọn lui, không phải chọn một con mèo ba chân sao? Bá tước nhìn Ly nói, ngoại trừ dũng khí, các người còn cái gì hả? Còn có thực lực, quân sư nói, thực lực giết người. Vậy cần phải xem người bị giết là ai đã. Bá tước xua tay nói,
chiếc bào trong tay ông ta không hiểu đã bay tới đâu đó rồi. Sức mạnh của chiếc ghế mới rồi, người bình thường tuyệt đối không thể chống lại được. Tuy khi bị tấn công bá tước đang ở trên không, không thể nào mượn lực nhưng cuối cùng vẫn phải nói lực của đối phương cực mạnh, hơn nữa góc độ dùng sức cực kỳ tinh xảo. Nếu như thay bằng người khác ném chiếc ghế dài, tuyệt đối sẽ không có hiệu quả như vậy. Với ông cũng thế mà thôi, quân sư nói vẻ cực kỳ tự tin. Thật vậy sao, bá tước liếc mắt nhìn ngón tay bị đứt của quân sư nói, vậy có chuyện gì xảy ra với ngón tay đó? Cô bị người yêu cắn đứt hả? Ông quá nhiều lời, quân sư nói. Mặc dù sắc mặt quân sư vẫn bình tĩnh như cũ, giọng nói vẫn bình thản nhưng sát khí trong ánh mắt của cô nàng càng lúc càng đậm đặc hơn. Đây chính là vết sẹo của cô, thời gian càng trôi đi, vết đau càng nặng nề. Nó chưa từng khỏi hẳn cũng chưa từng hồi phục như cũ. Cô đã từng khiến cho nó nát vụn, như một vết thương rách da thịt lúc nhúc dòi bỏ. Chỉ có như vậy bất kỳ lúc nào nó cũng có thể nhắc nhở bản thân, trên chiến trường không nên hút thuốc lá. Không nên hút thuốc lá trên chiến trường, quân sư nhẹ nhàng vuốt ve hộp thuốc lá trong ngực, đây chính là món quà duy nhất của người đó tặng cô. Không, là hai thứ. Không nên hút thuốc lá trên chiến trường, đây chính là món quà đầu tiên và cũng chính là món quà quý nhất. Không có nó, không có quân sư. Thật vậy sao, bá tước nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói, có thể nhìn thấy người phụ nữ nổi tiếng là hoàng hậu khiến tôi vô cùng xúc động. Vậy bây giờ ông có thể đi chết chưa? Đột nhiên quân sư lao người lên trước, sau mấy bước chạy đà, cô nhảy vọt lên cao, thân thể bay lên không trung, một quyền hung hăng đánh xuống nện vào mặt bá tước. Bá tước cũng động, bá tước bực tức gầm lên một tiếng, cũng nắm tay lại xông về phía quân sư. Loảng xoảng, nắm tay hai người va chạm với nhau. Khi nắm tay tiếp xúc với nhau bá tước cảm nhận được lực đạo rất lớn phát ra từ nắm tay quân sư. Một cô gái, hơn nữa chỉ là một cô gái gầy gò. Sao cô ta lại có khí lực mạnh như này? Bá tước chịu không giải đáp được câu hỏi này. Kẹt kẹt kẹt. Thân thể bá tước lùi lại sau mấy bước liền, ông ta gần như ngã sấp xuống đất. Trong khi đó sát chiêu của quân sư lúc này mới chính thức bắt đầu. Sau khi đánh một quyền đẩy lui bá tước, hai chân quân sư hạ xuống đất, cô nhanh chóng đuổi theo bá tước đang lảo đảo lùi lại sau. Song quyền cùng xuất thủ như sóng to gió lớn, như sóng trường giang chấn động, kình phong ầm ầm. Căn bản không cho bá tước có cơ hội thở. Binh binh binh. Quyền đối quyền, cước đối cước, một người liên tục tấn công, một người liên tiếp thối lui. Hai người đánh nhau túi bụi. Xét từ tình hình trận đánh, đương nhiên quân sư đang chiếm ưu thế. Dù gì đi nữa quân sư cũng chiếm ưu thế chủ động. Hơn nữa lúc này bá tước chỉ có thể phòng thủ, không có cơ hội trả đòn. Thế nhưng bá tước cũng là người thông minh. Ông ta biết luận về sức mạnh. Bản thân mình không phải là đối thủ của quân sư nên lập tức chuyển sang thế giao tranh thật hư. Người thật ta hư, người hư ta thật. Làm như vậy ông ta sẽ không bị rơi vào thế phòng ngự bị động như trước, liên tiếp bị đối thủ bức lui lại sau. Loảng xoảng loảng xoảng. Mỗi lần hai người đúng xuống đất đều giống như xe thiết giáp điên cuồng chạy tới. Tất cả những đồ vật dưới chân hai người đều bị giẫm nát vụn. Phịch. Nắm tay hai người một lần nữa va chạm. Thân thể gầy gò của bá tước một lần nữa bắn lên không trung. Người đang trên không trung nhưng đã kịp thời biến chiêu. Hai chân bá tước duỗi ra, chạm mạnh vào tường, thân thể ông ta bắn ngược trở lại. Bù! Thân thể bá tước như một quả đạn pháo bắn ra ngoài, điên cuồng lao về hướng quân sư. Quân sư thuận tay cầm một cái bàn, sau khi quay tròn hai vòng trên đỉnh đầu, vù một tiếng, quân sư ném cái bàn về phía bá tước. Răng rắc! Quyền của bá tước đánh trúng cái bàn bị đánh nát vụn, những mảnh gỗ vụn bắn ra bốn phía xung quanh. Tiếp đó hai mắt bá tước như mở to, trợn trừng. Bởi vì khi quyền của bá tước đánh vào cái bàn gỗ, quân sư đã nhảy người lên. Khi thân thể quân sư bay lên giữa không trung, thân thể của cô xoay một vòng 180 độ. Binh! Mặt bá tước lại trúng một cước, thân thể ông ta lại bay ngược trở lại. Đây chính là sự thảm hại. Thực lực kém xa một cách thảm hại. Một đao, hai đao, ba đao. Đây là lần thứ hai với trúc bản vô tâm, dùng ba đao mà không chém chết đối thủ. Lần thứ nhất chính là với hoàng đế, vì ba đao thất bại đó, trúc bản vô tâm đã trở thành chiến tướng của hoàng đế. Gã tưởng rằng cả đời này gã sẽ không bao giờ rơi vào tình cảnh sỉ nhục như vậy nữa vì gã tuyệt đối không thể rút đao với hoàng đế, trong khi đó những người khác, không người nào có thể ngăn cản được ba đao của gã.
mà cho dù có thể ngăn cản được cũng phải rớt mất một vài bộ phận. Nhưng hôm nay một lần nữa Trúc Bản Vô Tâm lại nhận sự sỉ nhục này. Hơn nữa tình hình lúc này giống với cuộc chiến với Hoàng đế khi trước, ba đao đánh ra đều bị đối thủ nhẹ nhàng né tránh. Chỉ cần chém được của nó một miếng ra cũng được, Trúc Bản Vô Tâm thầm nghĩ trong lòng. Sau khi né tránh đao thứ nhất, tim Tần Lạc đập thình thịch không ngừng nghỉ. Khi né tránh đao thứ hai, tim hắn vẫn đập thình thịch không ngừng. Khi né tránh đao thứ ba, Tần Lạc vẫn rất căng thẳng. Ánh đao, ảo ảnh bay đầy trời khiến người khác phải sởn gai ốc, da đầu run lên. Hình như mỗi ánh đao đều là thật, mỗi ánh đao đều có thể chém hắn thành hai nửa. Thế nhưng lúc này tâm trạng Tần Lạc cực kỳ căng thẳng. Đặc biệt khi Tần Lạc nhìn thấy quân sư tới cứu ly, hắn cực kỳ vui mừng tới phát điên, lúc này cho dù bảo hắn chết, hắn nhất định sẽ đồng ý. Rốt cuộc mày muốn chém người hay muốn chém quần áo của tao? Tần Lạc không nhịn thốt lên, ai nấy đều bận bịu, mày không nên trì hoãn thời gian của mọi người, có được không? Đáng chết, Trúc Bản Vô Tâm nổi cơn lôi đình, thằng nhãi kia còn dám đứng đó châm chọc mình, chẳng lẽ nó thực sự nghĩ rằng mình không chém được nó sao? Một lần nữa Trúc Bản Vô Tâm lại rút đao. Lần này Trúc Bản Vô Tâm không tấn công một cách tùy tiện. Hai ta gã nắm chặt thanh đao, giơ lên trên đỉnh đầu. Ngưng thần bế khí, khí dồn đan điền. Thân ảnh hư ảo lay động sau đó bắn tới như tia chớp. Lần này không phải là nhất đao tứ trảm mà là nhất đao lưỡng đoạn của nhất đao lưu. Nhất đao tứ trảm dùng để tấn công cự ly ngắn còn nhất đao lưỡng đoạn dùng để đánh giáp lá cà. Bổ xuống, trường đao bổ xuống. Bù. Với kinh nghiệm của gã, khi hai người áp sát nhau, trường đao của gã sẽ cắt đứt thắt lưng của đối phương. Đương nhiên đó chỉ là kinh nghiệm. Lần này Trúc Bản Vô Tâm lại thất bại. Đau bụng, cúi đầu, một thanh chủy thủ cắm vào bụng. Chỉ có thằng ngu mới không đánh lại, Tần Lạc cười nhạt nói. Chương 1080, không phải chúng ta đi trả tiền trước sao? Võ công trùm thiên hạ, nhanh không thể cản, ví dụ rút súng nhanh hơn người một bước, chạy trốn nhanh hơn người một bước, né tránh nhanh hơn người một bước, còn cả việc giết người nhanh hơn người một bước, đây chính là nguyên nhân quỷ ảnh có thể tung hoành ở châu Âu. Bình thường quỷ ảnh có tốc độ quỷ mị, ngay cả việc theo kịp tốc độ của y bạn cũng không làm được, vậy sao bạn có thể phòng thủ, phản công? Đương nhiên anh bạn Tần Lạc của chúng ta là một ngoại lệ. Bát đại chiến tướng của Hoàng đế có nét đặc sắc riêng. Quỷ ảnh thiên về tốc độ, kim đồng ngọc nữ thiên về phối hợp, dã thú am hiểu đánh gần, trong khi đó bá tước, hình như không gì có thể gây khó cho ông ta được. Bây giờ Giê-xu và Hồng Phu đang đối mặt với quỷ ảnh, vua tốc độ và kim đồng đương độc tác chiến. Mới rồi khi bắt đầu, Giê-xu và Hồng Phu dùng tiểu xảo nên chiếm được ưu thế, dùng chiếc xe của bọn họ dồn ép, tấn công quỷ ảnh và kim đồng. Thế nhưng đối thủ của bọn họ cũng nhanh chóng phát hiện ra vấn đề. Thứ nhất, hai người quỷ ảnh cần phải xử lý chiếc xe khó chịu kia vì tốc độ của nó quá nhanh khiến hai người bọn họ chạy trốn cực kỳ mệt mỏi. Nếu như hai người bọn họ thật sự không khiến nó nổ tung thì cho dù bọn họ không bị đối phương giết chết thì cũng bị nó làm cho mệt chết. Điều càng khiến người ta tức hộc máu chính là lúc này Giê-xu đang dùng nó làm vũ khí. Hắn lái xe xông thẳng về phía hai người bọn họ, xông mà không hề e ngại. Mặc dù tố chất thân thể của hai người cực tốt, xương cốt cực cứng rắn nhưng cũng không thể nào dùng thân thể để đụng với chiếc xe. Thứ hai, bọn họ muốn thay đổi đối thủ. Bây giờ Giê-xu dùng súng bắn áp chế tốc độ của quỷ ảnh khiến quỷ ảnh không thể rảnh rỗi đối phó. Trong khi đó Hồng Phu dùng roi khiến kim đồng không thể tới gần. Chỉ còn cách tấn công từ xa. Nếu như kim đồng có thể chuyển sang đối phó với Giê-xu, quỷ ảnh có thể ra tay trước, xông tới trước mặt, xử lý Hồng Phu. Dù gì đi nữa roi của Hồng Phu cũng không thể chạm vào người quỷ ảnh. Trên thế giới này ngoại trừ Hoàng đế và thằng nhãi Trung Quốc đáng chết kia còn không một ai có thể theo kịp với tốc độ của quỷ ảnh. Nếu như quỷ ảnh y có thể nhân cơ hội giải quyết Hồng Phu hay là y có cơ hội bắn vỡ lốp xe của đối phương, thế cục của hai người y sẽ không rơi vào tình trạng bị động này nữa. Thay đổi. Xu thế tất phải thực hiện. Dù gì đi nữa hai người có quan hệ hợp tác nhiều năm. Quỷ ảnh đánh mắt cho kim đồng. Kim đồng hiểu ý, hai người một trái, một phải, kéo giãn khoảng cách, tránh được đòn tấn công của chiếc xe và sự quấy rầy của đạn và roi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chiếc xe chưa kịp ngoặc lại, hai người quỷ ảnh nhanh chóng thay đổi vị trí ở ngay sau đuôi xe. Cứ như vậy quỷ ảnh đã đứng đối mặt với Hồng Phu đang ngồi ở ghế phụ. Quỷ ảnh giơ cao súng lục, ngay khi chiếc roi còn chưa bắn tới trước mặt y đã nổ hai phát súng.
bằng, bằng. Ngay sau khi quỷ ảnh bắn xong hai phát đạn, roi của Hồng Phu mới tiến tới trước mặt y. Lập tức quỷ ảnh ngửa người tránh đầu roi rồi lại nổ súng. Qua đó có thể thấy tốc độ của quỷ ảnh nhanh hơn tốc độ của Hồng Phu nhiều, giống như những pha quay chậm trên truyền hình mà thôi, hoàn toàn không cùng tần suất với tốc độ của quỷ ảnh. Không hiểu quỷ ảnh dùng đạn gì mà khi viên đạn bắn vào lốp xe, nó có tác dụng phá hủy. Lốp xe nổ mạnh giống như hai viên đạn đen bắn tung tóe sang hai bên. Quỷ ảnh và Kim Đồng vì lo lắng bị bắn phải nên đều né tránh. Trong khi đó Giê-xu và Hồng Phu cũng nhảy khỏi chiếc xe đua mất thăng bằng, bị chạy trối chết. Két, loảng xoảng. Ngay khi Giê-xu và Hồng Phu mới nhảy khỏi xe, thân chiếc xe liền nghiêng đi, sau khi lao tới một sườn dốc liền lật nghiêng. Vì xung lực quá mạnh nên cát vàng quay cuồng hình thành một luồng cát cuồn cuộn bốc lên xung quanh xe. Giê-xu đứng dậy từ mặt cát, gã phủi cát bụi dính trên người, miệng phun cát vàng phì phì, phong thái rất đàn ông, giơ tay định đỡ Hồng Phu. Hình như Hồng Phu không nhìn thấy bàn tay đang chìa ra kia. Nàng tự đứng dậy từ mặt cát, lúc này váy trắng đã phủ đầy cát vàng, gương mặt đáng yêu, nhỏ nhắn cũng dính một màu bụi cát, thoạt nhìn trông nàng giống như một đứa trẻ đáng thương không tìm thấy gia đình của mình. Hình như Giê-xu đã quen bị đối xử như này. Hình như phụ nữ Trung Quốc không thích những anh chàng đẹp trai tuấn tú như mình mà bọn họ càng thích Tần Lạc, người không đẹp trai cũng chẳng có phong độ cũng như quần áo thì như một ông già. Một người đàn ông nhỏ bé. Giê-xu nhún vai vẻ bất cần rồi cười nói, đáng lẽ cô nên học cách dùng súng. Nếu như cô nổ súng, nhất định có thể áp chế được hắn, vừa rồi hắn sẽ không có cơ hội nổ súng bắn vỡ lốp xe của chúng ta. Có lẽ anh nên học cách lái xe tốt hơn, lần sau thì đừng có để xe bị lật như này. Hồng Phu thẳng thừng phản bác. Giê-xu nhún vai, gã không lên tiếng bác lại. Giê-xu nhận ra rằng những người phụ nữ có quan hệ với Tần Lạc đều là những người cả vú lấp miệng em. Giê-xu thật sự muốn nói với Hồng Phu rằng nếu như bây giờ đi đua F1, trên thế giới sẽ không còn vua xe đua gì đó nữa. Chẳng lẽ kỹ thuật lái xe vừa rồi của mình còn chưa đủ khiến người ta chấn động, kinh hãi hay sao? Ồ, có lẽ vừa rồi cô ấy không chú ý tới điểm này. Mặc dù Giê-xu không có ý kiến với Hồng Phu nhưng bản thân gã là một gã cao to, đẹp trai nhưng luôn bị những cô gái bên cạnh bỏ qua, không chú ý khiến Giê-xu cảm thấy cuộc sống của mình toàn một màu u ám. Quỷ ảnh và Kim Đồng cũng đứng dậy. Hai người phủi cát bụi trên người đứng đối diện với vị trí Giê-xu và Hồng Phu. Cuộc chiến như này mới công bằng. Kim Đồng cười na năm tê nói, ánh mắt độc ác, không gì thân thiện của y nhìn chằm vào Hồng Phu. Kim Đồng biết cô gái trẻ thoạt nhìn như một đứa trẻ vô hại này chính là người đã phóng hai con rắn độc vào trong bụng em gái y. Còn có chuyện nào tàn ác vô nhân đạo hơn chuyện này không? Kim Đồng đã từng thề, nếu như y bắt được Hồng Phu, y nhất định sẽ nhét vào trong bụng Hồng Phu một con dã thú châu Phi. Con dã thú châu Phi này sẽ nhanh chóng ăn nội tạng của cô ta sinh trưởng, sau đó thân thể mỗi giây đều bành trướng, cho tới khi bụng cô ta không chống được nở bung. Tôi nghĩ, hai vị đã hiểu lầm rồi, phải không? Giê-xu phá lên cười nói, sắc mặt đầy vẻ nịnh nọt, chúng tôi chỉ vô tình xảy ra xung đột với các vị. Các vị cũng biết, chúng tôi đã sớm bỏ đi rồi mà. Ở châu Âu, ở châu Mỹ, trong mỗi ngõ ngách có người nào tình nguyện trở thành kẻ thù của Hoàng đế Điện Hạ và bát đại chiến tướng của ngài không? Làm vậy không phải tự đi tìm con đường chết sao? Thật vậy sao? Kim Đồng cười nhạt nói, vậy bây giờ bọn mày muốn đi đâu? Trong này có chút hiểu lầm, Giê-xu nghiêm mặt nói, các vị cũng biết mỗi người chúng tôi đều có mối quan hệ thân thiết với Tần. Anh ta cũng đối xử với chúng tôi rất tốt nhưng mà đó không phải là lý do khiến chúng tôi tình nguyện đi tìm cái chết với anh ta. Một người sát thủ không hề tiếc rẻ phá bỏ quy tắc của sát thủ, có lẽ người đó phải cực kỳ coi trọng tính mạng nhỏ bé của mình. Chính vì vậy tôi rời đi. Trong khi đó cô gái xinh đẹp này cũng có suy nghĩ giống tôi nhưng khi chúng tôi bỏ đi anh ta lại cho chúng tôi chi phiếu 30 triệu USD, nói mỗi người chúng tôi có thể cầm 10 triệu USD. Các vị xem, gã người Trung Quốc đó rất giàu hoạt, anh ta không cho chúng tôi 20 triệu USD như thỏa thuận, cũng không phản chia lần lượt mỗi người 10 triệu USD. Lần này tới lần khác, anh ta chỉ trả chúng tôi chi phiếu 30 triệu USD. Đương nhiên chúng tôi không có tiền lẻ để trả lại anh ta vì vậy chúng tôi phải nghĩ cách tiêu hết 20 triệu USD rồi mang trả lại 10 triệu USD còn thừa. Lần này chúng tôi đi là muốn trả lại cho anh ta số tiền này. Mày cho bọn tao là đồ ngốc hả? Quỷ ảnh khinh bỉ nói. Tất cả mọi người đều là sát thủ lão luyện thế mà Giê-xu lại dùng một cái cớ ngây thơ, hoang đường lừa gạt bọn họ.
Gã này thật đáng ghê tởm, chẳng lẽ gã tưởng bọn mình sẽ tin tưởng gã sao? Tôi nhân danh Thượng Đế mà tôi tôn kính nhất để thề rằng những điều tôi nói đều là sự thật. Giê-xu giơ cánh tay nói, nếu như các vị không tin, tôi có thể đưa chi phiếu 10 triệu USD cho các vị xem. Làm phiền các vị mang về trả lại giúp tôi. Nếu như vậy tôi sẽ không cảm thấy áy náy vì nợ tiền một người đã chết mà không trả lại. Quỷ ảnh và kim đồng liếc mắt nhìn nhau, nhìn Giê-xu móc tấm chi phiếu ra mà không biết cần phải làm gì. Mày nói thật sao? Tôi cầu xin các vị. Giê-xu trịnh trọng nói. Mày cho rằng làm như này thì sẽ qua khỏi sao? Kim đồng không khỏi cực kỳ kiêu ngạo trong lòng. Ngay cả một Giê-xu danh tiếng lẫy lừng nhưng cũng không dám trêu chọc vào bọn họ mà còn chủ động đầu hàng. Trên thế giới này còn có chuyện gì mà bọn họ không làm được? Cô ta, phu bà xấu xí kia đã thả vào bụng em gái tao 2 con rắn. Món nợ này tính sao đây? Kim đồng chỉ vào Hồng Phu, độc ác hỏi. Anh ta nói cái gì? Hồng Phu không biết tiếng Anh nhưng nàng biết người kia đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh ta nói vị tiểu thư xinh đẹp này có thể giải độc giúp em gái anh ta không? Cô cũng biết đó, em gái anh ta chính là Ngọc Nữ, người phụ nữ bị cô cho nuốt rắn vào bụng đó. Tôi nghĩ rằng cô nên cho anh ta thuốc giải. Giê-xu cười hì hì nói. Gã không dám nói nguyên văn câu nói của Kim Đồng vì có trời mới biết khi bà cô này nổi giận thì sẽ xảy ra chuyện gì. Có thể, Hồng Phu lấy chiếc túi sặc sỡ mang theo bên người ra, lấy từ trong đó ra một hoàn thuốc màu đen. Hãy cho cô ta ăn hoàn thuốc này. Hồng Phu đưa hoàn thuốc cho Kim Đồng. Kim Đồng cầm hoàn thuốc và hỏi Giê-xu, đây là thuốc giải hả? Cô ấy nói như thế. Tao không tin. Kim Đồng cất hoàn thuốc vào trong túi và nói, hãy bảo cô ta đi theo chúng tao một chuyến. Tao muốn nhìn thấy em gái tao thật sự không việc gì mới có thể bỏ qua cho cô ta. Giê-xu nói vẻ khó xử, tôi có một đề nghị rất tốt. Chúng ta nên đi trả tiền trước sau đó mới đi cứu em gái của anh. Vì dù sao đi nữa anh ta có thể chết bất kỳ lúc nào, em gái của anh có thể còn sống rất lâu mà. Chương 1081, ma quỷ chui vào trong người. Tao nghĩ bây giờ không kịp nữa rồi. Kim Đồng cười châm biếm nói. Cái gì? Giê-xu kinh hãi hỏi, bá tước tự mình ra tay sao? Chuyện xảy ra từ khi nào? Nếu như bây giờ mày chạy tới đó, hẳn mày có thể nhìn thấy xác của nó. Giê-xu, mày cũng là một người thành danh đã lâu, vì sao mày lại cam tâm tình nguyện trở thành một nô bộc cho thằng nhãi Trung Quốc đó? Thằng đê tiện đó dựa vào cái gì mà nô dịch mày? Mày đang làm hổ thẹn dòng máu của mày. Chúng tôi chỉ là bạn bè. Giê-xu đỏ mặt tía tai, cố gắng phản bác lại. Hình như việc Kim Đồng nói gã làm nô bộc cho người khác là đang sỉ nhục gã vậy. Đương nhiên điều này chính là sự sỉ nhục. Nhưng trong mắt những người khác mày chỉ là nô bộc. Vậy còn các vị, cái gì mà bát đại chiến tướng? Các vị không phải cũng đang là nô bộc cho hoàng đế sao? Giê-xu phản kích. Thế nhưng sau khi nghe câu nói châm chọc của Giê-xu, Quỷ Ảnh và Kim Đồng lại không nổi giận mà ngược lại trong mắt hai người còn xuất hiện vẻ cuồng nhiệt, một cảm giác cực kỳ sùng bái. Ông ấy là hoàng đế, là bậc vương giả trời sinh. Quỷ Ảnh nói, không ngờ một người luôn lạnh lùng như Quỷ Ảnh cũng có thể bình tĩnh thốt lên một câu đầy lý trí như thế. Ông ấy dùng chính thực lực của mình để chinh phục bọn tao. Còn thằng nhãi Trung Quốc kia thì sao? Nó có cái gì? Kim Đồng khinh thường nói, y thuật hả? Ồ! Tao còn không biết là Giê-xu từ bỏ thân phận một sát thủ đi làm nô bộc cho một thằng thầy thuốc. Thì ra mày có lý tưởng trở thành một siêu cấp thầy thuốc cứu chữa cho người bệnh. Ha ha, chuyện này mà truyền ra ngoài nhất định sẽ khiến giới sát thủ chấn động. Anh ta đã chinh phục tôi bằng nhân phẩm của mình. Giê-xu bình tĩnh nói, mặc dù trong lòng gã thầm mắng, tên khốn đó làm gì có nhân phẩm. Thế nhưng Giê-xu tuyệt đối không thể nói chính mình bị Tần Lạc chinh phục bằng cách hạ độc mũi mặt người. Như vậy người mất mặt chính là gã. Nhân phẩm, Kim Đồng phá lên cười, người chết không có nhân phẩm. Giê-xu, mày có thể đi nhưng đứa con gái này nhất định phải đi cùng với tao. Cô ấy đã cho anh thuốc giải rồi mà. Giê-xu nhìn Hồng Phu, nói vẻ khó xử. Nhưng tao không tin đây là thuốc giải. Kim Đồng nhìn Hồng Phu giống như đang nhìn một kẻ có thù giết cha. Đương nhiên y sẽ không bao giờ hận sát thủ giết chết cha mình. Nếu như có người tình nguyện giết chết cha y sẽ không thèm quan tâm mà ngược lại y còn có thể tưởng thưởng cho người đó một chút phần thưởng tinh thần hay vật chất nữa cơ. Cô ta đã khiến em gái tao rất đau đớn. Tao nhất định phải trả lại gấp trăm lần. Là một người đàn ông, tôi không thể để anh làm như vậy. Giê-xu, người chết không tính là đàn ông. Nhưng bây giờ tôi vẫn còn sống.
vậy thì mày sẽ phải chết. Kim Đồng xòe bàn tay như ưng chảo chụp vào cổ Giê-xu. Trong khi đó thân hình của quỷ ảnh cũng động, thân thể y di chuyển như quỷ mị, một quyền đánh thẳng vào bụng Hồng Phu. Mặc dù Giê-xu và Hồng Phu đã cực kỳ cẩn thận đề phòng nhưng hai kẻ kia đã ra tay trước, chiếm được ưu thế. Giê-xu giẫm mạnh một chân xuống đất, ngay lập tức trên mặt đất xuất hiện một hố cát, sau đó cả người Giê-xu bắn mạnh về phía sau, tránh được đòn tấn công của Kim Đồng. Phản ứng của Hồng Phu cũng chậm hơn một chút, không, phải nói là tốc độ của quỷ ảnh quá nhanh. Ngay khi cây roi của Hồng Phu mới bắt đầu đánh ra, quỷ ảnh đã vọt tới trước mặt Hồng Phu. Dài hơn một tấc, mạnh hơn một phần, ngắn hơn một tấc, yếu hơn một phần. Roi là vũ khí tấn công từ xa. Khi tấn công gần thì cần có thời gian thu roi lại. Hồng Phu kịp thời phát hiện ra tình hình có gì đó không ổn, cổ tay nàng khẽ rung lên. Đầu nhọn của cây roi nhanh chóng cuộn trở lại, hướng về đầu quỷ ảnh nhưng ngay lúc đó quyền của quỷ ảnh đã đánh trúng bụng nàng. Phịch! Lập tức thân thể của Hồng Phu cong thành hình con tôm, bị đánh bay trở lại. Ngay khi thân thể Hồng Phu còn đang bay lượn trên không trung, quỷ ảnh vươn tay, hình thành chảo, tóm lấy đầu ngọn của roi mới vòng trở lại. Lập tức thân thể Hồng Phu bị quỷ ảnh kéo ngược trở lại. Quỷ ảnh nhảy người lên cao, khi nhảy lên lực đánh của quỷ ảnh càng mạnh. Loảng xoảng. Một cước này đá trúng ngực Hồng Phu. Phốc. Hồng Phu cảm thấy yết hầu ngòn ngọt, máu tươi phun ra ngoài giống như cơn mưa bất ngờ, từng đốm đỏ nhuộn đỏ một khoảng cát vàng. Lúc nãy Hồng Phu mới kịp buông cây roi, sau khi thân thể nàng bay lượn tự do một lát, nó tự do rơi xuống mặt đất. Thân thể Hồng Phu nặng nề nện trên mặt cát, cát bụi bay lên, sau đó bao trùm thân thể Hồng Phu. Từ khi quỷ ảnh bất ngờ ra tay tới khi Hồng Phu vung roi. Từ khi Hồng Phu bị quyền của quỷ ảnh đánh trúng. Từ khi quỷ ảnh bắt được đầu roi của Hồng Phu cho tới khi Hồng Phu ngã xuống đất, quá trình này cực kỳ ngắn ngủi, gần như là chỉ diễn ra trong nháy mắt. Vào thời điểm quỷ ảnh đánh ngã Hồng Phu, Kim Đồng và Giê-xu mới bắt đầu ra tay. Trong khi đó thắng bại bên này đã phân định. Tốc độ. Một tốc độ không người nào có thể chống lại được. Một tốc độ khiến con người ta cực kỳ tuyệt vọng. Nhân cơ hội Hồng Phu thất bại, y muốn mạng sống của nàng. Quỷ ảnh không cho Hồng Phu cơ hội có thể đứng dậy. Một lần nữa thân hình y lay động, vào tới nơi Hồng Phu đã ngã. Ôi, thật đáng chết. Giê-xu mắng to, khi nhìn thấy Hồng Phu bị quỷ ảnh đánh ngã, Giê-xu biết nếu như gã không tới cứu kịp thời, Hồng Phu sẽ bị quỷ ảnh giết chết. Thế nhưng Kim Đồng dễ đối phó như vậy sao? Kim Đồng được thắng lợi của đồng bọn cổ vũ, kích thích y giành chiến thắng. Hai bàn tay đeo bao tay màu trắng của Kim Đồng múa liên tục, giống như một màn múa tay với tiết tấu nhanh, tình cảm mãnh liệt nhưng trong màn múa khiến người ta hoa lại ẩn chứa sát khí chết người. Chỉ cần bất cần một chút thôi là bị bàn tay của y chụp trúng, gây sát thương. Hơn nữa trên tay Kim Đồng còn có cái bao tay màu trắng, không hiểu được làm từ chất liệu nào đó. Thoạt nhìn chỉ giống như một cái bao tay bình thường nhưng khi nắm tay lại, trên mặt bao tay sẽ xuất hiện những cái lỗ nhỏ, trông giống như những cái lỗ trên mạng che mặt vậy. Phịch! Dưới sự chủ động của Giê-xu, một lần nữa nắm tay hai người va chạm nhau. Kim Đồng lui lại sau ba bước, Giê-xu cũng lui lại sau ba bước. Một lần nữa Kim Đồng vung tay vọt tới trong khi đó Giê-xu lại quay người bỏ chạy. Giê-xu muốn đi cứu Hồng Phu, là một thằng đàn ông, Giê-xu nhất định phải làm như vậy. Bản thân là một sát thủ, quy tắc đầu tiên là phải sống sót. Nếu như để cho huấn luyện viên của mình biết gã là chuyện ngu ngốc này, nhất định ông ta sẽ cực kỳ tức giận, liên tục chửi thề. Thế nhưng vì sống lâu ngày bên cạnh Tần Lạc, Giê-xu bắt đầu cảm nhận được cái gì đó là tình cảm con người vì vậy lúc này tình cảm đã chiến thắng lý trí. Giê-xu hoàn toàn để mặc sau lưng mình cho Kim Đồng, nhanh chóng chạy về phía quỷ ảnh. Khẩu súng lục màu vàng một lần nữa nằm trong tay Giê-xu, chốt an toàn được bật lên. Giê-xu định bụng trước tiên sẽ tập kích quỷ ảnh, tranh thủ chút thời gian cho mình cứu viện Hồng Phu. Đương nhiên Kim Đồng không chịu để Giê-xu cứ thế chạy đi. Y đánh tới như một ác hổ giành ăn. Kim Đồng muốn đánh ngã Giê-xu, hơn nữa còn ngăn cản Giê-xu dùng súng tấn công đồng bọn của mình. Thế nhưng ngay khi thân thể Kim Đồng nhào lên không trung, đột nhiên trở nên cứng đơ. A! À. Kim Đồng gào lên một tiếng thảm thiết, hai tay y ôm chặt lồng ngực. Phịch! Thân thể Kim Đồng rơi xuống đất, quay cuồng, run lẩy bẩy, hai tay y điên cuồng xé rách áo ngực sau đó tới da thịt, thậm chí Kim Đồng còn xé rách một mảng da ngực. Vị trí trái tim của Kim Đồng máu thịt lẫn lộn, hình như Kim Đồng muốn móc trái tim của mình ra vậy.
Gương mặt Kim Đồng dữ tợn, méo mó, thân thể y liên tục co quắp, run rẩy. Tất cả người ở đây đều trợn mắt há mồm nhìn tình cảnh này, ai nấy đều có cảm giác sởn gai ốc. Ma quỷ xâm nhập vào thân thể hắn sao? Giê-xu thì thào. Khi nhìn thấy quỷ ảnh không giết Hồng Phu mà bắt nàng làm tù binh, Giê-xu cũng không tiếp tục xông tới nữa. Gã chỉ ngay súng vào đầu Kim Đồng. Tao nghĩ bây giờ mày nhất định muốn trao đổi con tin, đúng không? Tuy Giê-xu ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tâm trạng gã lúc này rất tốt. Chẳng lẽ khi mình thoát ly thân phận sát thủ, nương tựa vào Thượng Đế quan tâm đặc biệt tới mình sao? Nhưng nếu không thì giải thích chuyện xảy ra trước mắt như thế nào đây? Một tay quỷ ảnh bóp cổ Hồng Phu, giơ cao thân thể nhỏ nhắn của nàng trên không trung. Quỷ ảnh rất thích cách giết người này. Cứu anh ta nếu không tao sẽ chôn mày cùng với anh ta. Giọng nói của quỷ ảnh lạnh như băng. Long Vương nói, từ này về sau con chính là thiên hạ đệ nhất phòng thủ. Thế nhưng một người không có năng lực tấn công, thiên hạ đệ nhất phòng thủ thì tính cái gì? Chẳng lẽ chỉ cần trốn qua trốn lại là có thể giết người sao? Hơn nữa chỉ khi Tần Lạc rơi vào tình cảnh nguy hiểm thì cảnh giới tuyệt vời này mới xuất hiện, giống như vạn vật trên thế gian này đều trở nên rất chậm chạp, kể cả đòn tấn công của kẻ thù. Thế nhưng đối phương chỉ đứng yên không chủ động tấn công, cảnh giới này tuyệt đối không xuất hiện. Nếu như Tần Lạc chủ động tấn công, kết quả chỉ khiến hắn chết nhanh hơn. Giải quyết vấn đề này như thế nào đây? Đó là vấn đề khiến Tần Lạc suy nghĩ, cũng là vấn đề khiến Long Vương suy nghĩ. Trong tay cầm một thanh chủy thủ, khi kẻ thù đánh tới, có yên tàn nhẫn hạ đối phương không? Thế nhưng nếu như để đối phương sớm phát hiện ra động cơ này, nhất định chiêu này không thể thực hiện được. Tần Lạc phòng thủ bị động cực lợi hại nhưng cũng không có nghĩa là hắn có năng lực chủ động tấn công. Trên thực tế vì tốc độ di chuyển của Tần Lạc không bằng người. Khi người khác tấn công cần phải đề phòng nghiêm ngặt nên hắn thật sự không có cơ hội ra tay. Quán tính. Lợi dụng tư duy quán tính tấn công đối phương. Vì mấy lần trước Tần Lạc chỉ phòng thủ nên Trúc Bản Vô Tâm nghĩ Tần Lạc là người chỉ biết phòng thủ, không biết tấn công. Thế nên khi tâm trạng Trúc Bản Vô Tâm trở nên kích động, gã không chú ý tới năng lực tấn công của Tần Lạc, chính là thời điểm tấn công tốt nhất của Tần Lạc. Quả nhiên một đòn trúng mục tiêu. Đao đâm vào da thịt, chuôi đao thò ra trước bụng, máu chảy ướt đẫm, đỏ quần áo, cũng nhuộn đỏ hai con mắt Trúc Bản Vô Tâm. Đôi mắt đang chết dần của Trúc Bản Vô Tâm nhìn chằm chằm vào Tần Lạc, chỉ thanh đao vào Tần Lạc, thì thào từng từ một ngắt quãng, mày. Đáng, chết. Chương 1082, quỷ hút máu xúc cốt. Niềm vui tới quá bất ngờ khiến ngay cả Tần Lạc cũng không thể tin vào mắt mình. Thành công. Hắn thật sự đã giết chết Trúc Bản Vô Tâm, một trong bát đại chiến tướng của Hoàng đế sao. Hắn không chỉ biết phòng thủ mà còn có thể tấn công. Hắn không phải là phế vật. Là một thiên tài y thuật, thiên tài trong giới võ thuật nữa sao? Mẹ ơi, sao người có thể sinh ra con ưu tú như thế này? Thiên hạ đệ nhất phòng thủ hơn nữa còn có năng lực tấn công. Đại biểu cho việc mình hắn có thể đơn độc đấu với hoàng đế. Đúng vậy hắn quả thật đã chuẩn bị như thế nếu như con người đó dám tới. Thế nhưng gã kia đã trúng một đao, tại sao vẫn còn đứng vững như núi Thái Sơn vậy? Nếu như anh chàng Tần Lạc của chúng ta ở trúng một đao, hắn đã sớm nằm quay trên mặt đất rồi. Ba từ vừa rồi mày đã nói rồi, không cần phải tiếp tục nhắc lại nữa. Tần Lạc cười tủm tỉm nhìn vào giữa bụng Trúc Bản Vô Tâm một lần nữa thưởng thức kiệt tác của mình. Nếu như tao không chết thì chính là mày chết. Những cao thủ trong lĩnh vực này đều có tính cách cực kỳ cao ngạo. Tính tình Trúc Bản Vô Tâm cũng cực kỳ cao ngạo. Khi nghe Tần Lạc nói xong câu đó, hai con ngươi đỏ ngầu của Trúc Bản Vô Tâm trở nên đỏ như máu. Khi gã dùng một đao chém chết sư phụ, hai mắt gã cũng trở nên như thế này. Trúc Bản Vô Tâm lấy từ trong người ra một cái bình nhỏ, gã lấy một hoàn thuốc màu trắng từ trong bình, bỏ vào trong miệng. Sau đó Trúc Bản Vô Tâm vung trường đao, cắt hết áo ở thân trên của mình, cuối cùng gã trở thành một người đàn ông lõa thể nửa người. Trong khi đó thanh chủy thủ cắm trước bụng gã trông cực kỳ khủng bố, nó đâm vào trong da thịt nhưng vẫn còn đang lắc lư cái chuôi của mình, máu tươi chảy xuống dưới dọc theo chuôi đao. Giống như cùng con dao nhỏ làm thành một dòng suối vậy. Cho tới lúc này Trúc Bản Vô Tâm mới nhổ thanh chủy thủ của Tần Lạc đang cắm trong bụng mình ra. Lúc này gã đã sớm chuẩn bị một hoàn thuốc màu trắng trong lòng bàn tay mình, sau đó dùng lòng bàn tay miết hoàn thuốc thành bọt. Trúc Bản Vô Tâm úp lòng bàn tay lên miệng vết thương. Lúc này bọt thuốc giống như bị lên men, nhanh chóng lan ra xung quanh,
nhanh chóng phong tỏa miệng vết thương, máu tươi ngừng chảy, thoạt nhìn có vẻ rất tốt. Tần Lạc cũng là thầy thuốc nhưng từ trước tới nay hắn chưa từng nhìn thấy loại thuốc chữa thương công nghệ cao như này. Không thể không nói những cao thủ hàng đầu thường có mối quan hệ với những phòng thí nghiệm công nghệ cao ở châu Âu. Bọn họ có thể được trang bị những sản phẩm tiên tiến nhất vẫn chưa được đưa ra ngoài thị trường tiêu thụ. Sau khi bịt miệng vết thương, Trúc Bản Vô Tâm lấy từ bên hông ra một cuộn băng gạc màu trắng, cẩn thận băng bó vết thương. Động tác của Trúc Bản Vô Tâm rất chậm nhưng không hỗn loạn, dường như gã muốn cho Tần Lạc một cơ hội tốt. Thế nhưng lúc này Trúc Bản Vô Tâm chỉ dùng tay trái để xử lý mọi công đoạn, bàn tay phải của gã chưa từng rời khỏi thanh đao võ sĩ đạo Nhật Bản của mình. Chính vì thế cho dù Tần Lạc có muốn nhân cơ hội Trúc Bản Vô Tâm đang trị thương, ra tay chấm dứt trận chiến này cũng không dám khinh suất hành động. Tần Lạc biết gã Trúc Bản Vô Tâm này đao pháp cực lợi hại. Đao ảnh đầy trời khiến Tần Lạc luôn rơi vào trạng thái căng thẳng. Lúc này mà hắn xông lên, không phải hắn sẽ bị chém thành mấy mảnh sao? Tới khi thực hiện xong toàn bộ tiến trình chữa thương, hai tay Trúc Bản Vô Tâm lại cầm chặt thanh đao của mình. Trúc Bản Vô Tâm hít một hơi thật sâu nói với Tần Lạc, bây giờ tao muốn quyết đấu với mày. Đánh cuộc tính mạng của tao và mày. Nó nhảm nhiều quá, thời gian đó đủ để mày chém được mấy đao rồi đó. Tần Lạc không nhịn được lên tiếng thúc giục, hắn biết con người càng nôn nóng càng dễ phạm sai lầm. Chính hắn từ đó có thể tìm ra cơ hội hạ thủ. Hơn nữa nếu tên này nôn nóng, nói không chừng miệng vết thương của gã lại bung ra, như vậy Tần Lạc có thể không cần chiến mà giết chết đối thủ của mình. Mỗi một cao thủ đều mơ ước chuyện gì? Một trận chiến đấu đầy sảng khoái sao? Ai có ý thức biểu diễn trong cuộc chơi này thì mặc người đó thích. Tần Lạc hắn chỉ thích biểu diễn, khoái cảm trên giường hơn. Trúc Bản Vô Tâm cầm thanh đao võ sĩ múa trên đỉnh đầu, giống như một thầy tế xa xưa đang cúng tế. Bước chân gã nhẹ nhàng di chuyển, lấy Tần Lạc làm trung tâm, di chuyển thành một vòng tròn. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Cuối cùng Trúc Bản Vô Tâm nói với Tần Lạc, bây giờ tới lượt mày tấn công. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tần Lạc thực sự chỉ muốn chửi cả họ nhà nó. Tại sao thằng này lại thích đùa giỡn với người khác vậy? Đã nói tấn công mà sao giờ lại mặt dày không tấn công nữa? Trúc Bản Vô Tâm cũng không có cách nào khác. Mặc dù Tần Lạc vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, nụ cười như một người mắc nợ người khác, hoàn toàn không có phong thái của một cao thủ. Thế nhưng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, Trúc Bản Vô Tâm lại không dám xông lên tấn công như trước nữa. Giống như Trúc Bản Vô Tâm đã biết trước kết quả, có vẻ gã không tin tưởng bản thân mình sẽ đột phá qua thần kỹ phòng thủ của đối thủ. Xông lên tất thất bại, chịu nhục như vậy tại sao không chủ động chờ đợi hắn tấn công lại mình? Sau khi Trúc Bản Vô Tâm bị Tần Lạc chọc một dao, đột nhiên gã trở nên thông minh. Gã quyết định thay đổi đấu pháp của mình. Đương nhiên Tần Lạc sẽ không chủ động xông lên tấn công. Năng lực tấn công của hắn thậm chí còn không lại được Ly, căn bản chỉ làm mồi cho người khác. Chính vì vậy hai người mặt đối mắt, không người nào muốn xông lên tấn công người nào. Không người nào tìm ra cách đánh bại người kia. Thế nhưng anh bạn Tần Lạc của chúng ta chỉ nhìn chằm chằm vào cái bụng bị thương của Trúc Bản Vô Tâm, thầm nghĩ nếu như chất độc trên thanh chủy thủ phát tác, mày còn có thể đứng đối mặt với tao trong bao lâu. Không nên mắng Tần Lạc vô sỉ. Khi bạn đối mặt với chuyện sống chết, bạn có thể làm bất kỳ điều gì để tồn tại. Vốn trước đó khi Tần Lạc không có quá nhiều tin tưởng vào việc đâm đối thủ một đao trong khi phòng thủ. Càng huống chi chiêu này của hắn dùng để đối phó với Hoàng đế. Tần Lạc vốn nghĩ rằng Hoàng đế sẽ tự mình ra tay đối phó với hắn. Dù gì đi nữa hắn là người đứng đầu trong người của mình. Điều Tần Lạc không ngờ chính là bản thân hắn đánh giá quá cao năng lực của bản thân hay nói chính xác là mị lực. Hoàng đế không tới, bá tước đã bị Ly đoạt mất, người hắn phải đối phó chỉ là một tiểu lâu la. Tần Lạc lo lắng rằng một đao này đâm không giết chết hoàng đế nên hắn đã bôi chất độc trên thanh chủy thủ. Hơn nữa còn là thuốc độc có độc tính mạnh. Điều khiến Tần Lạc cực kỳ nóng ruột chính là tại sao tên này vẫn không ngã. Một điều không ai ngờ tới là, bá tước, nhân vật được xưng tụng là thứ hai châu Âu, chỉ đứng sau hoàng đế, hoành hành nhiều năm ở châu Âu, người mà gặp người, người sợ. Quỷ gặp, quỷ sợ nhưng khi gặp quân sư lại giống như gặp khắc tinh của mình, bị quân sư đánh như một con lợn vậy, căn bản là không có cơ hội đánh trả. Đương nhiên ông ta đã trả đòn nhưng khi trả đòn còn bị đánh tơi tả, thê thảm hơn nữa. Chẳng lẽ đệ nhất châu Á lợi hại tới mức độ này sao?
Cho dù là khi ông ta đánh nhau với hoàng đế cũng tuyệt đối không rơi vào tình cảnh bất lực như lúc này. Tao không phục, bá tước thầm gầm lên trong lòng. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng giờ rối tung, người ông ta dính đầy mảnh gỗ vụn và bụi đất. Trên mặt bá tước còn in một dấu chân rất to, trán và mũi dính đầy vết máu. Bá tước hất tung cái bàn, cái ghế gãy chân nằm đè lên người mình. Cuối cùng vào lúc này bá tước không còn coi chúng như tác phẩm nghệ thuật nữa rồi. Hai chân bá tước hất lên, một thế lý ngư đả đỉnh, bật người đứng trên mặt đất. Loảng xoảng, răng rắc. Loảng xoảng, răng rắc. Loảng xoảng, răng rắc. Bá tước đi nhanh về phía quân sư. Mỗi bước chân bước đi đều vang lên âm thanh nặng nề, cùng với bước chân nặng nề là âm thanh vỡ vụn của những mảnh gỗ dưới chứa bá tước. Sắc mặt quân sư nghiêm trọng, cô cau mày nhìn chân bá tước. Quân sư với chiều cao và trọng lượng thân thể bá tước, tuyệt đối không thể gây nên tiếng bước chân nặng nề như vậy. Nhất định bá tước đã sử dụng phương pháp đặc biệt nào đó. Hơn nữa điều càng khiến quân sư ngạc nhiên hơn chính là mỗi bước chân của bá tước, thân hình ông ta dường thu nhỏ lại một ít. Căn cứ theo quy luật tự nhiên, khi khoảng cách giữa hai người càng gần, vật thể trong tầm mắt của nhau càng to mới đúng. Thế nhưng có vẻ như thân thể bá tước đi ngược với quy luật vật lý tự nhiên. Một thân thể vốn cao 1m50 lúc này thu nhỏ lại chỉ còn chừng 1m30, một người tự dưng lùn đi 20 phân. Dường như thịt trên người bá tước cũng bớt đi 10 cân. Bộ quần áo lao động màu xám trên người giờ rộng thùng thình, giống như bất kỳ lúc nào nó cũng tụt khỏi thân hình ông ta. Bây giờ nhìn lại bá tước càng giống một người lùn. Loảng xoảng. Bá tước đứng lại cách quân sư một khoảng cách 5 mét, nhìn quân sư với ánh mắt âm u. Trong khi đó thân thể bá tước vẫn vang lên tiếng răng rắc như tiếng đạn nổ, giống như tiếng ngô giang đang nổ vậy. Xúc cốt, quân sư trầm giọng hỏi. Không biết, bá tước cười nhạt nói, đây chính là bạo cốt. Bạo cốt, quân sư giải thích không được, rõ ràng khớp xương càng lúc càng thu nhỏ, tại sao lại gọi là bạo cốt? Không sai, bại cốt, bá tước liếm đôi môi khô khốc, giống như ông ta đang khát nước. Thế nhưng quả thật ông ta đang khát nước. Không phải ông ta muốn uống nước mà chính là máu. Bạo cốt là công phu đi ngược với nguyên lý thân thể, mỗi lần sử dụng máu trong cơ thể sẽ sôi trào, bốc cháy, thân thể con người giống như bị nướng cháy. Lúc này cần bổ sung một lượng máu lớn. Truyền thông phương Tây thường đưa tin về những con quỷ hút máu người, nói là có người thích hút máu người khác. Thật ra điều này đổ oan cho những con quỷ hút máu. Đây chính là phản ứng bình thường của người luyện tập bạo cốt. Khi bá tước rời khỏi cái gia đình khổng lồ của mình, rời xa cái dòng họ vinh quang mấy trăm năm lịch sử, không chỉ bởi vì ông ta phạm án giết người. Giết người đối với những người như ông ta nào thấm vào đâu. Nguyên nhân chính thức của nó là ông ta không có cách nào quang minh chính đại hút máu người. Khi bước vào thế giới hắc ám, trở thành một trong 8 chiến tướng của hoàng đế, ông ta sẽ không còn phải lo lắng về vấn đề này nữa. Vương hậu điện hạ, cuộc chiến của chúng ta bắt đầu nào. Bá tước hào hoa phong nhã giơ tay làm thành tư thế mời. Theo quan sát của quân sư, nụ cười của bá tước mang theo cái lạnh thấu xương. Trên thế giới bao la này có vô số điều kỳ lạ. Có một số người là người, nhưng có một số người, bạn thật sự không thể coi là người. Chương 1083, kiến ăn thịt. Kim Đồng không vì da ngực bị xé toạt mà ngừng lại. Trái lại phản ứng của y càng ngày càng điên cuồng hơn. Máu tươi bắn tung tóe, da thịt bị cào nát bấy, trông không khác nào bị gặm nhấm bởi hàm răng của loài dã lang. Không, so với điều đó màn máu tanh này còn khủng khiếp hơn nhiều. Bởi vì đây hoàn toàn là do Kim Đồng tự mình phá vỡ mà hình như trong nhận thức của Kim Đồng không có sự đau đớn của hành động này. Hay nói cách khác còn có một loại đau đớn còn khó chịu, đau khổ hơn loại đau đớn của hành động cào cấu khiến y không thể không có hành động điên cuồng này. Quỷ ảnh vẫn khống chế hồng phu trong tay mình, Giê-xu cầm súng chỉ vào đầu Kim Đồng đang đau đớn. Từ cục diện này thì thấy tốt nhất là trao đổi con tin. Cứu anh ta nếu không tao cho mày chôn cùng anh ta. Quỷ ảnh dồn lực vào bàn tay, gương mặt tráng mịn của hồng phu trở nên trắng bệch, ánh mắt lồi ra, hơi thở dồn dập, cả người mềm nhũn. Hồng phu không phải là Tần Lạc, không học đạo gia thập nhị đoạn cẩm nên không thể vào thời khắc nguy nan sống chết sinh ra phản ứng bất ngờ tự cứu tính mạng mình. Thoạt nhìn có vẻ hồng phu sắp chết. Đây là hành động cố ý của quỷ ảnh. Nếu như mày muốn trì hoãn thời gian, Kim Đồng, chiến hữu của tao chết, mày không thể sống lâu hơn hắn một giây phút nào. Khi Kim Đồng không còn dãy giụa cũng chính là lúc mày tắt thở.
Những kẻ này có lẽ không hiểu tính người nhưng đối với thủ đoạn giết người và sự cân nhắc thời gian, bọn họ lại cực kỳ quen thuộc, giống như bọn họ biết trong thân thể mình có bao nhiêu khớp xương vậy. Đừng kích động, ồ, đừng kích động. Jesus vội vàng ngăn cản. Anh cũng nên biết là anh bóp cổ cô ấy như vậy thì dù cô ấy có muốn trả lời anh cũng không nói được. Điều quan trọng hơn là cô ấy thật sự không hiểu những gì anh nói. Hãy cho cô ấy chút thời gian để tôi nói chuyện với cô ấy. Tôi nghĩ nhất định cô ấy sẽ đồng ý. Tuyệt đối không nên gây chuyện khi anh cần cô ấy cứu người. Nếu như bạn của anh chết, cho dù anh có muốn cũng không có cách nào cứu được anh ta sống lại đâu. Lúc này quỷ ảnh mới đột nhiên nhớ ra giữa hai bên tồn tại một vấn đề chẳng khác gì nhau. Bản thân quỷ ảnh y nói, Hồng Phu nghe mà không hiểu. Trong khi đó hai người Hồng Phu nói tiếng Trung Quốc, chính bản thân y muốn nghe được cũng phải cố gắng vạn phần. Thế nhưng quỷ ảnh vẫn đồng ý cho Hồng Phu một chút thời gian. Chỉ một chút. Cho mày một phút đồng hồ. Sau một phút tao sẽ giết người. Quỷ ảnh liếc nhìn kim đồng đang đau đớn điên cuồng lăn lộn trên mặt đất, cau mày nói. Quỷ ảnh thật sự không hiểu đang xảy ra chuyện gì với kim đồng. Thậm chí y còn không hiểu giữa hai bên đã xảy ra chuyện gì. Quỷ ảnh chỉ biết cô gái y đang nắm giữ trong tay dùng độc cực kỳ lợi hại. Nhưng cho dù muốn hạ độc thì trước tiên phải nhét cái gì đó vào bụng người ta hay tiếp xúc thân thể. Kim đồng và cô ta căn bản không có tiếp xúc, vậy sao hắn lại trúng độc nhỉ? Hơn nữa đây là loại độc gì mà lợi hại như này? Loại độc này có thể hành hạ con người, người không ra người. Quỷ không ra quỷ, chỉ hận không thể xé toang lồng ngực của mình. Bá tước có quan hệ mật thiết với một số cơ sở nghiên cứu gen. Những chiến tướng bọn họ có thể được sử dụng một số loại thuốc chữa thương và thuốc độc tiên tiến, vượt xa trình độ hiện tại của thế giới. Khá nhiều loại thuốc độc cũng có độc tính đạt tới hiệu quả này, thế nhưng phải cần con người ngửi mùi hay nuốt vào trong bụng mới có tác dụng. Hơn nữa đám Trung Quốc chỉ là lũ nhà quê, chúng sao có thể có được kỹ thuật tác chế thuốc độ tiên tiến. Thật ra Jesus muốn kéo dài thời gian hơn nữa, chờ tới khi kim đồng xé nát vụn lồng ngực của mình, gã mới bảo Hồng Phu đưa thuốc giải cho quỷ ảnh nhưng đương nhiên gã biết điều này tuyệt đối không thể xảy ra. Jesus biết quỷ ảnh sẽ giết người thật, chuyện giết người đối với những người như quỷ ảnh chỉ như cơm bữa mà thôi. Jesus hy vọng kim đồng chết nhưng tuyệt đối không muốn Hồng Phu chết cùng. Vì vậy Jesus nghiêm túc nhìn Hồng Phu nói, anh ta cho cô một phút. Nếu như cô không thể cứu đồng bọn của anh ta sẽ giết cô. Ở trong người tôi, Hồng Phu yếu ớt nói. Mặc dù quỷ ảnh đã hơi nới lỏng bàn tay quanh cổ Hồng Phu nhưng việc nói năng vẫn cực kỳ khó nhọc. Cái gì ở trong người cô? Thuốc giải. Cô ấy nói thuốc giải ở trong người cô ấy. Jesus nói. Quỷ ảnh giơ tay định lần tìm nhưng khi bàn tay mới di chuyển nửa đường, y dừng lại. Cả người con bé này có độc. Có quỷ mới biết nó nói đúng hay giả vờ. Nếu như chính mình cũng trúng độc, như vậy hôm nay hai người bọn mình đều bỏ mạng nơi này. Hãy bảo cô ta tự lấy thuốc giải ra, quỷ ảnh nói với Jesus. Anh ta bảo chính cô hãy tự lấy thuốc giải ra. Jesus làm người giữ phiên dịch cho hai người Hồng Phu. Hồng Phu thò tay vào trong người, một lát sau nàng lấy ra một cây sáo nhỏ. Tôi muốn thổi sáo, Hồng Phu nói. Cô ấy nói cô ấy muốn thổi sáo. Quỷ ảnh cau mày, giờ là lúc nào mà còn muốn thổi sáo sao? Nhưng khi y nghĩ tới rất có thể đây chính là phương pháp giải độc của Hồng Phu nên gật đầu đồng ý. Phương thức giải độc của người Trung Quốc quả thật rất cổ quái. Bàn tay bóp cổ Hồng Phu một lần nữa được nới lỏng, để cho nàng có không gian dùng sức. Thế nhưng quỷ ảnh cũng lấy một tạc đạn bằng chất dẻo dán vào bụng Hồng Phu. Điều khiển trái bom nằm trong tay quỷ ảnh, chỉ cần quỷ ảnh bấm nút. Miếng chất dẻo dài trông giống như một cục đường nhỏ đủ để khiến thân thể Hồng Phu nổ nát vụn thành mảnh nhỏ. Hô hấp của Hồng Phu đã khôi phục lại tự do, sức lực trong thân thể cũng quay lại. Hồng Phu nâng cây sáo đặt bên mép, nhẹ nhàng thổi. Âm thanh ô ô ô vang lên. Bù! Một đạo hắc quang lóe lên, một con kiến to chui ra từ trong đám thịt rách nát ở ngực kim đồng, thân hình của nó giống như một con quái vật kiến, toàn thân màu đen, chỉ có đôi mắt màu đỏ. Hai cái râu dài, miệng nó liên tục phát ra tiếng kêu chiêm chiếp. Đây chính là kiến ăn thịt. Chỉ có người Miêu Cương mới dùng trứng loại kiến biến dị mà nuôi dưỡng thành. Hàng ngày dùng thịt xác chết để nuôi, toàn thân ngâm trong bình độc dược. Đây vốn là loại động vật cực độc. Hàng ngày sau khi được ăn thịt xác chết, ngâm trong bình độc dược nên độc tính của nó tăng lên gấp trăm, ngàn lần. Mặc dù thân thể nó rất nhỏ nhưng nó có thể dễ dàng cắn chết một con bò to. Hai con kiến ăn thịt này có thể cắn chết một con voi trưởng thành.
Sau khi huấn luyện thêm, có thể dùng âm nhạc để đưa ra các mệnh lệnh tấn công kẻ thù. Loại kiến này còn có tên là sâu lười vì hàng ngày nó chỉ ngủ mê man, chỉ 3 ngày mới ăn một lần, chỉ khi đói bụng mới tỉnh dậy tìm thức ăn. Vì vậy Hồng Phu liền bọc nó vào trong hoàn thuốc. Khi đó Hồng Phu giao hoàn thuốc cho Kim Đồng nhìn bằng mắt thường nên đương nhiên không phát hiện ra điều bất thường, y yên tâm cất vào trong túi áo ngực. Kim Đồng không biết rằng y đã gieo một mầm đại họa trong người. Nhiệt độ thân thể con người rất cao, đặc biệt ở những người vừa đánh nhau kịch liệt, nhiệt độ thân thể lại càng cao hơn nhiều so với những người bình thường. Khi cất hoàn thuốc vào trong người, nó rất dễ bị nhiệt độ cơ thể hòa tan. Khi vỏ bọc bên ngoài bị hòa tan hết, kiến ăn thịt sẽ thức tỉnh. Đương nhiên kiến ăn thịt mấy ngày không ăn sẽ cảm thấy đói vì vậy nó sẽ bỏ đi tìm thức ăn. Từ thói quen cuộc sống của nó mà nói, thịt chính là món ăn quen thuộc của nó không chỉ ăn nguyên thịt thối, nó cũng biết ăn thịt tươi sống, khoảng cách gần nhất kính là lồng ngực Kim Đồng vì vậy nó liền không chút khách khí tiến vào đó. Đặc tính đặc biệt của kiến ăn thịt là trước khi ăn thịt nó chui vào trong thịt, bắt đầu hưởng thụ từ bên trong miếng thịt. Đây chính là nguyên nhân vì sao Kim Đồng đột nhiên ngã xuống đất sau đó điên cuồng xe rách ra thịt ở lồng ngực mình. Kim Đồng biết có một con trùng đang gặm nhấm từng miếng thịt của mình nhưng y lại không biết cách bắt nó chui ra ngoài. Y chỉ còn mỗi cách xé rách ra thịt của mình để truy tìm. Khi kiến ăn thịt bò ra từ lồng ngực Kim Đồng, cảm giác đau đớn như khoan vào tim biến mất. Kim Đồng không điên cuồng giãy giụa nữa, thân thể y không còn đau đớn tới mức co rúm người như trước. Kim Đồng nhìn con kiến toàn thân màu đen đang đứng trên ngực mình, dáng vẻ như cực kỳ đắc ý, điên tiết vỗ một cái rất mạnh. Binh! Con kiến bị đập lún vào trong da thịt trước ngực Kim Đồng thủng một lỗ nhỏ, máu huyết văng vãi khắp nơi. Không ngờ con trùng lại không chết, giống như là trả thù, nó hung hăng cắn trả Kim Đồng một cái. A, Kim Đồng gào lên một tiếng đau đớn. Hãy bảo nó dừng lại, hãy bảo nó dừng lại, hãy lấy con sâu chết tiệt này ra đi, hãy mau lấy nó ra đi. Lần này quỷ ảnh không để Giê-xu dịch lại nữa, bàn tay y bóp chặt cổ Hồng Phu, lập tức cô nàng này biết điều lại thổi sáo. Lúc này con kiến ăn thịt mới miễn cưỡng chui ra từ trong ngực Kim Đồng, nhảy lên một cái và biến mất. Mày có việc gì không? Quỷ ảnh lo lắng hỏi. Không việc gì, Kim Đồng có khả năng chịu đựng đau đớn khác hẳn với người thường. Nhưng khi y nhìn bộ ngực mình như một mớ hỗn độn vẫn có cảm giác cực kỳ đau đớn. Kim Đồng thò tay định kéo chiếc túi, tìm thuốc trị thương. Tốt nhất không nên cử động. Giê-xu cười cản lại, đạn trong súng của tôi đủ làm cho đầu của anh giống như ngực vậy. Ồ, nghĩ lại cũng thấy điều đó khiến người ta rất hứng thú. Chương 1084, chọc 300 người lính cũng nhất định không dây vào cổ vương. Kim Đồng được giải thoát khỏi con kiến ăn thịt nhưng đầu của y vẫn nằm dưới họng súng của Giê-xu. Giê-xu vẫn hoàn toàn khống chế Kim Đồng. Giê-xu không cho Kim Đồng cử động, y sẽ không dám cử động. Giê-xu không cho y bôi thuốc, y cũng đành phải để cho vết thương của mình tiếp tục chảy máu. Quỷ ảnh, chúng ta đều là những người thành danh đã lâu, không cần tiếp tục chơi mấy tiểu xảo với vẫn nữa. Anh muốn cứu bạn của mình, tôi cũng không muốn tiểu mỹ nhân của mình bị thương. Bây giờ chúng ta có thể trao đổi con tin chưa? Giê-xu nhìn quỷ ảnh nói. Bây giờ sự việc dựa vào tính toán của hai người. Cũng được, quỷ ảnh nói. Hãy thả Kim Đồng, tao sẽ thả cô ta. Hãy cho cô ấy đi lại đây, tôi sẽ thả anh ta. Hai người không ai chịu nhượng bộ, cục diện một lần nữa rơi vào trạng thái giằng co. Không thể làm khác được, những người này cực kỳ nguy hiểm. Quá lợi hại, chỉ cần một sơ sót nhỏ thôi cũng phải trả giá đắt. Quỷ ảnh và Giê-xu không dám thả người trước vì một khi mất đi con tin, mất đi tấm lá chắn, sẽ bị rơi vào vòng khống chế của đối phương. Ví dụ như Giê-xu thả Kim Đồng nhưng quỷ ảnh không chịu thả Hồng Phu thì gã phải làm gì? Chẳng lẽ Giê-xu phải bó tay chịu trói sao? Chúng ta hãy cùng nhau thả. Quỷ ảnh nhìn máu Kim Đồng đang trào ra như suối nhưng lại không có cách nào cầm máu, chủ động đề nghị. Thằng khốn Giê-xu này cực kỳ giảo hoạt, miệng thì hắn nói mọi người thành danh đã lâu, không cần tiếp tục dở mấy trò nhỏ mọn ra chơi nhau. Kết quả khi hắn làm cho mình cực kỳ vui mừng nhưng hắn lại không cho Kim Đồng bôi thuốc trị thương. Nếu tình hình cứ tiến triển như này, Kim Đồng không chết cũng ngất xỉu. Khi đó mình chỉ có hai tay có thể địch được bốn chân không? Đồng ý, một tay Giê-xu kéo Kim Đồng đang nằm trên mặt đất đứng dậy. Hãy dỡ quả bom trên người cô ấy xuống. Quỷ ảnh liền bóc quả bom chuyên dụng của đặc công trên người Hồng Phu xuống và nói, hãy đẩy anh ta lại đây. Cùng đẩy.
Vì vậy Giê-xu đẩy kim đồng đi ra ngoài, quỷ ảnh cũng đẩy hồng phu về phía Giê-xu. Khi Giê-xu đón được thân hình của hồng phu, gã quay người đá một cước về phía kim đồng. Một cước này của Giê-xu ẩn chứa một sức mạnh khủng khiếp. Nếu như bị đá trúng, dù kim đồng không chết, cũng trọng thương. Nhưng động tác của quỷ ảnh nhanh hơn, sau y đỡ được người kim đồng, lập tức thân hình quay tròn 180 độ, kim đồng bị chuyển ra sau lưng quỷ ảnh, trong khi đó tay y vươn ra vọt về phía hồng phu mới bị y nắm ra ngoài. Quỷ ảnh cũng muốn một lần nữa bắt lại hồng phu. Phịch! Một cước của Giê-xu đá vào cổ tay quỷ ảnh, hai người cùng lui lại sau từng bước một. Thế nhưng kết quả là Giê-xu không thể làm kim đồng một lần nữa trọng, trong khi đó quỷ ảnh cũng không thể đoạt lại hồng phu. Vì vậy hai gã đàn ông không biết xấu hổ lại giả bộ như trước đó hoàn toàn không xảy ra chuyện gì. Giao dịch vui vẻ, Giê-xu cười ha hả nói. Giao dịch vui vẻ, quỷ ảnh cũng nói mà sắc mặt vẫn như thường. Kim đồng nhanh chóng móc thuốc bột trị thương xoa lên ngực rồi y cười nhạt nói, nếu như không chết, vậy có cần tiếp tục đánh nữa không? Nếu để kim đồng lựa chọn người mà y căm hận nhất trong cuộc đời này, ngoài cổ vương hồng phu thì không còn ai nữa. Đầu tiên là người em gái song sinh của y, ngọc nữ bị hồng phu tra tấn tới mức như người tàn tật. Lúc này trong bụng ngọc nữ còn hai con rắn độc vẫn không sao lấy ra ngoài được. Mới vừa rồi, chỉ ngay vừa rồi thôi, chính bản thân y cũng đã trải qua nỗi đau đớn tới mức tê tâm liệt phế, sống không bằng chết, thật sự là cực kỳ đau đớn, giống như là dùng một cái dùi đâm vào thái dương, hay dùng một con dao cắt thịt ở vùng trái tim ra vậy. Y là một võ giả, một sát thủ, những cơn đau đối với y hoàn toàn không tính tiền. Thế nhưng cơn đau đó phát ra từ sâu thẳm trong tâm hồn, chỉ chút nữa thôi đã khiến y không thở được, ngất xỉu. Chính vì vậy chỉ cần có cơ hội, kim đồng y nhất định sẽ tìm đủ mọi cách giết chết hồng phu. Không giết không đủ hả cơn tức giận, không giết không đủ để, bất kỳ cái gì cũng không đủ. Đánh tới đánh lui cũng không có kết quả. Giê-xu nhìn xung quanh rồi nói, các quý ngài, các quý bà, tốt hơn hết chúng ta nên tìm chỗ uống trà. Dù gì đi nữa chúng ta cũng không có thâm thù đại hận với nhau, có phải không? Ta đồng ý, quỷ ảnh nói. Tao không đồng ý, kim đồng quát to. Nhưng quỷ ảnh làm như không nghe thấy lời của kim đồng, y quay người bỏ đi. Có cần lựa chọn một trong hai không? Giê-xu nhìn kim đồng, phá lên cười hỏi. Sắc mặt kim đồng âm lạnh bất định, sau khi y tức giận trừng mắt nhìn hồng phu, quay người bước nhanh, đuổi theo quỷ ảnh. Nhìn theo bóng dáng hai người đang bê đi, Giê-xu hỏi nhỏ hồng phu, tiểu thư xinh đẹp, cô làm như thế nào vậy? Sao cô có thể hạ độc hắn mà chúng tôi không hề phát hiện ra vậy? Bí mật. Được rồi, Giê-xu nhún vai nói, thế nhưng cô nhất định phải nói cho tôi biết là cô có để lại trong người hắn một chút gì không? Ví dụ như còn có một con sâu trong người hắn vẫn chưa bò ra hay là con kiến đó bò ra rồi lại chui vào thân thể từ một bộ phận cơ quan khác? Không, hồng phu trả lời. Ôi, thật đáng tiếc. Thế nhưng, hồng phu nói, tất cả kiến ăn thịt đều có một con đực, một con cái. Con đực phụ trách việc kiếm ăn, con cái phụ trách việc đẻ trứng. Mới rồi tôi mới chỉ cho con đực bò ra ngoài thôi. Ồ, vậy còn con cái? Giê-xu kích động hỏi. Ngu ngốc, hồng phu không nhịn được lên tiếng mắng, tôi đã nói rồi con cái phụ trách việc đẻ trứng. Ồ, Giê-xu kích động vung tay nói, hồng, cô đúng là một thiên tài. Anh còn dám gọi tôi à hồng, tôi cũng sẽ thả vào người anh mấy con kiến ăn thịt. Hồng phu tức giận nói, nàng thích mặc trang phục màu đỏ, không có nghĩa nàng thích người ta gọi mình là hồng. Quá thô tục. Giê-xu lè lưỡi rụt cổ, gã nhớ tới câu nói của Tần Lạc, thà chọc vào 300 người lính cũng không thể chọc vào một cổ vương. Sự tình khác thường xuất hiện tất có quỷ quái, người khác thường tất cũng có quỷ quái. Khi nhìn thấy lão già bá tước cao 1m50 vất vả thu nhỏ thành một người lùn 1m30, mặc dù quân sư là người kiến thức rộng rãi cũng không khỏi có cảm giác e ngại. Cô biết đây không phải chỉ là việc thu nhỏ các khớp xương mà còn có nghĩa là thực lực tăng lên mạnh mẽ. Nếu không thì ông ta vất vả luyện tập phương pháp này là gì hả? Chỉ vì muốn tán các cô nàng nên dùng ma thuật thôi sao? Nếu quả nhiên là như vậy thì sao không biến cho thân thể cao lên mà phải biến thành người nhỏ đi? Cẩn thận, Ly đang nằm trên bàn lên tiếng nhắc nhở. Bản thân là một quân nhân đặc công nên mỗi người đều có linh cảm đặc biệt với nguy hiểm. Giống như bây giờ, mặc dù bá tước vẫn chưa ra tay nhưng mà từ hơi thở tà ác trên người ông ta tỏa ra có thể gây cho người khác một áp lực cực kỳ khủng khiếp. Đây là một cảm giác rất kỳ diệu, giống như dựng đứng tóc gáy vậy,
bầu không khí xung quanh trở nên ngột ngạt, hít thở trở nên khó khăn, mạch đập cũng trở nên cực kỳ hỗn loạn. Cái gì gọi là không chiến mà thắng? Ví dụ như Long Vương, ví dụ như Phó Phong Tuyết. Nếu như thực lực hai bên quá chênh lệch nhau, bọn họ chỉ cần đứng yên một chỗ, chỉ sợ đối thủ sẽ không có dũng khí ra tay. Bây giờ sau khi Bá Tước biến thân, ông ta có thể gây áp lực lên quân sư, chứng minh thực lực ông ta đã tăng lên tới cấp bậc như của quân sư, thậm chí có khả năng còn cao hơn một chút. Không sao, quân sư cười nói với Ly, nếu như có thể dễ dàng đánh bại Bá Tước, ông ta đã không được xưng là hoàng đế đệ nhị. Chị đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Quân sư lấy từ trong túi một đôi găng tay da màu đen, đeo vào tay, nắm hai bàn tay, cúi khom người, vọt về phía Bá Tước. Thịch thịch thịch. Khi quân sư mới tiến lên được mấy bước, người khác vẫn có thể nghe thấy tiếng giày da của cô dẫm lên mặt đất, nhưng chỉ lát sau âm thanh tiếng bước chân của cô dẫm lên mặt đất đã biến mất, giống như đang đạp trên mặt tuyết dày vậy. Đây chính là tốc độ. Tốc độ cực hạn. Sau khi tốc độ con người đạt tới cực hạn, có thể quên đi trọng lượng con người. Lúc này chỉ còn mũi chân quân sư chạm xuống đất, nhẹ nhàng điểm một cái rồi lại nhảy lên. Chỉ trong nháy mắt, khoảng cách đã bị kéo gần. Gần. Rất gần. Nắm tay quân sư rung rung kêu răng rắc giống như tất cả nội lực ẩn chứa bên trong đều muốn tràn ra ngoài. Nắm tay quân sư giơ lên cao, sau đó một quyền ầm ầm đánh ra. Điều quái lạ chính là thậm chí Bá Tước không né tránh, thậm chí không vung tay đánh chặn, ông ta chỉ ngơ ngơ đứng tại chỗ, giống như phản ứng cực kỳ chậm chạp. Một quyền của quân sư đánh trúng ngực Bá Tước. Đó chính là vị trí trái tim. Nếu như một quyền có đủ lực và sức mạnh sẽ đủ để đánh rách da thịt, đánh gãy xương sườn sau đó đánh tổn thương trái tim bên trong. Thực lực yếu ớt có lẽ sẽ bị một quyền này của quân sư đánh chết. Đây chính là tuyệt chiêu giết người của Long Tước. Mặc dù thoạt nhìn cực kỳ đơn giản nhưng có hơn 10 biến chiêu thiên châu biến. Sở dĩ bây giờ nhìn như chỉ có một quyền đánh ra là vì Bá Tước vẫn không di chuyển. Nếu như Bá Tước di chuyển, phương hướng của quyền cũng sẽ thay đổi. Cho dù kẻ thù hành động như nào đi nữa, nắm tay của quân sư nhất định sẽ đánh trúng mục tiêu. Chính vì vậy dù nó không có một cái tên dễ nghe nhưng cực kỳ bá đạo, Đả Tử Ngưu. Phịch, nắm tay rắn chắc đánh trúng ngực Bá Tước. Thậm chí quân sư còn có thể cảm nhận được da thịt và xương khớp của Bá Tước. Chương 1085, thế phản kích cường đại của Bá Tước. Khi ngồi vào ghế phụ, Kim Đồng vẫn chưa hết tức giận, y nhìn chằm chằm vào quỷ ảnh đang khởi động xe hỏi, tại sao phải đi? Chúng ta để chúng chạy trốn như vậy sao? Không phải chúng ta để chúng chạy trốn mà chúng cố ý để chúng ta chạy trốn. Quỷ ảnh nói mà sắc mặt không đổi nhưng câu nói của y đã làm tổn thương niềm kiêu ngạo của Kim Đồng. Có ý gì vậy? Chẳng lẽ mày nghĩ chúng ta không phải là đối thủ của chúng sao? Đúng như vậy, quỷ ảnh nói. Kim Đồng gào lên, quỷ ảnh. Tự tin của mày biến đi nơi nào rồi hả? Từ khi nào mày trở nên dễ dàng chấp nhận thất bại như vậy hả? Từ khi tao bị người ta đánh vào mặt, quỷ ảnh âm trầm nói. Kim Đồng, mày vẫn không hiểu. Thật ra trên thế giới này không có ai là vô địch. Có người yếu nhưng người ta sẽ không yếu cả cuộc đời. Có người mạnh nhưng cũng không có nghĩa cả cuộc đời mạnh mẽ. Thực lực, may mắn, hoàn cảnh, tình trạng. Mỗi một nhân tố đều là nhân tố quan trọng quyết định thắng bại. Đương nhiên tao hiểu rõ, Kim Đồng cười nhạt nói, thực lực, may mắn, hoàn cảnh, tình trạng đều đứng về phía chúng ta nhưng kết quả mày lại thả cho chúng chạy. Đây là nhiệm vụ Bá Tước đại nhân giao phó, cũng là giao dịch của hoàng đế với người khác. Chẳng lẽ mày không sợ bọn họ trách tội mày sao? Tao cố hết sức rồi, quỷ ảnh nói, mày cũng vậy. Mày không? Vậy mày hãy nói cho tao biết tao nên đối phó với ả kia như thế nào? Nếu như mày không trúng độc. Tao đã sớm giết chết nó nhưng chỉ cần nó vẫn còn sống, nó chính là mối uy hiếp lớn nhất. Quỷ ảnh bình tĩnh nói càng khiến người ta nghĩ rằng những gì quỷ ảnh đang nói chính là sự thật. Đương nhiên sự thật chính là như vậy. Thực lực của Hồng Phu không liên quan trực tiếp đến quỷ ảnh. Khi tốc độ của quỷ ảnh được phát huy tới mức tận cùng, y có thể giải quyết Hồng Phu chỉ trong mấy chiêu ngắn ngủi. Thế nhưng khi Hồng Phu hạ độc, một chiêu thôi, ăn khắp thiên hạ. Cả người Hồng Phu giống như một kho thuốc độc lớn. Con người vô tri vô giác có thể trúng độc bất kỳ lúc nào. Hơn nữa con sâu với dáng vẻ cực kỳ xấu xí, lợi hại càng khiến người ta cực kỳ khó chịu. Trước khi chưa là rõ được tình huống vì sao Kim Đồng trúng độc, quỷ ảnh thật sự không dám tùy tiện ra tay với Hồng Phu. Hơn nữa bên kẻ thù,
Hồng Phu và Giê-xu vẫn còn giữ nguyên được thực lực tấn công. Trong khi đó đồng bọn của quỷ ảnh bị trọng thương, không biết trong cơ thể Kim Đồng còn có chất độc khác vẫn chưa được bài trừ ra ngoài hay không, nếu tiếp tục đánh mà Kim Đồng ngất xỉu thì sao? Khi đó không thể nói dừng là có thể dừng lại được. Chính vì vậy quỷ ảnh muốn thoát ly trận đánh, trước tiên đưa Kim Đồng về kiểm tra thân thể. Người còn sống là tốt, cơ hội giết người còn rất nhiều. Tao có thể giết chết hả? Kim Đồng nghiến răng nói. Két! Quỷ ảnh phanh xe lại nói, mày có thể xuống xe. Kim Đồng bực tức thầm nghĩ, tại sao thằng này không thông tình đạt lý chút nào vậy? Người ta chỉ nói cứng một chút thôi mà. Không có sự hỗ trợ của quỷ ảnh, Kim Đồng thật sự không dám quay lại một mình đánh với Hồng Phu và Giê-xu. Tần Lạc cực kỳ sốt ruột. Tại sao lâu như vậy mà vẫn chưa ngã? Thằng kia đứng tại chỗ đã lâu rồi mà vẫn không có động tĩnh. Chẳng lẽ chất độc trên chủy thủ không ngấm vào người hắn sao? Hay chất độc này là giả? Tuyệt đối không có khả năng này. Thuốc bán trên thị trường giả thì có thể hiểu được nhưng đàng này là thuốc do chính tay mình điều chế mà. Cứ tiếp tục đứng như này, hai chân mình mỏi nhừ, còn đứng nữa được không? Hơn nữa Tần Lạc còn muốn sớm chấm dứt cuộc chiến bên này, đi trợ giúp quân sư đối phó với bá tước. Long Vương đã nói chỉ khi hắn và quân sư liên thủ với nhau thì mới phát huy được thực lực mạnh nhất. Có mình tham gia vào cuộc chơi, không phải bá tước sẽ bị đánh như con chó chết sao? Vì không muốn để đối phương cảnh giác, nhất định Tần Lạc đã hỏi Trúc Bản Vô Tâm một câu, mày có cảm thấy bụng mày có điều gì khác lạ không? Trúc Bản Vô Tâm không biết suy nghĩ của Tần Lạc, hai tay gã nắm chặt chuôi đao, mũi đao chống xuống đất, thân đao có thể chống đỡ được trọng lượng thân thể gã. Hai mắt gã nhắm chặt như đang nhắm mắt dưỡng thần. Đao pháp của Nhất Đao Lưu lợi hại mà nghỉ ngơi tính tỏa cũng cực kỳ lợi hại. Đao pháp chú trọng chữ ngộ, có người dùng đao cả đời nhưng không luyện được Nhất Đao Tứ Trảm nhưng cũng có người cực thông minh, chỉ cần 8 năm đã luyện thành. Đây chính là nguyên nhân Miyamoto Orcutt yêu mến người tài, thu nhận Trúc Bản Vô Tâm làm đồ đệ, hơn nữa còn tận tâm truyền dạy vì ông ta chưa từng thấy thiên phú như vậy ở những người khác. Một tài năng vững vàng, linh hoạt, biết biến đổi. Đột nhiên hai hàng lông mày của Trúc Bản Vô Tâm giật giật. Hành vi đó đã lọi vào đôi mắt vẫn đang quan sát của Tần Lạc, khiến hắn cực kỳ vui mừng. Chẳng lẽ dược tính phát tác? Tần Lạc vẫn bất động, không phản ứng, quan sát hành động tiếp theo của Trúc Bản Vô Tâm. Trúc Bản Vô Tâm cũng không khiến Tần Lạc thất vọng. Trúc Bản Vô Tâm nhanh chóng xuất hiện những giọt mồ hôi, khi mới bắt đầu chỉ một, hai giọt, những giọt mồ hôi chảy xuống gương mặt sau đó chảy vào khóe miệng, mặn, cay đắng. Sau 2 phút đồng hồ, những giọt mồ hôi càng lúc càng to, xâm chiếm dày đặc trên trán. Trong khi đó cơ thể Trúc Bản Vô Tâm cũng bắt đầu run rẩy, hai mí mắt cũng giật giật, giống như bất kỳ lúc nào hai mắt cũng có thể mở ra. Tiếp theo đó hai tay đang cầm đao của Trúc Bản Vô Tâm cũng run rẩy. Mũi đao lay động trên nền đất, xoáy thành một cái lỗ lớn trên nền nhà. Trên chủy thủ có độc, cuối cùng Trúc Bản Vô Tâm mở mắt, hai mắt gã đỏ như máu. Lúc này cả hốc mắt gã cũng đỏ, giống như hai mắt gã được nhuộm qua máu vậy. Những người quen biết nhận ra đây chính là dấu hiệu Trúc Bản Vô Tâm nổi giận. Thế nhưng tình huống có gì đó không đúng hay nói một cách chính xác là cảm giác không đúng. Trước kia mỗi một quyền này của quân sư đánh ra, nhất định sẽ hình thành một cái động lõm. Vùng bị trúng quyền nhất định sẽ sụn xuống. Thế nhưng da thịt bá tước giống như rắn chắc một cách mê hoặc, xương cốt của ông ta cực kỳ rắn chắc. Trên gương mặt bá tước xuất hiện một nụ cười khinh bỉ. Đây là toàn bộ sức lực của vương hậu hả? Bá tước cười hỏi. Quân sư kinh hãi, ô! Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trước đây quyền này đánh ra tức lấy mạng thế mà giờ đây lại không thể chạm vào ông ta sao? Bạo cốt này rốt cuộc là cái quỷ quái gì vậy hả? Quân sư không phục. Một lần nữa tay phải nắm quyền. Lúc này đại quân sư dùng toàn bộ 12 phần khí lực của bản thân. Một lần nữa quyền ầm ầm xuất ra. Bá tước vẫn đứng yên tại chỗ như trước, không tránh, không đánh lại, để mặc quân sư muốn đánh thì đánh. Lần này quyền của quân sư đánh vào đầu bá tước. Loảng xoảng. Một tiếng nổ lớn vang lên. Đây không phải âm thanh va chạm của xương khớp với nhau mà giống như quyền này đã đánh vào một khối sắt thép hơn. Đúng vậy, đầu của bá tước như một lá sắt to bao phủ 4 xung quanh vậy. Quyền này của quân sư đánh tới không những không mảy may tổn thương đầu bá tước mà ngược lại còn khiến nắm tay cô đau rát. Cũng may quân sư đã đeo bao tay màu đen, loại bao tay này chính là thành quả nghiên cứu mới nhất của quân đội Trung Quốc.
Nó được làm từ một loại tơ tằm tự nhiên, nhìn bề ngoài nó hoàn toàn không khác gì so với loại bao tay bình thường, nhưng trên thực tế loại bao tay này có thể ngăn cản thương tổn vật lý. Binh khí chú ý tới điểm ngắn hơn một tấc, nguy hiểm hơn một phần. Ngắn nhất, nguy hiểm nhất chính là bao tay. Điều này giải thích vì sao nhiều cao thủ không có vũ khí thường đeo bao tay đánh giáp lá cả với kẻ thù. Bá tước sờ đầu, trên gương mặt nghiêm nghị xuất hiện nụ cười đắc ý, ông ta nói, đả thương tay vương hậu, hoàng đế điện hạ nhất định sẽ đau lòng. Chết đi! Một cước của quân sư bay ra, cô tức giận đá vào thân dưới bá tước. Tất cả đàn ông đều biết rằng hạ bộ là cơ quan trọng yếu nhất trong người. Một khi nơi này bị đánh trúng, đương nhiên sẽ mất đi năng lực chống cự. Nhưng điều khiến quân sư không thể ngờ chính là một cước này của cô vẫn không thể mang lại chiến quả. Vì vậy quân sư bắt đầu quyền đấm, cước đá, biến bá tước trở thành một cái bao cát luyện tập miễn phí. Đột nhiên, thân thể bá tước đột nhiên co lại, cả người biến thành một vòng tròn to, thân thể trở nên cao hơn, to hơn, một gã lùn 1m3 đột nhiên bành trướng thân thể, giống như một đứa trẻ chỉ trong một đêm đột nhiên vụt lớn lên vậy. Phịch, quyền của quân sư như đánh vào lò xo vậy. Một cỗ lực như cuồng phong điên cuồng vọt tới, thân thể quân sư bắn lên không, bắn ngược trở lại, rơi vào đống giá gỗ ở sau. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Âm thanh long trời lỡ đất, gỗ vụn bay tán loạn, bụi mù. Đồ gỗ trong nhà bị sụp xuống, cuối cùng một tiếng ầm vang lên ở góc phòng. Khi tất thảy qua đi, không còn nhìn thấy bóng dáng của quân sư. Bây giờ tới lượt ta, bá tước tiến nhanh về phía trước. Chương 1086, giống như chiến thần. Tiếng động bên quân sư quá lớn, những bàn học, tủ, đồ gia dụng đổ nát hàng loạt. Khi chúng đổ xuống liên tục vang lên những âm thanh đứt gãy răng rắc như sét đánh, cả khu nhà xưởng như đang bị chấn động vậy. Mặc dù Tần Lạc đang chăm chú đối phó với Trúc Bản Vô Tâm nhưng hắn vẫn chịu ảnh hưởng của việc này, hắn không kiềm chế được, hắn chỉ muốn quay mặt nhìn sang bên đó. Thế nhưng Tần Lạc vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích. Đứng đối mặt với Trúc Bản Vô Tâm với khuôn mặt dữ tợn, vặn vẹo. Tần Lạc biết nếu như hắn bất động, quân sư chỉ phải đối phó với một mình bá tước. Nếu như bản thân hắn quay người chạy sang bên đó, quân sư sẽ phải đối phó với hai người bá tước và Trúc Bản Vô Tâm. Mặc dù Long Vương nói bản thân hắn và quân sư kết hợp lại có thể khiêu chiến hoàng đế nhưng khi Trúc Bản Vô Tâm và bá tước liên kết với nhau, không ai biết sẽ xảy ra những phản ứng dây chuyền dạng gì nữa. Bây giờ Tần Lạc chỉ còn biết cách tin tưởng vào những đồng đội của mình giống như các cô ấy tin tưởng vào hắn. Bây giờ tới lượt ta ra tay. Bá tước gầm lên một tiếng, sau đó ông ta bắt đầu tiến nhanh về nơi quân sư ngã. Tiếng bước chân của bá tước càng lúc càng nhanh, tiếp theo đó là những bước chạy ngắn. Càng chạy càng nhanh, toàn bộ thân thể bá tước đều di động. Sau đó hai chân bá tước nhấn mạnh, cả thân thể ông ta phóng về phía trước như một quả đạn pháo. Ầm một tiếng. Thân thể bá tước bay thẳng về phía đống đồ gia dụng chất cao như núi. Bá tước đã dùng thân thể mình như tạc đạn vì khi thân thể bá tước bay tới đống đồ gỗ cao như núi này, ông ta có ý định đứng vững thân hình khi hạ xuống mà ngược lại còn đẩy nhanh hơn tốc độ rơi xuống đất, tứ chi dang rộng, hạ thẳng đứng xuống, dùng thân thể to lớn của mình nặng nề ép xuống bên dưới. Loảng xoảng, âm thanh vỡ vụn của núi gỗ vang lên sau đó mọi thứ mới trở nên yên tĩnh. Không ngờ thân thể bá tước quái vật này có thể cứng rắn như gang thép, dùng mặt tiếp đất mà không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Bá tước đứng dậy từ núi gỗ đã bị bẹp phân nửa, sau đó ông ta cười ngông cuồng, mắng to, vương hậu, vương hậu. Vương hậu thì sao nào? Không phải cũng chết như người khác sao? Không phải cũng phải chết sao? Hãy đứng dậy đi, không phải mi rất có năng lực sao? Hãy đứng lên đi. Cái gì mà đệ nhất châu Á, còn không bằng một con chó. Có vẻ như ông rất kích động, một giọng nói trầm trầm vang lên. Bá tước quay người nhìn, suýt chút nữa ông ta ngã quỵ từ trên đống gỗ xuống đất. Khi đó quân sư đang dùng lực tấn công mình, thì đột nhiên bạo cốt của mình triển khai. Quân sư không thể ngăn cản phản lực cực mạnh này, cả thân thể bị đánh bay ngược trở lại. Sau đó cô ta ngã xuống một chồng giá gỗ xếp chồng chất, cuối cùng bị vùi xuống dưới đống gỗ. Vị trí quân sư ngã xuống chính là nơi lúc này ở dưới chân bá tước. Nơi này đã bị bá tước dùng thân thể như một viên đạn pháo nặng nề đè xuống sau đó ông ta còn nhảy lên trên mặt. Chẳng lẽ mình đã gặp quỷ sao? Cô ta chạy ra ngoài lúc nào? Sao bây giờ cô ta lại xuất hiện trên mặt bàn cách đống gỗ 3 mét? Điều càng khiến bá tước không thể hiểu được là,
quân sư đã bị phản lực bạo cốt vậy mà hoàn toàn không tổn thương, hơn nữa vào thời khắc nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc đã kịp bỏ chạy ra ngoài. Rốt cuộc quân sư cường đại tới mức nào đây? Chẳng lẽ chỉ có hoàng đế điện hạ tự mình ra tay mới có thể áp chế cô ta sao? Bá tước không tin. Thế nhưng chuyện thật sự xảy ra trước mắt không thể khiến bá tước không tin. Khi nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc của bá tước, đương nhiên quân sư hiểu ông ta đang suy nghĩ như thế nào. Thế nhưng có vài việc không cần nói ra. Nếu như có thể khiến tâm tính bá tước hỗn loạn hay là tăng cường áp lực lên tư tưởng ông ta, quân sư thật sự mong muốn nhìn thấy kết quả này. Thật ra chuyện cực kỳ đơn giản. Sau khi mấy lần quân sư xuất quyền với 12 thành công lực tấn công bá tước mà không đạt hiệu quả, cô biết rằng bạo cốt này tương đương với công phu khổ luyện thiết bố sam của Trung Quốc. Công phu này danh tiếng không cao nhưng cực kỳ khiến người ta đau đầu. Nếu như bạn không tìm thấy tử huyệt của đối thủ hay cửa mở, rất có khả năng dù bạn có đánh một ngày một đêm cũng không thể gây tổn thương cho đối thủ. Hơn nữa một khi bá tước được xưng là đệ nhị hoàng đế như vậy chứng minh bên cạnh trí tuệ, năng lực cá nhân của bá tước cũng cực kỳ xuất sắc. Khi mà chưa chính thức biết rõ sát chiêu của bạo cốt nằm ở chỗ nào, sao quân sư lại không cẩn thận đề phòng và giữ lại lực phòng ngự cho mình? Đương nhiên sau màn quyền cước, đấm đá thoạt nhìn có vẻ hổn hển, biểu hiện nhớn nhác, thẹn quá hóa giận, ra vẻ không đạt được mục đích không bỏ qua. Thế nhưng trong màn đó, quân sư đã lén giảm bớt lực. Khi mà bá tước đang đắm chìm trong cảm giác khoái cảm với màn tức giận của quân sư, ông ta nào có thể ra sự khác biệt nhỏ này. Chính vì thế khi bá tước đột nhiên sử dụng bạo cốt, hơn nữa khi phản lực xuất hiện, quân sư không bị phản lực gây ảnh hưởng nghiêm trọng như bá tước đã tưởng tượng. Thế nhưng cho dù không quá nghiêm trọng thì quân sư cũng không thể ngăn cản được. Lực quyền của quân sư cộng thêm với lực phản khiến lực lượng của cô tăng lên gấp đôi. Quân sư không thể chống lại lực lượng này vì vậy cô bị bắn ngược trở lại. Ngay khi quân sư rơi xuống đã ngay lập tức hiểu ra, thời khắc phản công của bá tước đã tới. Ngay sau đó quân sư liền bò dậy khỏi đống gỗ rồi ngay lập tức quân sư nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của bá tước và tiếng gỗ vỡ vụn vang lên. Phàm là những chuyện rất khó thực hiện, sau khi thành công càng mang lại niềm vui lớn lao. Xem ra từ trước tới nay ông chưa từng nghĩ tới việc có thể đánh bại tôi, đúng không? Quân sư móc túi lấy ra hộp thuốc, rút một điếu thuốc lá để lên môi. Nói rồi quân sư rút trong túi ra một cái bật lửa, châm thuốc hút. Rất nhiều năm, từ sau sự cố đó xảy ra tới nay, đây là lần đầu tiên quân sư hút thuốc lá trên chiến trường. Khi người đó rời đi, trong hộp thuốc này có 14 điếu thuốc. Bây giờ chỉ còn 13 điếu. Một con số cực kỳ thiếu may mắn. Quân sư hít một hơi thật sâu, một lượng hơi thuốc quen thuộc hít vào khoang miệng sau đó trôi vào trong phổi. Khói thuốc đặc trôi vào trong cổ họng giúp đè nén máu tươi tanh nồng như muốn trào ra ngoài, sắc mặt tái nhợt của quân sư cũng hiện lên một chút khí sắc. Không thể không nói công phu bạo cốt này cực kỳ lợi hại. Trong lúc bất ngờ không kịp chuẩn bị, quả thật phản lực đã đả thương tạng phủ của quân sư. Vì bạo cốt chính là làm nổ tung xương khớp. Không chỉ là nổ tung chính mình mà còn làm nổ tung đối phương. Ngũ tạng lục phủ, xương cốt toàn thân của quân sư dường như đều muốn nát vụn, chỗ nào cũng cực kỳ đau đớn. Quân sư tuyệt đối không thể để cho bá tước nhìn thấy điều này vì như thế nhất định sẽ khiến sự tự tin của bá tước tăng lên. Ý chí quyết thắng, muốn sống của mỗi người có thể ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả của cuộc chiến. Có người vì thực lực không bằng đối thủ nhưng vì ý chí sống mãnh liệt mà cuối cùng có thể lật ngược thế cờ. Tuy thắng bại chưa phân, đối thủ của bạn vẫn chưa chết có thể là tất cả mọi chuyện vẫn. Không có chiến thắng trong chiến đấu, đương nhiên sẽ không có chiến thắng trước đối thủ. Quân sư lại hít thêm một hơi thuốc nữa, thân thể cô càng khoan khoái hơn. Nếu như chúng ta đổi vị trí cho nhau, tôi nhất định sẽ không vui mừng giống như ông bởi vì chiến thắng của ông cũng không phải chuyện gì quá vui mừng. Chỉ giống như chiến thắng những người khác. Đây là chuyện đương nhiên. Bá tước nổi giận. Hoàn toàn bị chọc giận. Nếu như vậy, ngươi hãy tới chiến thắng ta đi. Bá tước không chờ quân sư chủ động xông tới chiến thắng ông ta mà ông ta chủ động xông tới chỗ quân sư. Quân sư không nhúc nhích, lúc này quân sư trông giống như một người nghiện thuốc, cô tham lam hút mấy hơi thuốc. Đúng vào lúc đó bá tước xông tới. Quân sư để mặc cho luồng khói thuốc ấm áp lưu chuyển khắp lồng ngực, ngón tay cô ta búng một cái, tàn thuốc đang cháy biến thành một ám khí màu đỏ bay về phía mặt bá tước. Bá tước, ngoại trừ hai mắt co lại, ông ta vẫn không né tránh, để mặc cho tàn thuốc lá đánh vào mặt mình. Sau đó bá tước đánh ra một quyền đúng vào vị trí quân sư đang đứng.
Cùng lúc đó quân sư cũng đánh ra một quyền. Hai quyền chạm nhau, phát ra âm thanh như kim loại va chạm lẫn nhau. Loảng xoảng. Quân sư rớt khỏi mặt bàn mình đang đứng xuống đất, trong khi đó bá tước cũng lùi lại sau mấy bước. Quân sư tung ra một cước, chiếc bàn gỗ nặng nề quân sư mới đứng trên bay lên cao, đánh về phía người bá tước. Bá tước ôm chân chiếc bàn gỗ, tới khi ông ta định vứt cái bàn đi thì đột nhiên quân sư nhảy người lên, thân thể cô nghiêng đi, hai chân liên tục đá vào chiếc bàn gỗ. Mượn lực đả lực, cách sơn đả nghiêu. Vì vậy bá tước bị cái bàn gỗ đè nặng không sao cử động được, ông ta bị quân sư tấn công cuống cuồng lùi lại sau. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Liên tiếp bị tấn công, bá tước lùi lại sát vách tường của nhà xưởng. Thân thể quân sư rơi xuống đất rồi lại nhanh chóng nhảy lên trên. Thân thể quân sư nhanh chóng quay tròn, 180 độ, 360 độ. Sau đó quân sư tung ra một cước cực mạnh đánh vào cạnh chiếc bàn. Răng rắc, chiếc bàn gỗ không chịu được một lực hùng mạnh như này, bị quân sư đá mạnh như vậy, nó quay không theo quy tắc nào cả bay ngược trở lại. Chiếc bàn bay đi mang theo thân thể bá tước bay tới chạm mạnh vào bức tường nhà xưởng. Ầm, bức tường đổ sụp, thân thể bá tước quằn quại bắn ra bên ngoài. Quân sư hạ xuống đất, gió cuốn theo cát vàng thổi tung bay tà áo gió màu đen của cô, trông cô không khác nào một chiến thần. Chương 1087, bởi vì ông đã chớp mắt. Kình phong quất vào mặt, cát vàng cuồn cuộn. Mây đen kéo tới che khuất bầu trời. Những người có kinh nghiệm biết rằng trời sắp mưa. Đường số 21 chính là con đường rìa ngoài cùng bên ngoài Las Vegas, trong khi đó khu nhà xưởng đồ dùng gia đình bỏ hoang này chính là ở cuối đường 21. Đây là khu vực nằm vào góc của vùng xanh hóa. Vì hướng gió thổi từ hướng Tây Bắc tới nên ở khu vực này cát gió cũng mạnh hơn thường lệ một chút. Bức tường này chính là tường hậu của khu nhà xưởng đồ dùng gia đình. Bên ngoài bức tường này chính là một khoảng hoang dại mênh mông và cát bụi, chỉ lưu thưa ít cây xương rồng và lá thông. Không hiểu có phải vì lâu ngày không có người tưới nước nên trông có vẻ khô cằn, giống như những cây cằn cỗi, không phát triển. Cách đó không xa chính là vùng xanh hóa bảo vệ thành phố Las Vegas với từng dãy cây xương rồng và tùng, thông, bên ngoài vùng đó chính là sa mạc mênh mông bát ngát. Chính vì vậy xuyên qua bức tường này chẳng khác nào tiến vào sa mạc. Không hiểu vừa rồi một cước của quân sư đã dùng bao nhiêu phần khí lực mà sau khi phá thủng một mảng tường, những cục bê tông và gạch vẫn ào ào rụng xuống. Lỗ thủng bị phá càng lúc càng rộng. Cho dù là người nào đi nữa cũng tuyệt đối không nghi ngờ nếu như nói một cước vừa rồi của quân sư đã làm sụp đổ bức tường. Bức tường gạch thoạt nhìn rất rắn chắc đang đổ xuống từng mảng. Đợi khi tất cả trở lại bình thường, quân sư mới khom người chui ra ngoài từ lỗ thủng. Quân sư không vội vàng ra tay mà chỉ đứng nhìn bá tước đang nằm giả chết trên mặt đất với một cái bàn nặng đè lên ngực. Bá tước mới bị đánh bay ra ngoài, mới nằm trên mặt đất chưa được vài phút nhưng trên người ông ta đã phủ kín một lớp cát. Trên mặt, cổ, tóc, lông mày, tứ chi, chỗ nào cũng phủ một lớp cát vàng. Người nào liếc mắt nhìn qua sẽ coi bá tước như một bức tranh người bằng cát vậy. Bất luận người nào nằm ở nơi như thế này trong vòng một tiếng, chỉ sợ đều bị cát bụi bao phủ khắp người. Chiếc BN hình cánh cung đang nằm trên người bá tước đột nhiên bay lên trời, mang theo cát bụi mù trời. Loảng xoảng, chiếc bàn gỗ rơi xuống ở một nơi cách đó không xa, hình thành trên mặt cát một chiếc hố to. Thân hình bá tước giống như một con cá chép bật dậy từ mặt đất, sau đó, dùng lực rũ sạch thân thể, cát bụi dính trên người lập tức bay đi sạch sẽ, để lại quần áo, gương mặt, mi mắt ông ta sắc màu vốn có của nó. Phốc! Bá tước khó nhọc phun ra một hơi, không hiểu ông ta muốn phun ra cát vàng dính đầy trong miệng hay là hơi thở của mình. Sau đó bá tước nhìn chằm chằm vào quân sư với đôi mắt nhỏ như mắt đại bàng, trầm giọng nói, vương hậu quả nhiên danh bất hư truyền. Xem ra tôi đã đánh giá thấp cô. Là do ông đánh giá mình quá cao. Quân sư khinh thường nói, mấy người các ông luôn dùng chiêu bài hoàng đế đi làm việc, đương nhiên không có người nào có can đảm chọc vào các ông, điều này cũng khiến các ông hình thành sự kiêu ngạo ngút trời. Thế còn cô, bá tước cười nhạt nói, cô có biệt danh là vương hậu, cô có thể chiếm lợi thế trước hoàng đế không? Không phải cô cũng như chúng tôi, cũng là bại tướng dưới tay ông ấy sao? Tôi tới giết người, không tán gẫu với ông. Nếu như không còn chuyện gì để nói nữa, hãy để tôi tiễn ông. Quân sư không nhịn được, lên tiếng đáp trả. Quả thật quân sư không muốn nói chuyện về chủ đề hoàng đế bởi vì con người đó thật sự vô cùng mạnh mẽ, quá mạnh mẽ.
Nếu như trên thế giới này có người nào có thể khiến quân sư cô có một cảm giác bất lực, không nghi ngờ gì nữa, người đó chính là hoàng đế. Khi nhớ tới tình cảnh khi giao đấu với hoàng đế, quân sư có cảm giác giống như một cơn ác mộng. Trong khi đó trong tiềm thức quân sư, cô thật sự không mong muốn va chạm hoàng đế ở nơi này, chính vì đó cô cố ý mà như vô tình né tránh vấn đề này. Thế nào, sợ hả? Dường như bá tước đã nhìn thấu tâm can quân sư. Ông ta hẳn đã biết quân sư đã từng ăn đủ khi đối đầu với hoàng đế, nếu không nhất định sẽ không dùng chiêu này để khích tướng quân sư. Mặc dù hoàng đế điện hạ không tới nhưng cô đừng mong rời khỏi nơi này, ít nhất cô cần phải chiến thắng được tôi đã. Vậy hãy bắt đầu đi, quân sư nói. Theo quan sát của quân sư, mặc dù bá tước bị cô đánh bắn từ trong phòng ra bên ngoài nhưng trông dáng vẻ như ông ta không hoàn toàn bị tổn thương. Điều càng khiến người ta tức ói máu chính là toàn thân bá tước cứng như sắt, nắm tay con người căn bản không thể gây tổn thương cho bá tước. Cũng may quân sư có súng. Quân sư rút súng từ trong người ra, vung tay bắn một phát về phía bá tước. Quân sư nhanh, bá tước còn nhanh hơn. Cao thủ so chiêu, chỉ cần hơi bất cẩn một chút thôi là đã nhận thất bại thảm hại. Vào thời khắc quan trọng này, không có người nào dám coi nhẹ việc quan sát động tĩnh của đối thủ. Khi bá tước phát hiện ra cánh tay quân sư lay động, không phải nói chính xác là phát hiện các đốt ngón tay của quân sư có dấu hiệu lay động, ông ta. Thân hình bá tước như một chiếc xe tăng hình người, đánh thẳng về phía quân sư. Lúc này thân hình bá tước còn cao hơn so với thân thể hàng ngày của ông ta, đại khái khoảng chừng 1m6 gì đó. Hơn nữa thân thể ông ta trông cũng như lên cân một chút, chính vì vậy khi bá tước di chuyển, cực kỳ uy lực. Khi nhìn thấy quân sư nâng súng lên, thân hình bá tước di chuyển một chút về bên trái. Phịch! Viên đạn của quân sư bắn trúng bức tường ở sau, mững mảnh xi măng, gạch bắn tung tóe, trên tường xuất hiện một lỗ thủng to. Loại đạn này quả thực cực kỳ khác thường. Những viên đạn bình thường chỉ có thể để lại một dấu vết bình thường trên tường, lực đạo mạnh nhất cũng chỉ đủ khoét một lỗ thủng sâu mà thôi. Khi mà quân sư bắn ra viên đạn đủ sức xuyên thủng bức tường, có thể thấy uy lực của nó mạnh tới cỡ nào. Một súng. Quân sư chỉ có cơ hội bắn một phát súng mà thôi. Bởi vì bá tước nghiêng người tránh đạn xong, ông ta nhảy người lên, đánh tới chỗ quân sư đang đứng. Xem ra bá tước đã xác định lợi dụng ưu thế cơ thể của mình đánh giáp lá cả với quân sư. Phịch! Một cước của quân sư trúng ngay vào bụng của bá tước. Bá tước không tránh, không đau mà một lần nữa ông ta lại đánh về phía trước. Răng rắc! Bá tước để mặc cho quân sư lại tung hai cước vào thân thể mình, sau đó hai tay bắt chặt bả vai quân sư. Ngón tay bá tước dùng lực, lập tức bả vai quân sư bị ngón tay bá tước đâm thủng. Máu tươi đỏ thấm chảy ra ngấm vào áo gió màu đen. Thân thể quân sư không được đúc bằng sắt nguội. Khi bả vai cô bị xuyên thủng, cô đau tới mức khẽ kêu lên một tiếng. Máu tươi ở cổ họng vốn bị khói thuốc kiềm chế lúc này không kiềm nén được nữa, lập tức phun ra ngoài, bắn vào mặt bá tước. Thật đáng ghét, quân sư nhìn. Bá tước thờ ơ không thèm quan tâm, tay còn lại của bá tước chụp lấy cánh tay kia của quân sư. Nếu như cánh tay này cũng bị bá tước khống chế nốt thì ông ta có thể thỏa sức quăng quật cô ả này hay đánh ngã xuống đất. Cổ tay quân sư lay động, dù thế nào đi nữa quân sư cũng tuyệt đối không muốn cánh tay này bị đối phương khống chế. Chân phải quân sư quay tròn 180 độ, quân sư từ vị trí đứng đối diện với bá tước này co lại trước lồng ngực bá tước. Sau đó đầu quân sư cứng rắn thúc mạnh một cái hất người bá tước bay lên cao. Thân thể bá tước rơi xuống đất, mất đi sức mạnh vốn có của mình. Ngay khi bá tước còn chưa có bất kỳ phản ứng nào, quân sư đã chụp lấy một tay, một chân bá tước, sau đó hai chân cô quay 90 độ rồi nhanh chóng quay tròn. Vù vù. Thân thể bá tước giống như một cỗ xay gió lớn, bị quân sư quay tròn giữa không trung không nhìn rõ đầu, đuôi. Một vòng. Hai vòng. Ba vòng. Ngay khi quân sư cũng không biết chính bản thân mình đã quay bao nhiêu vòng, cô buông mạnh hai tay, thân thể bá tước bị nén mạnh lên không trung. Sau khi quân sư chạy đà mấy bước, thân thể cô cũng nhảy lên cao. Tay chân quân sư đều đánh ra, ngay trên không trung quân sư liên tục đánh vào mấy huyệt đạo quan trọng trên người bá tước. Quân sư biết mỗi một tuyệt kỹ đều có một tử huyệt, cô nhất định phải tìm ra tử huyệt của công phu bạo cốt này. Nếu không cho dù hai người bọn họ có đánh nhau cả tối hôm nay, trận đánh này cũng không thể chấm dứt. Mặc dù quân sư dựa vào thực lực hùng mạnh của mình và lực đạo có tính chất áp chế để đánh bay bá tước nhưng cuối cùng quân sư sẽ rơi vào tình trạng thoát lực.
Trong khi đó tới lúc này bá tước vẫn chưa chịu bất kỳ vết thương chí mạng nào, tuyệt đối không thể đánh bại ông ta chỉ trong chốc lát. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi thân thể bay trong không trung, quân sư đã ra 450 quyền, 216 cước, vừa chạm mục tiêu là ly khai, tuyệt đối không dây dưa mất thời gian. Sau khi lực đạo kiệt quệ, một lần nữa quân sư mạnh mẽ ra cước, một cước đánh bay thân thể bá tước. Một lần nữa thân thể bá tước bị đánh bay và đập vào bức tường, trong khi đó quân sư dưới tác dụng của lực phản cũng nhẹ nhàng rơi xuống đất. Loảng xoảng, thân thể bá tước nặng nề nện vào bức tường. Thế nhưng điều may mắn là lúc này cú va đập không đập thủng bức tường một mảng to. Hai tay bá tước cố gắng chống giữ thân thể, cố gắng đứng dậy từ mặt đất, nhưng rồi ông ta lại kiệt lực ngã nhào xuống. Thử lại một lần nữa nhưng lại một lần nữa ngã sấp xuống. Không hiểu đã xảy ra chuyện gì đó nhưng các khớp xương của bá tước lại đột ngột nổ bung, khôi phục lại hình dáng ban đầu, thân thể bá tước khôi phục lại như bình thường. Trong khi đó máu tươi chảy ròng ròng từ hai hốc mắt bá tước, cả hai hốc mắt đều bị đánh sưng vù. Làm sao mày biết được? Bá tước căm hận hỏi, giọng nói cực kỳ uất ức và không cam lòng. Bởi vì khi tôi búng tàn lửa tôi nhìn thấy hai mắt của ông chớp chớp. Khi đó tôi đã biết hai mắt của ông chính là tử huyệt. Chương 1088, người mù. Nhịp trống sục sôi, âm nhạc cuồng nhiệt, những gã đàn ông điên cuồng gào thét khản cả giọng. Người phụ nữ nằm dài trên ghế salon, đôi mắt khép hờ, ngón tay đánh nhạc trên mặt da mịn ở thành ghế salon. Vì móng tay người phụ nữ quá dài, động tác quá mạnh nên trên mặt da mịn, nệm của thành ghế salon xuất hiện những lỗ thủng nhưng cô ta không thèm quan tâm. Lúc này toàn bộ tinh thần người phụ nữ đang tập trung vào âm nhạc, giống như đây chính là toàn bộ thế giới của cô ta. Cho tới cuối cùng khi nốt nhạc cuối cùng chấm dứt, động tác của người phụ nữ mới dừng lại, gương mặt mê say đỏ hồng với hơi thở hổn hển giống như mới trải qua một cuộc đại chiến nam nữ trên giường vậy. Một lúc lâu sau cô ta mở mắt. Người phụ nữ bưng ly rượu đỏ đầy ở trên bàn sau đó uống một ngụm. Lúc này cô ta mới giơ tay cầm chiếc chuông để trên bàn, tiếng chuông lập tức vang lên. Ngay lập tức cánh cửa gỗ bị người mở ra, một người đàn ông dáng vẻ tuấn tú, không vui cũng chẳng hề giận bước nhẹ vào trong phòng. Phu nhân, người đàn ông cung kính chào, ân cần lên tiếng. Có tin tức gì không? Người phụ nữ cầm cái chai rót rượu, giống như không nhìn thấy gương mặt người đàn ông ở rất gần mình. Vẫn chưa có, người đàn ông nói. Ta có một dự cảm rất xấu. Người phụ nữ nói, với thực lực của bá tước, hẳn ông ta đã giải quyết nhanh gọn mọi chuyện mới đúng. Thế nhưng cho tới tận bây giờ vẫn chưa có tin báo về. Mặc dù ta không muốn nghĩ như vậy, cảm giác này có vẻ cực kỳ hoang đường nhưng chúng ta không thể không chuẩn bị tiếp nhận kết quả xấu này, chuẩn bị tiếp nhận sự thất bại của bá tước. Ít hầu của người đàn ông giật giật rồi cuối cùng gã cũng nói lên ý kiến của mình. Phu nhân, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Binh! Người phụ nữ vung tay tát vào mặt người đàn ông, giọng nói ngược lại vẫn cực kỳ bình tĩnh. Theo ta lâu ngày như vậy chẳng lẽ vẫn còn chưa hiểu rằng căn bản trên thế giới này không có chuyện gì không thể xảy ra sao? Tôi hiểu rồi, người đàn ông nói. Hãy cho người tới tiếp ứng. Người phụ nữ nói. Tôi biết cần phải làm như thế nào. Đợi khi người đàn ông rời khỏi phòng, người phụ nữ vén miếng vải lụa, đứng dậy. Người phụ nữ đứng cạnh cửa sổ của pháo đài cổ kính, nhìn hoa hồng, cây xanh và ruộng lúa mạch bát ngát bên ngoài cửa sổ, giống như một bức tranh hoàn mỹ. Trời sắp mưa rồi, người phụ nữ giơ tay nói. Tần Lạc cực kỳ kiên nhẫn. Quả thật Tần Lạc không thiếu đức tính này. Từ khi còn rất nhỏ, những đứa trẻ khác chơi trò đuổi nhau bên ngoài, Tần Lạc phải ngồi miết trước bàn ở trước mặt ông mình học thang đầu ca cùng với những phương thuốc, tên thuốc. Chỉ cần Tần Lạc có sơ sót thật nhỏ, ông hắn liền bắt hắn chìa bàn tay nhỏ bé sau đó ông cầm thước trúc đánh liên tục. Rất nhiều khi bàn tay của hắn bị đánh vừa đỏ vừa tím thâm. Bà đau lòng nhìn hắn, cào nhau mấy câu với ông, nói nên nhẹ nhàng với con trẻ nhưng ông nghiêm mặt vờ như không nhìn thấy. Mặc dù cha mẹ hắn cũng cực kỳ đau lòng nhưng khi đối mặt với lão gia quyền uy tối thượng trong nhà, bọn họ thậm chí còn không dám lên tiếng xin ông. Cũng không thể nói là không đành lòng. Tất cả mọi người đều nói đứa trẻ này không thể sống nổi mà ông già quật cường đó vẫn không chịu từ bỏ. Ông mang theo Tần Lạc xuôi nam ngược bắc tìm kiếm danh y cầu chữa bệnh. Một năm có 365 ngày thì có hơn một nửa thời gian hai ông cháu đang vượt rừng già, thâm sơn, xuyên qua đồng thẳm tìm thuốc. Nhưng không có người nào yêu Tần Lạc như ông nên cũng không ai có đủ tư cách chỉ trích cách làm của ông với Tần Lạc.
Chính vì vậy Tần Lạc biết mọi người không thể giúp được mình. Bản thân hắn muốn không bị đánh thì nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, chăm chú nhận biết. Vì vậy tính tình hắn đã được nuôi dưỡng ngay từ lúc đó. Lúc này Tần Lạc còn kiên nhẫn hơn cả Trúc Bản Vô Tâm. Tần Lạc kiên nhẫn chờ đợi độc tính phát tác, kiên nhẫn và chờ đợi. Cùng với sự lan tràn của chất độc, gương mặt của Trúc Bả Vô Tâm càng dữ tợn, đau đớn. Cuối cùng rốt cuộc Trúc Bản Vô Tâm không thể đứng thẳng được nữa. Một tay Trúc Bản Vô Tâm chống trường đao chống đỡ thân thể gã, một tay còn lại đang ôm vết thương ở bụng, thân thể gã nghiêng ngả, giống như bất kỳ lúc nào gã cũng có thể ngã xuống đất. Tần Lạc liếm liếm môi, nhếch miệng cười. Đúng lúc đó dị biến xảy ra. Thân thể Trúc Bản Vô Tâm đang nghiêng ngả, thoạt nhìn có thể ngã bất kỳ lúc nào, độc tính đang lan tràn rất nhanh đột nhiên phát động thế tấn công. Đây không phải phản ứng nhất thời của người đang dẫy chết mà là tấn công chính thức của cao thủ, giống như Trúc Bản Vô Tâm không trúng độc. Một tay Trúc Bản Vô Tâm vẫn che bụng, thân thể gã uốn cong, lao nhúi xuống, xông lên trước trong khi đó bàn tay cầm đao đã sớm thay đổi tư thế. Vốn trước là chống nay chuyển thành cầm. Trường đao và thân người hai hợp thành một, đao là người, người là đao. Tần Lạc giật mình nhìn Trúc Bản Vô Tâm, giống như hắn thật sự không thể tin vào điều đang xảy ra trước mắt. Rõ ràng là người sắp chết vậy tại sao lại đột nhiên còn có thể chạy nhanh như vậy, tấn công dũng mãnh như vậy. Sắc mặt Trúc Bản Vô Tâm dữ tợn, tay cầm trường đao, hung ác đánh tới. Trúc Bản Vô Tâm nhìn thấy sự sợ hãi và khủng hoảng trên nét mặt Tần Lạc khiến trong lòng gã ngập tràn sự khoái cảm và ý muốn giết người á. Gần. Rất gần. Một lần nữa tiến sát vào nhau, không lần này chưa vượt qua. Bởi vì khi người Trúc Bản Vô Tâm chuẩn bị tiến sát tới Tần Lạc, đột nhiên Tần Lạc cũng di chuyển, hắn cúi thấp người chạy nhanh về phía trước. Thân thể hai người va chạm vào nhau sau đó là một khoảng dừng khá lâu. Mày, tại sao mày biết? Trúc Bản Vô Tâm hỏi. Bởi vì mày căn bản không trúng độc, Tần Lạc nói, tao không biết vì sao mày không trúng độc nhưng mà nếu là người trúng độc, cách độc dược phát tác không giống với biểu hiện của mày. Nó không gây ra sự đau khổ mà ngược lại nó còn khiến mày tràn trong niềm vui sướng, hạnh phúc. Nó sẽ không làm cho mày chảy mồ hôi bởi vì nó là độc dược tính hàn vì vậy không thể dễ dàng bài trừ nó ra ngoài được. Còn nữa tao còn gọi bừa loại độc dược này là hàm tiếu bán bộ đảo. Trước khi độc tính phát tác, mày căn bản sẽ không thể biết bản thân mình trúng độc. Tới khi mày biết thì thật sự đã muộn, mày không cảm thấy biểu hiện của mày có phần hơi quá sao? Trúc Bản Vô Tâm nhếch miệng định cười nhưng gã thật sự không thể nào cười nổi. Trên bụng gã lại cắm một thanh đao của Tần Lạc. Muốn giết một con rồng toàn thân được bao phủ bởi vảy cứng, trước tiên cần đâm vào bộ phận cơ thể nào. Không thể nghi ngờ gì nữa, đó chính là đôi mắt. Con người cũng giống như vậy mà thôi. Hai con mắt chính là bộ phận yếu ớt nhất của cơ thể con người. Mặc dù là luyện tập loại công phu kim cương cháo, Thiết Bố Sam cũng không thể luyện đôi mắt thành một nơi nước lửa không thể xâm nhập, đao thương chém không đứt. Khi đối mặt với bạo cốt của bá tước, dường như quân sư có vẻ thúc thủ vô sách. Hình như tất cả những tấn công vật lý không có tác dụng đối với ông ta. Không chỉ có thế, thân thể bá tước còn sinh ra lực phản cực kỳ mãnh liệt, bất kỳ lúc nào quân sư cũng có thể rơi vào tình trạng như lần đầu tiên, bị bắn ngược trở lại, ngã rất đau. Thật ra ngã chỉ là một chuyện nhỏ. Đối với quân sư khi mà ngay từ bé đã bắt đầu huấn luyện đặc biệt của người lính, điều này không nghĩa lý gì. Thế nhưng từ việc này nó còn có thể gây nên ngoại thương, đồng thời nội thương nên không thể không coi trọng. Cho dù da thịt một người có cứng rắn như nào đi nữa nhưng cơ quan nội tạng trong cơ thể hư hỏng, nhất định sẽ mất đi lực chiến đấu hay có thể chết ngay lập tức. Chính vì vậy quân sư đã nhắm vào hai mắt của bá tước. Quân sư coi đây chính là khâu đột phá để làm bá tước trọng thương hay ít nhất cũng khiến bá tước mất đi năng lực nhìn, phân biệt sự vật và năng lực xác định phương hướng. Thế nhưng quân sư không có cách xác định xem hai mắt bá tước có phải là tử huyệt của ông ta hay không. Cô chỉ biết cần phải thử một lần. Chính vì thế khi điếu thuốc mới cháy qua được một nửa, quân sư liền cong ngón tay búng nó bay đi. Một tàn thuốc lá nho nhỏ khi nằm trong tay một người bình thường rất khó có thể biến thành ám khí có lực sát thương. Nếu như bạn có thể bắn trúng một điểm đặc biệt nào đó. Ví dụ bắn tàn thuốc vào trong đống bông hay đống rơm rạ, củi khô của dân quê sẽ khiến nó trở thành đám cháy còn không nó sẽ dễ dàng tắt. Thế nhưng khi nó nằm trong tay quân sư, nó hoàn toàn không khác gì một chiếc đinh sắt hay một viên đạn sắt. Hơn nữa nó còn đang cháy. Tất cả mọi người đều biết đôi mắt cực kỳ kỳ ánh sáng và lửa.
Khi tàn thuốc lá bay tới mặt bá tước, mặc dù bá tước vì che giấu tử huyệt của mình nên đã không né tránh, để mặc cho nó trúng mặt, nhưng ánh mắt của ông ta vẫn hơi nheo mắt lại. Chỉ trong nháy mắt này quân sư đã nắm bắt được, cuối cùng quyết định vận mệnh thất bại của bá tước. Chính vì vậy hơn 400 quyền quân sư mới đánh, có hơn một nửa là đánh vào hai hốc mắt. Nói thì là như vậy, nhưng dù bá tước đã kịp thời nhắm hai mắt lại, nhưng vì một lớp mí mắt mỏng dính không thể bảo vệ hai tròng mắt nguyên vẹn mà không mảy may tổn thương. Hơn 200 quyền đánh vào, không nói tới chuyện hai hốc mắt bá tước sưng mù, tròng mắt. Tròng mắt bị đánh tới nát vụn, nát từ trong ra ngoài. Chính vì vậy bá tước cố mở mắt ra, hay nói một cách chính xác, ông ta cố kéo lớp da mắt ra, máu tươi lập tức chảy từ trong hốc mắt ra ngoài. Bây giờ bá tước đã trở thành một lão già mù. Chương 1089, lưu manh tới cực điểm. Gió thổi càng lúc càng mạnh, cát bay càng lúc càng nhiều. Bầu trời âm u, mây đen quay cuồng. Sét đánh, hạt mưa lách tách rơi xuống. Las Vegas là thành phố có nhịp sống nhanh, là thành phố mở rộng nhanh, các building được xây dựng nhanh chóng, xe chạy nhanh, ăn cơm nhanh, bước đi nhanh, thắng tiền nhanh, thua tiền nhanh, yêu nhau cũng nhanh, lên dòng cũng nhanh, ngay cả trời mưa cũng nhanh. Thời tiết chỉ vừa mới thay đổi, chỉ trong nháy mắt mưa đã rơi xuống, không nhiều mây đen kéo tới nhưng đương nhiên mưa vẫn rơi xuống. Gió nước mưa phả vào mặt, vào người gây nên cảm giác đau rát. Thế nhưng hai người đang ở trong sa mạc hoang vu này hoàn toàn coi nhẹ nỗi đau đớn đó. Quân sư không quan tâm, nước mưa này tính gì? Năm đó quân sư tới Z quốc chấp hành nhiệm vụ quốc gia cấp SS, trận kịch chiến trên sông Mi Hà, 300 tinh anh đặc biệt. Ngày hôm đó trời còn mưa to hơn như này nhiều, giống như là có thiên thần ở trên trời dùng cái gáo lớn dội nước xuống vậy. Kết quả cuối cùng là 300 tinh anh chết toàn bộ, quân sư thắng. Máu tươi nhuộn đỏ sông Mị Hà, thi thể dập dềnh trôi nổi chật lòng sông. Bá tước càng không có cảm giác, so với nước mưa vỗ vào mặt, cơn đau kéo tới từ hai mắt ông ta còn khủng khiếp hơn nhiều. Máu tươi trong hốc mắt chảy ra không còn màu đỏ thẫm mà sền sệt có màu thâm đen. Con người bị nghiền nát và máu tươi cùng hòa trộn với nhau tạo thành một loại chất lỏng với màu sắc không mấy đẹp này. Chất lỏng đặc sánh dính trên mi mắt, dính trên mặt và hai bên mũi. Điều này càng khiến gương mặt vốn gầy còm nay sưng vù của bá tước trông cực kỳ dữ tợn, giống như con quỷ hình người leo từ 18 tầng địa ngục ra ngoài. Bá tước không còn nhìn thấy hình dáng của mình cũng như không còn nhìn thấy thế giới trước mắt. Ông ta hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ điều gì nữa. Cũng vì như này bá tước mới cảm giác được sự đau đớn, cảm giác được sự phẫn nộ, cảm giác không cam lòng, hiểu được thế nào là sự sợ hãi. Bá tước chưa từng nghĩ tới một ngày hai mắt của mình sẽ bị người khác hủy diệt, mà ngược lại ông ta đã từng hủy đi vô số đôi mắt của người khác. Thế nhưng khi vận rủi rơi xuống đầu mình, bá tước mới thực sự cảm nhận được nỗi đau đớn tuyệt vọng khi chìm trong bóng tối. Bá tước mù mắt, đây chính là bá tước sao? Trong khi dẫy chết bá tước phải đối mặt với kẻ thù là vương hậu. Một vương hậu có thể trốn thoát khỏi tay hoàng đế. Thượng đế không còn quan tâm tới con tin không trung thành của mình nữa. Thắng lợi rõ rệt bắt đầu nghiêng về phía đối phương. Hai con mắt đã mù, khí hải bị hủy không thể tiếp tục thi triển bạc cốt, lúc này thân thể bá tước đã khôi phục hình dáng vốn có của mình. Bây giờ ngay cả chính bá tước cũng biết vận mệnh đang chờ đợi ông ta ở phía trước cực kỳ xấu. Trời mưa. Quân sư giơ tay hứng nước mưa và nói, chúng ta nên kết thúc sớm đi thôi. Câu nói như là hỏi mà cũng như là nhắc nhở. Nói xong quân sư lập tức ra tay. Thân hình quân sư di chuyển trong mưa, áo gió căng phồng vù vù bay trong gió trông giống như một quả cầu đen được thổi hơi căng phồng. Thế nhưng quả bóng khí này không ảnh hưởng tới tốc độ của quân sư mà nó còn như đang nâng đỡ quân sư đang bay lượn vậy. Nắm tay quân sư nắm thành quyền, một quyền đánh về phía cổ họng của bá tước. Nếu như bị đánh trúng, cổ họng bá tước sẽ bị đánh vỡ. Đương nhiên quân sư cũng có mục đích như vậy trong quyền này. Lần này kết oán thù sâu nặng với hoàng đế, đương nhiên lần sau còn chém giết thê thảm hơn nhiều. Đương nhiên bát đại chiến tướng của hoàng đế phải lần lượt giết chết từng tên một, nếu không sau này chúng sẽ mang tới rất nhiều phiền toái. Đương nhiên bá tước không bó tay chịu chết. Mặc dù hai mắt bá tước đã mù nhưng ông ta vẫn còn hai tai. Xuất phát từ sự nhạy cảm của cao thủ, bá tước có thể cảm nhận được phương hướng quyền phong của quân sư đang đánh tới. Hai tay bá tước giơ trước ngực thành hình chữ thập, che chắn trước ngực. Bá tước cần phải đỡ được đòn tấn công này của quân sư. Đáng tiếc người mù vẫn chỉ là người mù.
Đột nhiên quân sư thu hồi nắm tay rồi cô nhanh chóng biến đổi vị trí, một quyền nhanh như chớp đánh vào bụng Bá Tước. Lần xuất quyền này không tiếng động, nhanh như chớp giật. Cho dù Bá Tước có muốn biến chiêu cũng không kịp. Loảng xoảng, thân thể Bá Tước bị đánh bay ngược trở lại, hai chân ông ta cọ sát với mặt đất gây ra những âm thanh soạt soạt soạt. Phụ nữ đều yêu thích dối gạt người khác, phàm là những người phụ nữ xinh đẹp thì càng thích. Khi Bá Tước còn trẻ tuổi, nhất định mẹ ông ta không nói những câu này với ông ta, nếu không ông ta tuyệt đối sẽ không gánh chịu hậu quả thê thảm như lúc này. Một đòn hiệu quả, thân hình quân sư lại lay động, một lần nữa xông tới gần. Lần này nắm tay quân sư vẫn tấn công vào vị trí cổ họng Bá Tước. Thế nhưng lúc này Bá Tước đã khom người như một con tôm, không có khả năng chống cự. Kết thúc rồi, Bá Tước nhắm chặt hai mắt, thần chết tới càng lúc càng gần nhưng ông ta thật sự không còn cách phản kháng. Cả đời này bản thân mình đã cực kỳ nở mày nở mặt rồi. Vì nghĩ như vậy nên Bá Tước không nghĩ cái chết là chuyện quá thống khổ nữa. Phịch, nắm tay quân sư điên cuồng đánh tới, da thịt tiếp xúc với nhau phát ra âm thanh chói tai, khiến người khác sởn gai ốc. Quân sư bật lên một tiếng đau đớn rồi lùi lại sau mấy bước. Quân sư không hề đánh trúng cổ họng Bá Tước mà đánh trúng vào nắm tay của một người khác. Quân sư tuyệt đối không ngờ sẽ có người tới cứu Bá Tước. Hơn nữa những kẻ này còn ẩn núp ở phía sau đợi tới khi thân thể cô hoàn toàn đánh tới, đợi tới khi quyền của cô đánh ra mới đột nhiên ra tay. Vì chiêu thức đã hoàn toàn đánh ra nên khi đó có muốn thu chiêu cũng không được nữa. Một quyền này vốn dùng để đập nát cổ họng Bá Tước đành phải thay đổi hướng tấn công, khiến đối phương thu được tiện nghi rất lớn. Nhưng nói thì như vậy nhưng bóng đen lén tập kích cũng phải thối lui mấy chục bước, thế nhưng hắn đã kịp thời ôn thân thể Bá Tước bỏ chạy, rồi hắn nhanh chóng quay người bỏ chạy ra ngoài. Quân sư đang định đuổi theo, một viên đạn đã bay tới, nhắm thẳng vào mi mắt cô. Quân sư biết đã có người tới cứu viện, thân thể cô di chuyển, chui qua lỗ thủng của bức tường lánh vào trong phòng. So với việc giết người thì điều quan trọng là bản thân mình cần được an toàn. Bên ngoài có người tiếp ứng, hơn nữa không hiểu lúc này tình hình bên trong như thế nào nữa. Lão già đó, có còn nhấc người lên được nữa không? Khi nhìn thấy quân sư quay về, Tần Lạc phá lên cười hỏi, có cần nhân chứng sống không? Có thể giết chết một trong bát đại chiến tướng của hoàng đế khiến Tần Lạc có một cảm giác cực kỳ thành công. Quân sư không nói không rằng. Cô chỉ đi nhanh tới chỗ Trúc Bản Vô Tâm bị Tần Lạc đánh gục đang nằm dưới đất, cúi người xuống. Động tác của quân sư quá nhanh cho nên tới khi cô đứng thẳng người bỏ đi, máu tươi từ trên cổ Trúc Bản Vô Tâm mới bắt đầu trào ra. Khi Ly mở mắt ra, nàng nhận ra cả người mình đang sóc nảy lên, bèn hỏi, chúng ta đang ở đâu vậy? Trên thuyền, Tần Lạc cười nói. Trên thuyền, Ly nghi ngờ hỏi. Đương nhiên. Chẳng lẽ chúng ta còn ở lại Las Vegas để hoàng đế mời chúng ta ăn bít tết bò sao? Tần Lạc trêu chọc Ly. Mặc dù sắc mặt Tần Lạc có vẻ cực kỳ mệt mỏi, mắt vằn lên những tia máu nhưng tâm trạng hắn lại cực kỳ tốt. Bọn họ đã cứu được cô hắn, bản thân hắn không chết, Ly không chết, quân sư cũng không chết, Giê-xu và Hồng Phu không phải bỏ đi thật. Còn có chuyện gì khiến người ta vui mừng hơn so với chuyện có thể sống sót đây? Đã cứu được cô anh chưa? Ly hỏi. Đúng vậy. Đã cứu được cô tôi. Mỗi khi ngồi nói chuyện với Ly, Tần Lạc đều có một cảm giác không kiềm chế được, trêu chọc Ly. Khi hắn nghe Ly hỏi về vấn đề cứu cô mình, Tần Lạc liền chiếm chút tiện nghi mồm mép, cô ấy cũng theo chúng ta về nước. Quân sư đâu? Ly hỏi, nàng làm như không hiểu ý tứ trong câu nói của Tần Lạc. Cô ấy đang nghỉ ngơi, Tần Lạc nói vẻ áy náy. Quân sư bị Bá Tước dùng bạo cốt đánh lén, bị nội thương rất nặng. Sau đó trong chiến đấu với Bá Tước, nội thương càng nặng thêm. Sau khi lên thuyền quân sư liên tục thổ ra máu, cũng may lúc này có một thần y như Tần Lạc ở bên cạnh nếu không nhất đờ 5NS quân sư phải tới bệnh viện để điều trị. Thế nhưng khi đang ở Las Vegas, đang ở nước Mỹ, đang ở địa bàn của Hoàng đế, liệu mọi người có dám đưa tới một bệnh viện không? Chuyến này Hoàng đế tổn thất nghiêm trọng, ông ta có thể bỏ qua không? Tới khi một lần nữa Hoàng đế dự đoán được lực lượng của mình, một lần nữa dẫn người tới, khi đó mọi chuyện sẽ không giải quyết dễ dàng nữa. Chị ấy không có việc gì chứ? Ly quan tâm hỏi. Khi cô ấy tỉnh lại, câu hỏi đầu tiên cũng chính là câu này. Tần Lạc cười nói, cô ấy không sao, em cũng không sao. Tất cả mọi người đều bình yên. Em cũng đừng quên, mặc dù tôi đánh nhau không bằng người ta nhưng một khi chữa bệnh cứu người, bọn họ không thể bằng tôi. Anh đã giết dã thú.
Ly nói. Khi đó Tần Lạc rằng co với Trúc Bản Vô Tâm, quân sư đại chiến với bá tước, Ly vẫn nằm nghỉ trên bàn. Tất cả quá trình chiến đấu của Tần Lạc đều lọt vào trong mắt Ly. Nàng biết Tần Lạc đã chặn Trúc Bản Vô Tâm lại. Nếu không quân sư hai mặt thụ địch, cái mạng nhỏ này của nàng rất khó có thể giữ được. Lần này biểu hiện của hắn cực kỳ xuất sắc. Hơn nữa các cô không ôm quá nhiều hy vọng với Tần Lạc. Hành động của Tần Lạc đã vượt quá sự mong đợi của các cô. Trước đó mọi người còn phải thương lượng xem ai sẽ là vệ sĩ chuyên bảo vệ hắn. Tôi biết, Tần Lạc trả lời với vẻ như đương nhiên phải thế. Vốn tôi tưởng rằng sẽ phải gặp hoàng đế nên đã đặc biệt bôi chất độc lên thanh chủy thủ. Nếu sớm biết đối thủ chỉ là một tiểu quái thú, tôi nhất định không cần làm chuyện đê tiện làm tổn thương hình ảnh của mình như này. Ly không nói gì. Nếu như thật sự gặp hoàng đế, anh chạy được bao xa thì hãy cố mà chạy. Anh cho rằng chỉ một con dao nhỏ tẩm độc mà có thể gây khó khăn, đủ chiến thắng hoàng đế sao? Tần Lạc nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Ly, nhìn một lát rồi không nhìn được Tần Lạc nhoẻn miệng cười. Ly! Cái gì? Em rất đáng yêu, Tần Lạc nắm tay Ly nói. Tần Lạc và Ly sống nương tựa vào nhau, sống sót từ trong hoàn cảnh tuyệt vọng, thập tử nhất sinh, cuối cùng cũng chạy thoát khỏi vòng vây hãm. Chỉ có những người chính thức trải qua những chuyện như vậy mới chính thức hiểu được tình cảm của Tần Lạc lúc này. Tôi biết, Ly thản nhiên nói. Tần Lạc ngẩn người rồi hắn phá lên cười ha hả. Ly đã học được cách nói chuyện của hắn, dáng vẻ thật sự. Cực kỳ lưu manh. Chương 1090, biểu diễn quá mức. Tần Lạc đi trên bong của chiếc du thuyền xa hoa. Giê-xu tay cầm chén rượu đang nằm phơi nắng trên ghế. Giê-xu đang nằm cạnh một người đẹp tóc vàng, chân dài ngực nở, dáng người cực kỳ nóng bỏng. Hai người đang nói chuyện vui vẻ, cô gái tóc vàng bị Giê-xu chọc gì đó mà cười như nắc nẻ khiến hai gò núi trước ngực run rẩy lay động như có cơn gió thổi qua, nhìn thoáng qua trông cực kỳ đồ sộ, bắt mắt. Tần Lạc không khỏi cười gượng, con người này ở bất kỳ chỗ nào, khi nào, cũng cực kỳ biết cách hưởng thụ sắc đẹp. Khi nghe tiếng bước chân đang tới gần của Tần Lạc, hai người đang nằm trên ghế lập tức đứng dậy. Tần, tôi giới thiệu với anh một chút. Giê-xu chỉ vào cô gái tóc vàng gợi cảm, mặc bikini bên cạnh mình nói, cô ấy là Vera. Nếu như anh muốn thay đổi khẩu vị của mình, thưởng thức chút hương vị người đẹp nước ngoài, cô ấy có thể giới thiệu cho anh bất kỳ cô gái nào ở nước Mỹ lên giường với anh. Đương nhiên anh cũng phải trả một cái giá hợp lý. Chào cô, Vera, Tần Lạc bắt tay cô gái, cố gắng chuyển ánh mắt khỏi bộ ngực của cô ta. Những cô gái nước ngoài này thật đáng ghét. Ngực to như của bò sữa nhưng toàn cố ý mặc áo nịt ngực nhỏ nhất cỡ hai là có ý định gì? Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì vậy? Nhìn, bọn họ tức giận, không nhìn bọn họ càng tức giận. Trên thế giới này có một nghề nghiệp khổ cực nhất gọi là đàn ông. Mặc dù Giê-xu nói rất đơn giản nhưng Tần Lạc vẫn hiểu được nhiều điều trong này. Hắn biết cô gái mặc bikini này là đại tú bà của nước Mỹ. Nói một cách chính xác tất cả ngành kinh doanh xác thịt ở đất nước này nằm trong tay cô ta. Tần Lạc không biết Vera có thế lực nào đứng đằng sau, nhưng một người phụ nữ có thể là được chuyện này, đủ thấy năng lực cô ta xuất sắc cỡ nào. Chào anh, Tần, hiển nhiên Vera có thể nói được tiếng Trung Quốc, mặc dù khi cô ta nói tiếng Trung Quốc, giọng nghe có gì đó quái dị như những người nước ngoài khác nhưng ít nhất Tần Lạc có thể nghe hiểu được. Giê-xu liên tục khen ngợi anh ấy nói, anh là David Beckham của người Trung Quốc. Thật như vậy sao? David Beckham, Tần Lạc suy nghĩ trong giây lát. Hắn cảm thấy bản thân mình hình như có chút ấn tượng với cái tên này. Hình như là một cầu thủ rất có danh tiếng. Có phải anh ta là cầu thủ bóng rổ của NBA không? Nghe vậy bộ ngực to lớn của Vera bắt đầu nhảy dựng lên trông như hai chú thỏ cực kỳ lanh lợi vậy. Vera cười nghiêng ngả, cô ta nói tiếp, Tần, tôi bắt đầu tin tưởng những gì Giê-xu nói. Đây chính là tính cách đặc biệt khiến phụ nữ rất thích. Thật vậy sao? Tần Lạc sờ mũi hỏi, tôi đoán sai hả? Một lần nữa Vera phá lên cười. Lần này Tần Lạc không biết cần phải nói gì cho hợp. Một khi không hiểu sự so sánh ẩn dụ, được thôi, mình cứ chấp nhận sự khen ngợi là được. Cuối cùng Vera cũng không cười nữa, cô ta nhìn Tần Lạc nói, Tần, lần này các anh đã nổi tiếng khắp thế giới. Ồ, thế sao? Tần Lạc cười gượng nói, tôi tình nguyện không nhận danh tiếng này. Đúng vậy, chiến tướng của Hoàng đế thương vong thảm hại. Điều càng quan trọng hơn là danh tiếng vô địch của ông ta bị tổn thất nặng nề. Nói một cách chính xác sau này sẽ có người không coi trọng ông ta nữa. Ông ta muốn tìm lại được quá khứ huy hoàng trước đây chỉ còn cách duy nhất là giết anh để rửa nhục.
tới Trung Quốc chính là địa bàn của tôi. Tần Lạc nói vẻ cực kỳ tự tin. Đúng là người đàn ông thú vị. Vera cười tủm tỉm nhìn Tần Lạc nói, nếu như tôi là người đắc tội với hoàng đế, nhất định tôi sẽ tuyển chọn 100 xử nữ mang tới tặng ông ta để nhận lỗi. Chỉ những người phi thường mới có thể tạo nên một sự nghiệp phi thường. Tần, tôi hy vọng sau này chúng ta có cơ hội hợp tác với nhau. Vera đi tới ôm Tần Lạc, cô ta hôn lên mặt Tần Lạc nói, tôi đói rồi, cần quay xuống ăn chút gì đó. Hai anh chàng đẹp trai, tôi không quấy rầy các anh nữa. Lát nữa gặp lại, Giê-xu liếc nhìn Vera nói. Tôi chờ anh, Vera gửi Giê-xu một cái hôn gió. Đợi khi cô gái tóc vàng Vera này lắc mông đi xa, Tần Lạc và Giê-xu mới sóng vai nhau đi tới. Gió thổi nhẹ, ánh mặt trời nóng rực. Trời nước một màu, bầu trời xanh như ngọc. Chiếc du thuyền như một con dao nhỏ sắc bén, cắt một lỗ hổng dài trên mặt biển cả mênh mông như tờ giấy trắng, sóng nước nao nao, dập dờn như có hàng ngàn vạn con cá nhỏ đang vui đùa dưới đáy nước. Thỉnh thoảng có chú cá nhỏ vô danh nào đó nhảy ở ngoài khơi, sau đó lại nhanh chóng rơi xuống khiến con người ta chỉ kịp nhìn thấy sống lưng trắng và đôi mắt như trêu đùa người khác. Đây chính là quỷ phủ thần công của thiên nhiên, trước kia bỏ qua cái đẹp, bây giờ nhìn lại cảm thấy cực kỳ rapping động lòng người. Khi con người ta đã trải qua sự sống chết, cảm nhận thế giới quan của người đó sẽ có một sự thay đổi rất lớn. Tần, tôi muốn tới giải thích với anh. Giê-xu phá vỡ khoảng khắc yên bình này. Sở dĩ Vera lên thuyền là vì cô ấy chính là người hợp tác với chúng ta. Chúng ta mua được chiếc thuyền này là thông qua mối quan hệ của cô ấy. Lần này đối thủ của chúng ta là hoàng đế, cho dù châu Âu hay châu Mỹ cũng có rất ít người dám làm trái với suy nghĩ của hoàng đế. Vera chính là một người dũng cảm trong số đó. Chỉ cần cô ấy đồng ý trợ giúp, chỉ nhờ sự giúp đỡ của cô ấy chúng tôi mới có thể chỉ trong một ngày có được chiếc du thuyền, chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ. Đây là thuyền của cô ấy muốn ngồi thuyền đi Singapore. Tôi biết, Tần Lạc nhì Giê-xu nói, tôi vẫn tin tưởng anh như tôi tin tưởng anh tuyệt đối sẽ không bỏ đi. Tần Lạc biết Giê-xu và Hồng Phu không thực sự bỏ đi. Khi đó bọn họ mới tới Las Vegas. Không quen thung thổ dường như tất cả đều nằm trong vòng giám sát của đối phương. Bản thân mình ở ngoài sáng, kẻ thù ở trong bóng tối. Dưới một cục diện như này, cho dù bọn họ có muốn làm chuyện gì đó cũng tuyệt đối không thể được. Hơn nữa hàng loạt kế hoạch điều tra, phản công mà bọn họ sẽ vạch ra ở trong nước đã không thể nào thực hiện được trong tình hình đó. Sau đó Giê-xu và Hồng Phu cùng bỏ đi. Bọn họ quang minh chính đại bỏ đi, quang minh chính đại ra vào những khách sạn lớn, nhà hàng và những cửa hàng xa xỉ. Trong khi đó ánh mắt của bá tước vô hình chung sẽ bị thu hút sang bên hai người Giê-xu bởi vì tất cả mọi người đều biết Tần Lạc chính thực dựa vào lực lượng của Giê-xu và một thiếu nữ biết hạ độc. Mọi người vẫn xem nhẹ chính bản thân lực lượng của hắn. Hai người Giê-xu thoạt nhìn có vẻ như đang đi vui chơi nhưng thật ra hai người bọn họ đã có cơ hội tiếp xúc với khá nhiều người. Có người đồng ý hợp tác nhưng nhiều hơn là những người từ chối hợp tác. Vera là người duy nhất đồng ý cung cấp sự giúp đỡ. Dưới mưu kế của Giê-xu, Vera đã cung cấp chiếc thuyền này. Bây giờ bọn họ đang ngồi du thuyền này theo đường biển về Singapore trong khi đó dự định chính thức của bọn họ là bay từ Las Vegas về Yến Kinh, hơn nữa còn cho một người giả trang mấy người Tần Lạc thuê xe chạy quanh mấy thành phố quanh Las Vegas. Cho dù hoàng đế muốn truy đuổi từ một nơi nào đó tới đây, ông ta vẫn cần có thời gian, hơn nữa còn phải phân tán lực lượng. Chỉ cần không phải đích thân hoàng đế truy đuổi, bọn họ có cơ hội trốn thoát cực cao. Quả nhiên Giê-xu và Hồng Phu đã thu hút quỷ ảnh và Kim Đồng tới vây công. Sau khi hai bên đại chiến một trận, Kim Đồng và quỷ ảnh bỏ đi, lập tức Giê-xu và Hồng Phu đi tới chỗ chiếc du thuyền thượng đẳng này ngồi chờ. Chỉ cần mấy người Tần Lạc tới là bọn họ sẽ lập tức ngồi du thuyền rời khỏi Las Vegas. Lần Giê-xu và Hồng Phu lập công cực lớn, hơn nữa hai người còn gánh chịu phần lớn nguy hiểm. Bởi vì nếu như bá tước sớm một chút tập trung lực lượng đối phó với gã và Hồng Phu, tình trạng của hai người sẽ cực kỳ bất ổn. Thật vậy sao? Giê-xu kinh ngạc hỏi, trên thực tế quả thật tôi đã bỏ đi nhưng vì anh nói người nợ tiền không trả chính là vương bát đản nên tôi mới quay về trả tiền cho anh. Tần Lạc cười nói, hai người liên lạc với quân sư khi nào? Giê-xu kinh ngạc nhìn Tần Lạc, cười hỏi, Tần, tại sao anh lại suy đoán như vậy? Bởi vì tôi không tin chính hai người có thể vạch ra kế hoạch này. Tần Lạc nói. Ôi Tần, anh khiến tôi cảm thấy bị tổn thương. Giê-xu giả vờ ôm ngực nói, anh đang sỉ nhục trí thông minh của chúng tôi.
Vậy anh hãy nói cho tôi biết sự thật có phải như dự đoán của tôi không? Tôi rất muốn nói cho anh biết là không phải. Giê-xu nói, thế nhưng lúc này quân sư đang ở trên thuyền, tôi không có cách nào gạt cô ấy khỏi những sự kiện có tính chất quyết định trong chuyện này. Đúng như vậy, cô ấy đã liên lạc với tôi. Anh biết đó, tôi và Hồng Phu bỏ đi, tìm kiếm tin tức ở Las Vegas nhưng cuối cùng chúng tôi không thể thu hoạch được điều gì. Anh dẫn đội tới Las Vegas vào buổi tối, tôi lái xe tới đón anh. Chúa ơi, không hiểu cô ấy chui vào xe của tôi như thế nào, cũng không biết cô ấy vào từ khi nào. Cô ấy nói mình là quân sư, là bạn của anh. Cô ấy nói chúng ta bị đối phương giám sát, cô ấy bảo chúng tôi tạm thời rời khỏi anh một cách quang minh chính đại. Thứ nhất, việc này có thể phân tán lực lượng của đối phương, hơn nữa còn có thể tự mình tiến hành một vài chuyện quan trọng, ví dụ như sắp đặt con đường lui cho mình. Thật ra tôi muốn cùng Ly cùng bỏ đi nhưng vì sợ làm vậy sẽ khiến bá tước nghi ngờ. Dù gì đi nữa, với tính cách của mình, Ly tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ rơi anh. Thế nhưng cô nàng Hồng Phu và tôi đều đã từng là kẻ thù của anh. Mặc dù hai bên đã từng ít nhiều hợp tác nhưng khi gặp phải kẻ thù hùng mạnh không thể chiến thắng, bỏ đi cũng là chuyện có thể hiểu được, vì vậy chúng tôi mới cùng nhau bỏ đi. Tại sao không nói cho tôi biết? Như vậy sẽ khiến tôi thuận tiện phối hợp với hai người hơn. Tần Lạc bực bội nói, những người này đều biết rõ chân tướng sự việc, cùng nhau bài xích hắn và Ly. Khi hắn bốn bề thụ địch, Hồng Phu và Giê-xu đột ngột bỏ đi, khi đó suýt chút nữa tinh thần hắn cũng suy sụp. Cũng may khi đó hắn có Ly làm bạn, cổ vũ, mang lại cho hắn sự ấm áp. Nếu không đừng nói hắn muốn cứu thoát cô của mình mà thậm chí hắn còn không có năng lực sinh tồn, bảo vệ chính mình. Đây là một ván cờ. Trong ván cờ này anh cũng chỉ là một quân cờ. Sứ mạng của quân cờ chính là làm chuyện mà bản thân mình cần phải làm mà tuyệt đối không có quyền suy nghĩ độc lập hay năng lực thay đổi hành trình. Từ sau lưng bọn họ vang lên giọng nói của một người phụ nữ. Hơn nữa tôi lo lắng anh biểu diễn quá đạt lại khiến người ta nhận ra sơ hở. Chương 1091, bí mật nhỏ của quân sư. Ủng da màu đen, quần da màu đen, quần áo trong màu đen, áo khoác màu đen, phong cách hoàn toàn giống Ly, lựa chọn phong cách ăn mặc một màu đen cho chính mình. Tần Lạc đã chú ý, tất cả những thành viên của Long Tức đều yêu thích màu đen. Có thể trong đêm tối màu sắc này càng khiến bọn họ có thể ẩn núp và ra tay hơn. Thế nhưng sự khác biệt của bọn họ là, khi quân sư mặc bộ quần áo đen này, trông cô có vẻ tàn nhẫn hơn nhiều so với Ly. Không thể nói khi Ly và mấy người hỏa dược mặc quần áo màu đen, trông bọn họ không tàn khốc mà so với bọn họ, quân sư còn tàn khốc hơn. Mà không chỉ có tàn khốc, ở đó còn có cả sự vô tình. Từ trên người quân sư bao phủ một mùi vị chán chường và cái chết. Hình như bất kỳ lúc nào quân sư cũng có thể rơi vào cảnh tuyệt vọng, chấm dứt tính mạng của mình. Cũng vì nguyên nhân này mà gây cho người ngoài một cảm giác sai lầm, bất cận nhân tình. Cũng vì cảm giác sai lầm này mà trông quân sư cực kỳ lạnh lùng và tàn khốc. Mỗi một sự vật hình thành đều có nguyên nhân của nó. Thế nhưng trong mắt Tần Lạc, hình tượng này của quân sư chỉ là một thủ thuật để che mắt người khác mà thôi. Quân sư trong trí nhớ của Tần Lạc chính là một người phụ nữ mặc quần áo bệnh nhân ở trong viện điều dưỡng của Long Tức, ngây người ngồi trong căn phòng tràn ngập ánh nắng mặt trời. Đây mới chính là quân sư mà hắn biết. Quân sư bước tới từng bước một, khi đi tới bên trái Tần Lạc, cô đứng lại. Tay vịn lan can, ánh mắt nhìn ngoài khơi xa, khẽ thở dài. Bố trí cực kỳ tinh tế, thực lực chênh lệch nhau quá xa cũng tuyệt đối không thể nào giành thắng lợi. Khi làm người đạt tới một trình độ cường đại nhất định sẽ lập tức giết chết tất cả đối thủ và quy tắc. Những âm mưu quỷ kế trong mắt bọn họ chỉ là trò trẻ con, tuyệt đối không thể gây tổn thương cho bọn họ. Bọn họ có thể chỉ cần duỗi một ngón tay cũng có thể đâm chết anh. Anh đã từng gặp mặt đối thủ như vậy chưa? Quân sư bình tĩnh hỏi, ánh mắt nhìn ra mặt biển tĩnh lặng ngoài khơi xa như không thấy bất kỳ cơn sóng nào. Có người lợi hại như vậy sao? Tần Lạc cười hỏi. Có, quân sư khẳng định. Cô đã từng gặp sao? Đã từng gặp. Cô cũng không phải là đối thủ của hắn sao? Không. Tôi cầu nguyện sẽ không bao giờ gặp người này. Tần Lạc uể oải nói. Trong mắt của hắn, sự cường đại của quân sư không ai bằng. Nhưng trong mắt quân sư còn có người hùng mạnh hơn mình. Nếu như vậy Tần Lạc hắn được xếp vào hạng mấy bây giờ? Một người trong số đó chính là Hoàng đế. Quân sư nói, phá vỡ ảo mộng tốt đẹp của Tần Lạc. Có lẽ trước kia không có quan hệ với nhau nhưng sau khi trải qua chuyện này, Tần Lạc sẽ trở thành tử thủ của Hoàng đế. Mặc dù Tần Lạc chỉ giết một mình Trúc Bản Vô Tâm nhưng Kim Đồng bị trọng thương,
quỷ ảnh phải chịu nhục và bá tước mất đi đôi mắt. Tất cả những tội này đều đổ lên đầu hắn. Ai bảo hắn dám làm người lãnh đạo trên danh nghĩa những người này? Tần Lạc cười gượng nói, chúng ta vừa mới chạy ra khỏi hoàn cảnh thập tử nhất sinh. Bây giờ tâm trạng mọi người đang rất tốt, cô có thể nói điều gì khiến mọi người cùng vui vẻ không? Đúng vậy, trước kia chưa từng có ai dám trêu chọc bát đại chiến tướng của hoàng đế. Lần này Kim Đồng trọng thương, dã thú chết, ngay cả bá tước, người phát ngôn của hoàng đế cũng mất hai mắt, chứng minh chúng ta đã giành được thắng lợi không tưởng. Quân sư cười nói, thắng lợi của các vị chỉ là một sớm một chiều mà thôi. Theo như tôi thấy nếu như kết quả cuối cùng là hoàng đế giết chết chúng ta vậy ông ta chính là người thắng lợi duy nhất. Sự khác nhau chỉ là chết sớm hay chết muộn mà thôi. Được, tôi công nhận, cô lại khiến chúng ta rơi vào tình trạng căng thẳng. Tần Lạc nói, đây là điều tôi phải nhắc nhở các người. Quân sư nói, tâm trạng các vị quá sung sướng. Đây chính là điều tôi muốn nhìn thấy nhưng nếu như chúng ta buông lỏng cảnh giác, điều này sẽ cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta vẫn đang trên đường bỏ trốn. Chặng dừng chân tiếp theo của chúng ta chính là Singapore sau đó mới từ đó đi đường vòng quay về Trung Quốc. Trên đường bất kỳ lúc nào chúng ta cũng gặp nguy hiểm. Mặc dù đã trở lại Trung Quốc, chúng ta cũng tuyệt đối không ở vào tình trạng tuyệt đối an toàn. Đặc biệt là Tần Lạc, bất kỳ lúc nào anh cũng bại lộ thân phận trước đám đông. Nếu như Hoàng đế ra tay với anh vào lúc đó, anh sẽ ngăn cản như nào? Sư phụ nói tôi chính là đệ nhất phòng thủ trong thiên hạ. Tần Lạc yếu ớt nói. Hắn chỉ có thể nghĩ ra duy nhất câu trả lời này mà thôi. Đó là bởi vì anh vẫn chưa gặp mặt hoàng đế, quân sư nói. Ôi, Tần Lạc thở dài nói, thời gian này tôi luôn nghe nói tới cái tên hoàng đế này. Khi nằm mơ tôi cũng mơ thấy hoàng đế, tôi mơ thấy bản thân mình đi tới một cung điện huy hoàng lộng lẫy. Hai bên cung điện có rất nhiều văn thần võ tướng đang đứng. Một người đang ngồi trên long ỷ ở chính giữa cung điện. Người đó hỏi tôi sao nhìn thấy ông ta mà không quỳ. Tôi nói tôi có thể quỳ lạy trời đất, quỳ lạy cha mẹ. Ông và tôi không có quan hệ gì vì sao lại bắt tôi phải quỳ. Sau đó người bên cạnh ông ta tức giận hô to bắt tôi quỳ xuống. Tôi luống cuống, sau đó thì tỉnh dậy. Tần Lạc quay nhìn quân sư hỏi, cô có thể giải giấc mộng này không? Không đâu, quân sư trả lời. Tôi còn tưởng cô là người toàn năng. Mỗi khi Tần Lạc ở cùng một chỗ với phụ nữ, nhất là với phụ nữ Trung Quốc, Giê-xu đều cảm thấy bản thân mình như một người thừa thãi. Vì vậy Giê-xu biết điều nói, đã tới giờ hẹn của tôi. Hai vị hãy tận hưởng khoảng thời gian tốt đẹp và phong cảnh nơi này. Tới khi bóng dáng Giê-xu biến mất khỏi bong thuyền, Tần Lạc nhìn sắc mặt tái nhợt của quân sư, quan tâm hỏi, tại sao không nghỉ ngơi nhiều một chút? Không có gì đáng ngại, quân sư nói. Dù sao đi nữa ở trên biển cũng không xảy ra chuyện gì. Trước tiên hãy cẩn thận nghỉ ngơi, điều dưỡng. Xương khớp của cô bị thương khá nặng, nội tạng cũng chảy máu. Tần Lạc khuyên nhủ, nếu như hoàng đế có thể phán đoán ra con đường đào tẩu của chúng ta nói không chừng khi tới Singapore sẽ lại có một trận ác chiến nữa. Không đâu, quân sư nói. Tại sao lại không? Hoàng đế sẽ không làm như vậy. Không phải vậy thì cô có ý gì? Khi ông ta không thể xác định chính xác con đường của chúng ta, ông ta tuyệt đối sẽ không tự mình đuổi theo. Quân sư nói, ông ta rất kiêu ngạo, cũng cực kỳ tự tin. Ông ta cho rằng có thể giết anh bất kỳ lúc nào vì vậy ông ta sẽ không nóng lòng ra tay. Như vậy quãng đường này của chúng ta an toàn, không cần lo lắng phải không? Tần Lạc cười hỏi. Quân sư lắc đầu nói, ngoại trừ bát đại chiến tướng hoàng đế, tôi nghĩ lúc này còn một người khác đang nhắm vào anh. Hả, Tần Lạc nhìn quân sư, tại sao cô lại nói như vậy? Cho dù hoàng đế có thực lực hùng mạnh. Ông ta tuyệt đối cũng không thể ảnh hưởng tới cơ cấu của chính phủ như FBI. Trong khi từ phản ứng của chính FBI có thể thấy bọn họ đang bị người khác thao túng. Hơn nữa trên đường chạy trốn này sẽ khôn ninh bị người của hoàng đế truy đuổi. Hoàng đế là một người cực kỳ kiêu ngạo chính vì vậy ông ta tuyệt đối sẽ không để lộ chuyện này. Mọi người đều biết hoàng đế còn một thói quen khác, ông ta tuyệt đối sẽ không ra tay với người nhà của đối thủ. Không ra tay với người nhà của đối thủ, Tần Lạc cười nhạt nói. Nếu như chúng không bắt giữ cô tôi ở nước Mỹ, tôi nào phải lặn lội đường xa đi cứu người như này. Đó là bởi vì các anh bắt giữ Ngọc Nữ, bọn họ muốn có lợi thế để trao đổi. Còn nữa bọn họ cũng muốn mượn cơ hội này để diệt trừ anh ở nước Mỹ. Quân sư nói, nhất định bọn họ không báo cáo chuyện này với Hoàng đế. Hoàng đế là người, không phải là thần nên không phải chuyện gì ông ta cũng biết. Tần Lạc chấp nhận lời giải thích này.
Lần này hắn tới Las Vegas không nhìn thấy hoàng đế, không hiểu hoàng đế đang ở nước Mỹ hay đang ở một nước khác. Từ những chuyện hắn nhìn thấy phân tích ra, người trực tiếp phụ trách việc này chính là bá tước. Nếu như một mình bá tước quyết định chuyện này, đương nhiên bá tước sẽ không báo cáo chuyện này với hoàng đế. Những người lãnh đạo tài năng đều thích ủy quyền cho người khác. Đương nhiên hoàng đế cũng không hy vọng thuộc hạ của mình phải báo cáo tất cả mọi chuyện với mình. Thế nhưng không hiểu xuất phát từ tính đố kỵ của người đàn ông hay hoàng đế chính là kẻ thù của hắn nên Tần Lạc thực sự không thích quân sư lập đi lập lại nhiều lần hai từ hoàng đế. Hơn nữa khi nói tới hoàng đế, quân sư không mắng ông ta dâm tiện, hạ lưu, bại hoại mà còn không tiếc lời ca ngợi ông ta. Hình như cô rất tôn sùng ông ta, Tần Lạc nói. Quân sư liếc nhìn Tần Lạc nói, tôn sùng là vì coi trọng. Hoàng đế thực sự là một đối thủ được coi trọng, nếu như ông ta cái gì cũng tồi tệ, nhất định không cần phải quan tâm tới ông ta. Tần Lạc gật đầu, hắn nhìn ngực quân sư nói, tôi cần giải thích với cô một chuyện. Quân sư cắt ngang lời Tần Lạc, không cần giải thích. Thì ra cô đã biết, Tần Lạc kinh ngạc nhìn quân sư, cô ấy hiểu rõ như vậy vì sao lúc đó không đánh một quyền vào mũi mình, báo hại chính mình phải lo lắng hồi lâu, không dám cởi quần áo của cô ấy. Sau này không được nhắc lại chuyện này, quân sư hung tợn nhìn chằm chằm vào Tần Lạc uy hiếp hắn, nếu không tôi sẽ chặt tay, chân anh nén xuống biển, hở. Chương 1092, ghét người chết và người yếu ớt. Khi đó sau khi quân sư thọc một đao vào cổ họng Trúc Bản Vô Tâm, ngay lập tức mang theo Tần Lạc, Tần Lam và Ly tới tụ họp với Giê-xu và Hồng Phu. Giê-xu đã chuẩn bị chu đáo tất cả mọi việc, ngay sau khi mấy người Tần Lạc lên thuyền. Lập tức du thuyền nhổ neo. Sau khi quân sư nhìn thấy mọi người được an toàn, cuối cùng cô không cần che giấu nữa, cổ họng cảm thấy ngọt ngọt ngay sau đó cô phun ra một bụng máu. Tần Lạc vội vàng dìu quân sư vào khoang thuyền sau đó hắn nhận ra quân sư đã ngất xỉu. Lúc này, là một thầy thuốc Tần Lạc phải làm gì? Cứu chữa. Chính vì vậy Tần Lạc đã thực hiện trách nhiệm của một thầy thuốc. Tần Lạc bắt mạch cho quân sư. Hắn nhận ra mạch đập của cô đập hỗn loạn không theo quy luật, lên xuống cực kỳ kịch liệt, giống như đang ngồi xe qua núi vậy. Hơn nữa Tần Lạc còn sờ ngực quân sư, đúng vậy, dùng tay sờ. Đương nhiên còn sờ cách một lớp quần áo. Tim quân sư cũng đập cực kỳ bất ổn, lúc nhanh lúc chậm, lúc đến thì nhanh, khí thế như rời non lấp biển, trái tim như muốn thoát ra khỏi lồng ngực vậy, lúc chậm thì khiến con người ta lo lắng như sợ tiếp theo không còn đập nữa vậy. Vì vậy sau khi Tần Lạc do dự mấy phút, hắn đã có một quyết định khó khăn nhất, hắn quyết định cởi áo quân sư. Nếu đổi lại là bất kỳ người phụ nữ nào khác, Tần Lạc nhất định sẽ không cảm thấy đau khổ cho dù người phụ nữ này là Phượng Tỷ. Thế nhưng nếu như người phụ nữ này là quân sư, Tần Lạc không thể không cực kỳ cẩn thận, chú ý. Trong con mắt Tần Lạc, việc cởi quần áo của quân sư còn nguy hiểm hơn nhiều so với việc cởi quần áo của Phượng Tỷ. Quyết định này thật sự rất khó khăn vì hắn đã từng có một kinh nghiệm rất thảm khốc. Lần đó quân sư bị trúng độc, hắn đi tới bắt mạch. Một quân sư vốn đang nằm hôn mê bất tỉnh đột nhiên bừng tỉnh đánh một đòn rất quyết liệt. Mũi Tần Lạc bị đánh dập, chảy rất nhiều máu. Bây giờ Tần Lạc muốn cởi quần áo quân sư, rất khó đảm bảo quân sư không một lần nữa nhỏm dậy đánh hắn. Thế nhưng không làm như vậy, Tần Lạc không thể điều trị tốt bước tiếp theo. Người thầy thuốc là người có trái tim của bậc cha mẹ. Làm cha mẹ sao có thể để con gái đau đớn mà thờ ơ không quan tâm. Vì vậy Tần Lạc đứng cách xa, cúi người xuống, cái mông vểnh lên, cẩn thận từng ly từng tí một cởi từng cúc áo chiếc áo trong màu đen của quân sư. Một cái, hai cái, ba cái. Cũng may quân sư nằm ngủ cực kỳ ngon, yên tĩnh, không có chuyện tấn công Tần Lạc. Tới khi toàn bộ cúc áo quân sư bị cởi hết, bên trong để lộ áo lót màu đen. Không thể không nói cô gái thật sự cực kỳ thú vị. Không những quần áo cả người màu đen mà quần áo lót bên trong cũng màu đen. Tất cả chỉ một màu đen đại diện cho sự gợi cảm và thần bí nhưng tôi thật sự cầu xin các người không nên mua loại dành cho bà già như này, thậm chí còn không thấy núm ở chỗ nào. Là một gã đàn ông cực kỳ chú trọng tới hình tượng cá nhân, người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, coi trọng phối hợp chỉnh thể toàn thân, Tần Lạc suýt chút nữa không nhịn được xé toạc áo nịt ngực của quân sư ném xuống biển. Nhưng khi nghĩ tới thực lực khủng khiếp của quân sư, Tần Lạc cực kỳ cố gắng đè nén cảm xúc này của mình. Thế nhưng dáng ngực quân sư rất đẹp giống như một quả táo to, tròn đầy. Nước da không trắng mà có màu lúa mì đã qua xử lý đặc biệt vậy. Quân sư là người phụ nữ hàng ngày luyện tập thân thể nên đương nhiên không thể trắng kiểu yếu ớt được.
Trong khi đó vòng yêu của cô thật sự tinh tế, mềm mại, yêu kiều nhưng hoàn toàn không có thịt thừa. Thế nhưng ở vị trí bên dưới ngực, ở vị trí chính giữa, chen rốn một chút có một vùng da đỏ ửng, có cả mảnh gỗ vụn đâm vào bên trong. Trước tiên Tần Lạc tẩy trừ hoàn toàn những mảnh gỗ vụn bám vào da thịt, sau đó hắn lại dùng thuốc để trừ độc rồi lại tiếp tục dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp huyệt đạo ở vùng bụng quân sư, làm vậy để giảm bớt cơn đau đớn và tiêu trừ bớt thương tổn trong thân thể quân sư. Với tình trạng thương thế này của quân sư, cô có thể nhanh chóng đứng dậy, không thể không nói có phần công lao rất lớn của anh chàng Tần Lạc. Cho tới tận công đoạn cuối cùng quân sư vẫn ngủ say không tỉnh lại. Tần Lạc vốn tưởng quân sư căn bản không biết chuyện này, không ngờ quân sư hiểu hết tất cả mọi chuyện. Đôi mắt quân sư trong sáng mà lạnh lùng, nhìn không chớp mắt, chằm chằm vào mặt Tần Lạc. Đôi mắt Tần Lạc như người vô tội, chớp chớp mắt nhìn quân sư. Không được nói, đặc biệt càng không được nói với Ly. Một lần nữa quân sư căn dặn. Được rồi, Tần Lạc gật đầu đồng ý. Chỉ cần trong lòng cô nhớ kỹ tôi đã cứu cô một lần là được. Ly cứu anh nhiều như vậy, anh cũng nhớ sao? Nhớ rồi, Tần Lạc quả quyết. Quân sư muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Quân sư lấy hộp thuốc lá từ trong hộp ra, cẩn thận cọ sát những hoa văn trên nắp hộp. Cho tôi một điếu thuốc, Tần Lạc nói, không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà đột nhiên Tần Lạc muốn hút thuốc. Mặc dù Tần Lạc bị ảnh hưởng bởi ông mình, hắn luôn tránh xa mấy thứ thuốc, rượu này nhưng lần này hắn thật sự muốn thử một cái gì đó mới, ngay chính Tần Lạc cũng không hiểu tâm trạng lúc này của mình. Không cho, quân sư từ chối. Hẹp hòi. Quân sư không quan tâm tới Tần Lạc, cô móc một điếu thuốc từ trong hộp, gắn lên miệng nhưng chần chừ không chịu châm lửa. Đây là một người chết. Trên bụng người này còn đọng lại vết máu nhưng vết thương chí mạng nằm trên cổ. Một đao này không sâu nhưng đủ cắt đứt yết hầu của người này. Một đao này rất nhanh, vết cắt chỉnh tề, không vướng víu vào chỗ nào. Một người đàn ông mặc bộ vest màu trắng, dùng khăn tay che mũi, sau khi nhìn một lát ông ta buồn bực nói, đem chôn đi. Nói xong người này quay người. Ta rất chán ghét người chết, người đàn ông vừa đi vừa nói. Hơn nữa ông ta còn móc trong túi một bình nước hoa nhỏ, xịt lên người mình giống như khi trước ông ta đứng từ xa quan sát đã nhiễm mùi vị ôi thối của tử thi vậy. Mấy người đi sau ông ta cúi đầu, im lặng, không một tiếng động. Nếu như trong thế giới ngầm có người nhìn thấy từng người một trong đám tùy tùng, nhất định bọn họ sẽ cực kỳ kinh hãi. Bá tước hai mắt bị băng kín, kim đồng ngực quấn băng kín mít, còn cả quỷ ảnh với sắc mặt nghiêm trọng. Bất kỳ người nào trong số những người này đi ra bên ngoài cũng có thể gây nên một màn mưa gió máu tanh. Thế nhưng những người này đi theo người đàn ông trang phục trắng không dám ngẩng đầu, thậm chí còn không dám thở mạnh. Người đàn ông bước đi rất nhanh hơn nữa, tay trái tay phải của ông ta còn vung vẩy trông giống như một con ngỗng trắng hình người vậy. Thế nhưng không một ai dám nói ra suy nghĩ của mình. Người đàn ông dừng lại trước một căn phòng trắng sạch sẽ gần như không có bụi. Ngay khi ông ta ngồi xuống ghế, lập tức có một người làm mang lên thay cho ông ta một đôi giày da màu trắng. Sau khi người đàn ông cầm chén nước uống một ngụm, nhìn hai mắt bá tước hỏi, bá tước, ngươi có sao không? Tạm thời không chết, bá tước trầm giọng nói, nhiệm vụ thất bại xin điện hạ trừng phạt. Vậy ngươi nói xem cần trừng phạt thế nào? Người đàn ông cầm chén nước nhìn bá tước cười ha hả hỏi. Bá tước không dám nói nữa. Bá tước biết nếu như chính bản thân mình dám nói ra lấy cái chết để tạ tội, người đàn ông này sẽ không do dự vặn gãy cổ mình. Bản thân là một quý tộc, bá tước biết một nô bộc không đáng một đồng xu trong mắt chủ nhân. Dã thú ô danh chết trận, hai mắt bá tước mù, vết thương của Kim Đồng có nghiêm trọng không? Kim Đồng quỳ một gối, không nói câu nào, y biết không nói chính là câu trả lời tốt nhất. Trong bụng ngọc nữ vẫn còn hai con rắn độc hả? Người đàn ông không quan tâm tới Kim Đồng đang quỳ trên nền nhà, rồi dường như nhớ ra chuyện gì đó ông ta lên tiếng hỏi tiếp, tại sao không dẫn ngọc nữ tới? Ta còn muốn xem hình dáng hai con rắn trong bụng như thế nào nữa cơ mà. Nuôi rắn trong bụng là một chuyện kỳ lạ nhất. Phòng thí nghiệm đang khẩn trương cứu chữa. Quỷ ảnh bình tĩnh nói. Quỷ ảnh, người đàn ông nhìn quỷ ảnh hỏi, hắn rất mạnh sao? Quỷ ảnh không trả lời được vấn đề này. Nói Tần Lạc rất mạnh nhưng năng lực chiến đấu của hắn rất kém cỏi. Nói hắn không mạnh, nhưng mà người thất bại có tư cách nói đối thủ như vậy sao? Hắn không đủ mạnh mà chỉ vì các ngươi quá yếu. Người đàn ông cười nói. Cuối cùng quỷ ảnh không đứng nữa, y cũng quỳ xuống trước mặt người đàn ông. Ta rất ghét người chết và người yếu ớt. Người đàn ông nói.
Tôi có tội, ba người đồng thanh lên tiếng. Tạm thời không giết các ngươi. Người đàn ông nói, khi phản công Trung Quốc, các người chính là vật thế thân. Tạ ơn điện hạ, ba người đồng thanh nói cảm ơn. Đi đi, người đàn ông xua tay nói. Ba người cung kính đứng dậy, sau đó cẩn thận quay người bước đi. Chờ một chút, người đàn ông nói to. Thân thể ba người cứng đơ, cùng quay người lại. Tóc của ai vậy? Người đàn ông chỉ vào một sợi tóc trên chiếc thảm màu đỏ hỏi. Đây là sợi tóc dài chỉ như ngón tay cái. Nếu không phải người có án lực hơn người thì ta 65 tê sự không thể nào phát hiện ra. Là của tôi, Kim Đồng nói. Hãy mang đi, người đàn ông nói, đừng làm ô uế thảm của ta. Kim Đồng vội vàng quỳ xuống nhặt sợi tóc lên, sau đó y còn cẩn thận tìm tòi một lát xem còn sợi tóc nào sót lại hay không rồi mới đứng dậy, đi như chạy trốn khỏi căn phòng màu trắng khiến người ta thật sự phát lạnh. Chương 1093, em yêu anh, rõ ràng. Anh yêu em, né tránh. Bộ trưởng Thái, đã mang thêm phiền phức tới cho ông rồi. Tần Lạc áy náy nói. Người thân an toàn là tốt rồi. Thái công dân ân cần nói. Cậu xử lý sự việc của Tiền Hoành Lượng rất tốt, cứu vãn vinh dự của Trung Y và hình tượng đất nước. Cậu là một người đội trưởng cực kỳ đủ tư cách, hãy nhanh chóng đưa người nhà của mình quay về, cậu không cần lo lắng tới chuyện đoàn đại biểu nữa, chỉ còn một ngày nữa thôi, tôi sẽ cho Cố Bách Hiền phụ trách công việc chung của đoàn. Chu Cường sẽ trợ giúp thêm vào, nhất định sẽ không làm hỏng việc. Cảm ơn Thái Bộ trưởng, Tần Lạc xúc động nói. Ôi lại làm khó cậu rồi, Thái công dân thở dài nói. Có câu tôi đã nói nhiều lần, bây giờ tôi một lần nữa nói với cậu, những chuyện cậu làm, đất nước sẽ nhớ rất kỹ, người đời sau cũng sẽ nhớ rất kỹ. Thái công dân cũng có con đường tin tức riêng của mình, biết rằng lần tao ngộ này rất có thể sẽ rơi vào vòng trả thù của các thế lực quốc tế. Khi nghĩ tới một người trẻ tuổi không vì tiền bạc, không vì quyền lực, một lòng vì sự nghiệp chấn hưng Trung Y mà cố gắng phấn đấu nhưng lại luôn bị một người cản trở. Mưu hại, trong lòng Thái công dân cực kỳ áy náy với Tần Lạc và cực kỳ thù địch đối với những kẻ đó. Nếu như Tần Lạc yêu thích quyền lực, ông sẽ cho hắn quyền lực. Nếu như Tần Lạc thích tiền, ông cũng có thể cho hắn tiền. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Tần Lạc không thích bất kỳ cái gì nên Thái công dân chỉ biết day dứt và kính trọng hắn. Sau khi ngắt điện thoại, Tần Lam ngồi đối diện Tần Lạc hỏi, đã giải quyết ổn thỏa công việc chưa? Xử lý xong tất cả rồi. Tần Lạc cười nói, Tần Lam chỉ bị chút chấn động tinh thần nhưng ngược lại không gánh chịu thương tổn thân thể. Khi thấy sắc mặt, tinh thần Tần Lam dần khôi phục lại, tâm trạng Tần Lạc cực kỳ vui vẻ. Sở dĩ Tần Lạc đảm nhiệm chức vụ đội trưởng đoàn đại biểu chủ yếu là cung cấp cho hắn một thân phận danh chính ngôn thuận. Nói cách khác, một khi Tần Lạc lặng lẽ tới nước Mỹ, những kẻ đó sẽ yên lặng xử lý Tần Lạc mà không lo ngại gây nên cơn chấn động nào đó. Thế nhưng nhiệm vụ chủ yếu khi tới nước Mỹ của mình là cứu cô của mình, chính vì vậy sau khi cứu thoát Tần Lam khỏi tay bá tước, ngay trong đêm mấy người Tần Lạc liền bỏ trốn, thậm chí còn không dùng danh nghĩa đội trưởng liên lạc với những thành viên khác trong đoàn. Tần Lạc là người đàn ông làm việc tới nơi tới chốn, chính vì vậy sau khi dàn xếp mọi việc xong xuôi, hắn gọi điện giải thích tất cả mọi việc với Thái công dân. Thái công dân đã sớm biết chuyện của Tần Lạc, đương nhiên ông tỏ vẻ hiểu chuyện này. Ôi, Tần Lam thở dài nói. Cháu không nên sang bên này. Tần Lạc cầm bàn tay mềm tái nhợt của Tần Lam nói, cô đã nói câu này không dưới 100 lần. Cô chỉ nghĩ cho cháu thôi. Tần Lam nói, nếu như có chuyện gì xảy ra với cháu, cô sẽ giải thích với ông bà như thế nào đây? Cô sẽ ăn nói với bố mẹ cháu như nào đây? Cô tình nguyện nhận cái chết chứ không hy vọng cháu mạo hiểm vì cô. Cô, chúng ta là người một nhà. Nếu như có chuyện gì xảy ra với cô, cháu không thể giả vờ không biết. Không quan tâm. Nếu có chuyện gì xảy ra với cô, cháu ăn nói thế nào với ông bà? Ăn nói với cha mẹ cháu. Cháu còn xứng là người đàn ông Tần gia chúng ta không? Ừ, hai mắt Tần Lam đỏ hoe. Tần Lam nắm chặt tay Tần Lạc, cười nói, tiểu Lạc Lạc đã trưởng thành rồi, có thể gánh chịu trách nhiệm bảo vệ người nhà. Đúng như lời quân sư nói, hoàng đế không phái người uy đuổi hay chính bản thân ông ta cũng không tự mình đuổi theo. Đối với hoàng đế mà nói, Tần Lạc coi như một người đã chết. Còn về chuyện chết lúc nào thì còn phải xem tâm trạng và thời gian sắp đặt của hoàng đế. Thế nhưng suốt dọc đường quay về, mấy người Tần Lạc thực sự không dám buông lỏng cảnh giác, bất kỳ thời khắc nào cũng tập trung cảnh giác cao độ. Vào thời khắc sát thủ chưa tới, hay nói một cách chính xác là trong hoàn cảnh chưa có an toàn tuyệt đối, sự nguy hiểm bất kỳ lúc nào cũng giáng xuống đầu.
Điều may mắn là trên đường đi quân sư và Ly hồi phục rất nhanh chóng. Phần lớn thời gian hai người ở trong khoang thuyền nói chuyện với nhau, chỉ thỉnh thoảng mới lên trên bong nói chuyện với mọi người. Trong tình hình này cho dù hoàng đế có phái người tới, bọn họ cũng đủ sức đánh một trận. Tần Lạc biết quân sư tới nước Mỹ thực thi nhiệm vụ, vì việc của hắn mà ảnh hưởng tới nhiệm vụ của quân sư. Hắn thật sự không biết quân sư có hoàn thành nhiệm vụ của mình hay chưa, nhưng trong chuyện này hắn hoàn toàn không có tư cách để hỏi han. Từ Hong Kong đi vòng qua Thâm Quyến, từ Thâm Quyến lại chỉ cách Dương Thành 2 tiếng đồng hồ đi xe buýt. Tần Lam muốn về thăm nhà, Tần Lạc cũng muốn về nhà gặp ông bà mình. Từ sau khi ông hắn bị thương ở chân về nhà tĩnh dưỡng, Tần Lạc không quay về nhà lần nào. Quân sư và Ly phải quay về Yến Kinh, vì vậy mọi người chia tay nhau ở Thâm Quyến. Cảm ơn, Tần Lạc đi tới trước mặt quân sư, nghiêm nghị nói. Tôi nợ anh một lần, đây là trả nợ, quân sư thản nhiên nói. Lần sau tôi gặp nguy hiểm cô còn phải tới cứu tôi. Tần Lạc mặt dày, vô sỉ nói, cô lại nợ tôi một lần. Tôi vì cứu anh mới bị thương, quân sư có cảm giác chỉ muốn nổi giận, gã này quả thực thật vô sỉ. Đúng vậy. Nhưng cô cứu tôi chính là vì muốn trả khoản nợ tôi cứu cô. Cô cứu tôi sau đó tôi lại cứu cô nên cô vẫn nợ tôi một lần. Tần Lạc đi tới trước mặt Ly, không nói không rằng chỉ ôm Ly ép vào ngực mình. Thân thể Ly cứng đơ, hai tay bắt chéo trước ngực hình thành phòng tuyến bảo vệ. Ôm tôi, Tần Lạc bá đạo nói. Không. Vì vậy Tần Lạc trừng phạt sự không nghe lời của Ly, hung hăng hôn lên má nàng một cái. Ai bảo Ly lại đáng yêu nhường này. Tới khi bóng dáng Tần Lạc xa dần, Ly vẫn ngu ngơ đứng tại chỗ, bất động. Cần phải đi đăng ký. Quân sư đi tới khẽ nhắc nhở Ly. Ừ, Ly khẽ trả lời. Đi thôi, quân sư kéo tay Ly đi tới bên tiến hành thủ tục đăng ký, lòng thầm thở dài. Em yêu anh, biểu hiện rõ ràng. Anh yêu em, né tránh. Quân sư biết Ly có tình cảm với Tần Lạc, biết từ rất lâu trước kia nhưng tới tận bây giờ cô vẫn không thể hiểu được tình cảm của Tần Lạc với Ly. Đúng là con bé ngốc, quân sư nhìn Ly trong tình trạng vô tri vô giác, hoàn toàn không biết phải làm gì mà đau lòng. Đáng lẽ phải để hoàng đế giết chết anh ta mới đúng. Tai họa. Ngoại trừ Cam Vân được Vương Cửu Cửu bí mật báo tin, những thành viên khác của Tần gia hoàn toàn không biết Tần Lam mới gặp đại nạn sinh tử ở nước Mỹ xa xôi. Khi nhìn thấy hai người về cùng nhau, ban đầu là sự kinh ngạc, rồi thay đó là niềm vui vẻ. Sau khi Tần Lam ly hôn, một mình lưu lạc ở nước người khiến người Tần gia rất lo lắng. Trong khi đó Tần Lạc lại là cháu trai duy nhất của Tần gia, giống như báu vật của gia đình. Bà Tần Lạc và Cam Vân càng cưng chiều Tần Lạc thể hiện rõ ra mặt, suýt xoa hỏi thăm, hai người chỉ hận không thể cầm tay Tần Lạc mãi không buông. Sau khi người trong nhà ăn một bữa cơm đoàn viên, Tần Lạc bị Cam Vân liếc mắt ra hiệu đi lên phòng. Mẹ, mẹ càng ngày càng trẻ ra, Tần Lạc nhìn gương mặt trắng mịn. Làn da căng mịn của Cam Vân mà lên tiếng khen ngợi. Lúc này Tần Lạc không có ý nịnh nọt bà mẹ của mình. Tần gia vốn là thế gia trung y, có phương thuốc dưỡng da, chú Nhan cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Hơn nữa hiện nay bệnh của Tần Lạc đã ổn định, bản thân không còn chịu áp lực khiến lúc này Cam Vân trông trẻ hơn mấy năm trước nhiều. Dù sao đi nữa trước kia bệnh của Tần Lạc chính là một thanh kiếm gác trên cổ mỗi người khiến bọn họ không dám thở mạnh. Ít ba hoa chích chòe đi, Cam Vân cố gắng nghiêm mặt. Trừng mắt nhìn Tần Lạc nói, lần này cho dù con không quay về, mẹ cũng chuẩn bị tới Yến Kinh tìm con hỏi cho rõ ràng. Mẹ hỏi con, rốt cuộc chuyện của Vương Cửu Cửu là thế nào? Xảy ra chuyện gì? Tần Lạc chỉ muốn quay người bỏ chạy. Tần Lạc biết mẹ mình muốn hỏi vấn đề gì. Đây chính là vấn đề khiến hắn đau đầu nhất. Người Tần gia có tư tưởng cực kỳ truyền thống, có quan niệm cực kỳ nhất quán, chỉ có hắn là người ngoại lai duy nhất. Nếu hắn để cho người nhà mình biết hắn có tới vài hồng nhan chi kỷ thì không phải tự mình tự rước lấy đại họa sao? Đứng lại, Cam Vân dù gì cũng là một viện trưởng, hơn nữa đây còn là bệnh viện tư nhân. Coi như bà cũng là một thương nhân khá thành công, chút thủ đoạn này của Tần Lạc sao có thể lừa nổi bà? Hôm nay con không giải thích rõ với mẹ, con đừng hòng ra khỏi căn phòng này. Mẹ, con và cô ấy là bạn bè, hiếm khi có cơ hội về nhà, con đi xem chân ông thế nào. Không nói rõ phải không? Cam Vân uy hiếp Tần Lạc, vậy con hãy xuống giải thích rõ với ông. Nói xong Cam Vân đi trước Tần Lạc, xuống dưới lầu. Đợi chút, Tần Lạc kéo tay Cam Vân, cười gượng nói, con giải thích thì được chứ gì? Cần gì phải nói với ông chuyện này khiến ông tức giận? Tần Lạc hiểu rất rõ tính tình Tần Tranh, nếu như ông biết chuyện này,
không chỉ đơn giản là tức giận, rất có khả năng sẽ dùng tới gia pháp. Vậy nói đi, Cam Vân cười trộm, đứng lại vẻ bắt buộc, bà là người biết rõ hơn thiệt, không muốn làm quá căng chuyện này. Có đạo lý nào nói người mẹ không ủng hộ con mình không? Đừng dùng lý do bạn bè ra lừa gạt mẹ. Lần trước con đã nói với mẹ, cô ấy là người phụ nữ của con. Mẹ biết điều này, Cam Vân nói, vấn đề là con đã có Hoán Khê. Bây giờ lại có Cửu Cửu, con định làm thế nào? Chương 1094, có mấy người phụ nữ? Tần Lạc kéo tay Cam Vân ngồi xuống ghế, hắn cũng kéo một cái ghế tựa, ngồi đối diện với bà và hỏi, mẹ và Cửu Cửu đã nói chuyện gì vậy? Cô ấy không nói chuyện gì, chỉ nói nhà chúng ta gặp nguy hiểm khiến mẹ phải hủy bỏ hội nghị ở lại Dương Thành. Cam Vân bùi ngùi nói, đúng là một cô gái tốt. Theo như mẹ thấy, Cửu Cửu toàn tâm toàn ý vì con. Khi nhà chúng ta gặp chuyện không may, lập tức chạy tới tìm mẹ. Ban đầu mẹ còn hiểu lầm cô ấy, nghĩ cô ấy tới tìm mẹ để tranh giành, sau đó mẹ nhận ra mẹ đã đánh giá thấp cô ấy. Mẹ có biết thân thế của Cửu Cửu không? Tần Lạc hỏi. Hắn đã chuẩn bị tinh thần kể lại từ đầu tới đuôi mối quan hệ tình cảm của mình và Vương Cửu Cửu cho Cam Vân nghe. Ít nhất hắn muốn lôi kéo một đồng minh đầu tiên ở trong nhà, nếu không khi toàn bộ chuyện này bị bộc lộ, có trời mới biết sẽ gây ra cơn cuồng phong như nào nữa đây. Cô ấy nói đã từng là học sinh của con nhưng hoàn toàn không nói về gia đình của cô ấy. Cam Vân nói, Cửu Cửu là học sinh của con, học trung y của con. Chỉ vì con mà Cửu Cửu mới bỏ học, xuống phía Nam nhập ngũ. Tần Lạc bình tĩnh nói nhưng trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác bồng bềnh, ấm áp. Tần Lạc nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên khi hắn gặp Vương Cửu Cửu, nhớ tới chuyện hàng ngày sau tiết học, Cửu Cửu đuổi theo mang cho hắn một chén trà nóng, nhớ tới sự kinh ngạc của Cửu Cửu khi nhìn thấy Vân Điền, nhớ tới cảnh ẩn nấp sau tảng đá lớn của hai người sau khi giết chết con gấu chó, nương tựa vào nhau, nhớ tới cảnh Cửu Cửu trông giống như cô thôn nữ nhỏ bé cười khúc khích đứng ở dưới ruộng nước, nhớ tới cảnh Cửu Cửu vì chạy trốn mà ngã xuống ruộng nước. Từng sự việc một, mỗi một sự kiện đều như mật ngọt trong trí nhớ khiến con người ta cảm thấy cực kỳ ngọt ngào tới tận từng khớp xương. Nhà cô ấy ở Yến Kinh, sinh ra trong một gia đình quân nhân rất hiển hách. Một gia đình quân nhân rất hiển hách, Cam Vân ngạc nhiên hỏi lại. Tần Lạc thì thào một cái tên sau đó nói tiếp, đó là ông cô ấy. Còn nói một cái tên nữa, đó là chú của cô ấy. Trời, Cam Vân há hốc mồm kinh ngạc, bà thường xuyên nghe tin tức về hai người này trên TV. Đặc biệt là ông của Vương Cửu Cửu, một đại nhân vật cao thâm khó lường. Chỉ cập dậm chân một cái cũng đủ khiến quốc gia xảy ra một cơn động đất. Sau này con mới biết, Tần Lạc nói. Mẹ cũng nghĩ như vậy. Cuối cùng Cam Vân cũng bình tĩnh trở lại trước thân thế khủng khiếp của Vương Cửu Cửu. Bà nói, nếu không con nào dám lừa gạt con gái nhà người ta, đúng không? Con không sợ người ta kéo ra ngoài xử bắn hả? Mẹ, Tần Lạc buồn bực kêu lên. Hắn thật sự rất muốn bắt chước Vương Cửu Cửu gào lên một câu, mẹ có phải mẹ ruột của con không? Cái gì vậy, chẳng lẽ mẹ nói không đúng sao? Cam Vân tức giận nói, Tần Lạc à, không phải mẹ nói con. Nếu như mấy người tôn nhân Diệu làm như vậy, mẹ không lo lắng thế nhưng theo như mẹ thấy, con có tình cảm với cô ấy. Cửu Cửu với con lại càng, nếu không có tình cảm đã không vội vàng chạy tới bảo vệ chúng ta. Đây là tình cảm thật sự của hai người hả? Khi đó con sẽ ăn nói thế nào với người trong nhà? Khi ông Cửu Cửu nghe nói chuyện này, còn không biết sẽ đối xử với con thế nào đây? Mẹ, người nhà cô ấy cũng biết, hôm nay Tần Lạc liên tục đóng vai người con không biết sợ là gì. Cái gì, Cam Vân trợn tròn mắt, tại sao người nhà cô ấy cũng biết, biết mà không ngăn cản hai người hả? Con gái người ta xinh đẹp, gia thế hoàn hảo, còn không tìm được đàn ông sao? Dựa vào cái gì mà con nghĩ rằng người ta phải lẳng nhẵng bám theo con hả? Con không cần nhìn mẹ với gương mặt oan ức như vậy. Con cho rằng con rất xuất sắc sao? Toàn bộ thế giới này không có người đàn ông xuất sắc hơn con hả? Cam Vân bắt đầu trách mắng Tần Lạc. Nếu như không có Hoán Khê, quả thật Cửu Cửu chính là người vợ tốt nhất cho con. Mặc dù Cửu Cửu xuất thân con nhà thế gia nhưng cách cư xử phóng khoáng tự nhiên khiến người khác rất thoải mái. Thế nhưng trước đó con đã có Hoán Khê. Con và Hoán Khê không xảy ra chuyện gì đó chứ? Không, Tần Lạc lắc đầu nói. Tình cảm của chúng con rất tốt, mẹ nghĩ cái gì vậy? Đây là một vấn đề. Cam Vân nói, con đã có Hoán Khê, tại sao con lại còn muốn dính vào Cửu Cửu? Tần Lạc, mẹ cảnh cáo con, nhà chúng ta không có người đàn ông vô trách nhiệm. Nếu nhân dám làm chuyện bội bạc tình cảm, chúng ta sẽ không tha cho con. Hơn nữa Hoán Khê nào có kém cỏi,
dù tính tình hơi lãnh đạm nhưng vô cùng nhiệt tình với người nhà chúng ta. Khi người ta ở nhà chúng ta, không phải xảy ra chuyện bắt cóc sao? Bối bối chỉ là con gái của cô con, có quan hệ gì với Hoán Khê? Thế mà Hoán Khê nuôi dưỡng như con gái của mình vậy. Ông của con bị thương, không phải tất cả đều do Hoán Khê phục vụ sao? Ngay cả ông con chưa bao giờ biết khen người khác nhưng sau khi quay về rất nhiều lần khen ngợi Hoán Khê. Nếu để ông biết con phụ lòng Hoán Khê, ông không vác gậy đánh con mới là lạ. Mẹ, mẹ đừng kích động. Tần Lạc nhìn thấy tâm trạng Cam Vân càng lúc càng kích động, hình như đứa con trai đang ngồi trước mặt bà chính là Tần Thế Mỹ phụ tình bạc nghĩa lưu danh thiên cổ vậy. Tần Lạc vội vàng lên tiếng khuyên nhủ, con vẫn chưa nói hết mà. Con nói đi, hôm nay con không giải thích rõ ràng, mẹ sẽ không để cho con yên. Cam Vân nói, mẹ, con đã nói rồi mà, chuyện của con và Cửu Cửu, người nhà Cửu Cửu đều biết. Quả thật trước đó bọn họ đều phản đối nhưng dường như Cửu Cửu rất kiên quyết. Mẹ chỉ biết Cửu Cửu kiên trì với không với tính tình nhát gan của con, chỉ sợ đã sớm sợ hãi bỏ của chạy lấy người rồi. Giống hệt tính cha mình. Thật sự Tần Lạc rơi vào cảnh dở khóc dở cười, hắn đành nói, mẹ, rốt cuộc mẹ muốn con thế nào bây giờ? Con kiên trì, mẹ mắng con là tình nghĩa bội bạc. Con không kiên trì, mẹ mắng con là yếu đuối, nhát gan. Hãy nói tiếp đi, Cam Vân cũng có cảm giác chính mình đang cố tình gây sự. Thế nhưng khi bà nghĩ tính tình của cha Tần Lạc năm xưa, bà chỉ biết tức giận nghiến răng. Cũng may năm đó chính mình là người chủ động, mặt dày theo đuổi chứ không thì không hiểu bây giờ hắn là có ai đây. Sau đó con phải tới gặp ông và người nhà Cửu Cửu. Tần Lạc nói tiếp, bố, mẹ Cửu Cửu rất ủng hộ bọn con. Ủng hộ con gái mình làm vợ bé người ta hả? Cam Vân cười chế giễu, con là tiểu bạch kiểm hả? Tần Lạc nhận ra rằng khi nói tới tình cảm nam nữ, tất cả phụ nữ đều như nhau. Lúc này hắn có cảm giác người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình không phải là mẹ đẻ mà là mẹ kế. Dù gì đi nữa chuyện đúng là như vậy, thế nhưng bọn họ có một yêu cầu với Cửu Cửu. Tần Lạc nói tiếp, Cửu Cửu phải tham gia chính trị. Mẹ biết đó nếu như Cửu Cửu tham gia chính trị, chuyện kết hôn hay không không quan trọng nữa. Cửu Cửu đồng ý thân phận này sao? Đây là đề nghị do chính cô ấy nói ra, cũng là kết quả cô ấy thương lượng với người nhà của mình. Tần Lạc buồn rầu nói, với tình cảm của hắn và Cửu Cửu, hắn quả thật là kẻ yếu đuối, không xứng, bị động tiếp nhận tình yêu của Cửu Cửu. Mỗi khi nàng nỗ lực phấn đấu quên mình, bản thân hắn không nói được câu động viên mà ngược lại còn đẩy nàng rời xa mình. Đứng ở lập trường của hắn, đó là tốt cho nàng. Nhưng đứng ở lập trường của Cửu Cửu, hắn có tàn nhẫn quá không? Sao mà tàn nhẫn đây? Cam Vân trầm ngâm. Một lúc lâu Cam Vân nói, hai mắt đỏ đỏ. Khi mẹ mới gặp qua Cửu Cửu, mẹ cứ nghĩ mình đã hiểu rõ con bé này, không ngờ còn tệ như này. Con bé đó đã làm như vậy, còn con, Tần Lạc. Con không phải là một đứa trẻ, con là người đàn ông. Cho dù một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng xu thế cuối cùng vẫn phải dựa vào một người đàn ông nếu không vẫn không phải là người phụ nữ hoàn chỉnh. Cửu Cửu đã làm nhiều việc như vậy, con đã làm được gì cho nó? Tần Lạc ngẩng đầu nhìn Cam Vân nói, hạnh phúc. Hạnh phúc nào? Con bé đó hy sinh nhiều như vậy, nó không thể đối mặt với cha mẹ, người nhà của mình sau này cũng không thể đối mặt với con đẻ của chính mình. Hạnh phúc của nó ở chỗ nào? Tần Lạc không thể trả lời câu hỏi này mà hắn cũng không biết cách trả lời. Hắn không keo kiệt, có thể cho nàng mọi thứ nhưng đây có phải là điều mong muốn thực sự của nàng không? Tần Lạc hắn cứ nghĩ rằng chỉ cần hắn làm cho Cửu Cửu vui cười đó chính là hạnh phúc thế nhưng vẫn còn có những góc độ hắn vẫn chưa tính tới sao? Tại sao không thể có mình làm bạn vào những buổi tối? Không trả lời được sao? Cam Vân nhìn sắc mặt xanh mét của Tần Lạc, đau lòng hỏi. Bà biết bản thân mình nói vậy tuy tàn nhẫn, bà đau lòng vì chính con của mình thế nhưng người khác cũng sẽ đau lòng vì con của mình. Bà chỉ sợ con mình sẽ biến thành một kẻ phụ tình phụ nghĩa. Mẹ, câu hỏi này thật sự rất khó với con. Tần Lạc vuốt vuốt mặt, hắn không muốn mình có bộ mặt cứng đờ dọa người. Hắn cố gắng tươi cười mặc dù nụ cười này cực kỳ miễn cưỡng. Trước kia con vẫn muốn trốn tránh chuyện này. Con cứ nghĩ rằng chỉ cần như vậy là đủ, không cần phải quá suy nghĩ về những chuyện khác nữa. Hôm nay mẹ đã hỏi tới chuyện này, con cũng không muốn giấu giếm mẹ nữa. Hoán Khê là người phụ nữ của con, Cửu Cửu cũng vậy, con sẽ tuyệt đối không từ bỏ bất kỳ ai trong các cô ấy, lại càng không vì suy nghĩ chủ quan của người lớn mà chủ động rời bỏ. Nói như này có lẽ con chính là người không trách nhiệm nhưng con thật sự muốn ở cùng một chỗ với các cô ấy. Các cô ấy vui, con cũng vui,
các cô ấy buồn, con sẽ cố gắng làm các cô ấy vui vẻ. Con không biết tình yêu có thể chia làm mấy phần nhưng mỗi người sẽ nhận được toàn bộ tình yêu của con. Không có bất kỳ người nào quan trọng hơn các cô ấy. Có thể nói các cô ấy cực kỳ quan trọng với con. Con không biết hạnh phúc là cái gì nhưng chỉ cần con cho rằng điều đó có lợi cho các cô ấy, mang lại lợi ích cho các cô ấy, con sẽ cho các cô ấy toàn bộ. Khi nói những câu này, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, nghiêm chỉnh tới mức trông như cực kỳ thành kính. Cuộc đời này rất ngắn. Cả cuộc đời này của con cũng chỉ có mọi người, trung y và mấy người phụ nữ. Đời này con sống vì những điều này. Cho tới tận khi Tần Lạc đi ra ngoài, Cam Vân vẫn ngồi trầm tư tại chỗ. Mặc dù Cam Vân cảm thấy con mình nói rất ngang ngược, phạm vào luân thường đạo lý nhưng chính bà vẫn xúc động. Con trưởng thành rồi, Cam Vân lau nước mắt nói. Thế rồi đột nhiên Cam Vân trợn tròn mắt như thể bà nhớ tới điều gì đó. Mọi người, trung y và mấy người phụ nữ. Mấy người phụ nữ, mấy phụ nữ là ai? Chương 1095, nhớ muốn điên mất. Tần Lạc đi xuống lầu, hắn muốn nói chuyện với bà. Tần Lam đi tới, cười tủm tỉm hỏi, mẹ cháu và cháu nói chuyện gì vậy? Hai mẹ con lén lút chạy lên lầu nói chuyện gì mà hơn nửa tiếng đồng hồ. Khô ngó gì, đương nhiên Tần Lạc không đời nào nói với Tần Lam chủ để hai mẹ con nói với nhau, hơn nữa, ông bà cũng đang ngồi ở đây. Về phía bà thật sự không gì đáng ngại nhưng nếu như ông biết lý tưởng cuộc đời của cháu nội đích tôn của mình, chỉ sợ rằng ông sẽ nổi giận. Đương nhiên Tần Lam không tin nhưng không tiếp tục truy hỏi mà chỉ nói tiếp, hãy lại đây nói chuyện với bà đi. Bà mới hỏi cô hỏi cháu tới cừng nào thì kết hôn đó. Chuyện này cô sao mà biết được? Tần Lạc nghe mà cảm thấy nhức đầu. Hắn quả thật muốn xuống dưới lầu nói chuyện với bà như giờ bị Tần Lam hỏi câu này khiến hắn không dám đi lại gần chỗ bà mình. Tần Lạc đi tới trước mặt Tần Tranh, nói, ông, sức khỏe ông dạo này thế nào? Ừ, tốt hơn nhiều. Gương mặt Tần Tranh nghiêm nghị, trả lời cháu mình mà vẫn không chút thay đổi, trông giống như ông đang nói chuyện với một người lạ nhưng tất cả mọi người đều biết người trong phòng yêu thương Tần Lạc nhất chính là ông già bảo thủ, bản tính quật cường này. Để cháu xem chân của ông, Tần Lạc nói. Được, Tần Tranh nói đã ít, khi trả lời câu hỏi càng ngắn gọn hơn. Tần Lạc đẩy xe lăn của Tần Tranh vào trong phòng khám bệnh sau đó giơ tay bắt mạch cho ông. Tần Tranh nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn ra phó thân xác này cho cháu mình. Từ mạch đập mà nói thì có thể thấy sức khỏe của ông khôi phục khá tốt. Tần Lạc nói sau đó hắn gõ tay xuống đùi Tần Tranh hỏi, ông có cảm giác gì không? Không, Tần Tranh trả lời. Tần Lạc thay đổi phương pháp dò xét mới. Đầu ngón tay hắn tìm vị trí các huyệt đạo ở bắp chân, ấn xuống, hỏi, có cảm giác không? Tần Tranh nghiêm túc cảm thụ một lát rồi nói, như có gì đó đâm vào nhưng không mạnh lắm. Thật sao? Tần Lạc vui mừng hỏi. Trước khi ông hắn rời khỏi Yến Kinh, hắn đã thử châm cứu các huyệt ở chân của ông nhưng hai chân hoàn toàn không có phản ứng. Hắn không ngờ ông hắn chỉ quay về Dương Thành tĩnh dưỡng một thời gian mà đã xuất hiện cảm giác đau đớn. Cả thầy thuốc đều biết, không sợ người bệnh phản ứng mãnh liệt mà chỉ sợ người bệnh hoàn toàn không có phản ứng. Chỉ vì cho tới nay, sau nhiều năm hai chân Long Vương vẫn không có phản ứng nên Tần Lạc đành bó tay. Tần Tranh chỉ ngón tay vào mấy huyệt đạo, nói cho Tần Lạc biết huyệt đạo nào có cảm giác. Bản thân Tần Tranh là một thầy thuốc cực kỳ cao minh, đương nhiên ông biết bộ phận nào có phản ứng, cũng có thể nhận ra chính xác các huyệt đạo có phản ứng. Một khi như vậy thầy thuốc và người bệnh trao đổi về tình trạng bệnh tật. Sau khi ông quay về vẫn kiên trì châm cứu mặc dù hiệu quả không rõ nhưng vẫn có vẻ đang bình phục dần dần dù chậm. Có lẽ việc này có liên quan tới đạo gia nhị thập đoạn cẩm ngay lập tức Tần Tranh chia sẻ với cháu mình những gì mình đã hiểu. Đây chính là thói quen hình thành đã nhiều năm qua. Sự sống không dứt, hơi thở không ngừng mà có hơi thở chính là có sự sống. Ông không hiểu chúng đang vận hành như thế nào, cũng không biết chúng xuất hiện từ chỗ nào và kết thúc từ chỗ nào, vòng tuần hoàn như thế nào. Thế nhưng hình như trong cơ thể không gì có thể ngăn cản chúng hoạt động. Có một luồng sự sống này, hai chân ông nhất định sẽ còn đứng lên được. Để cháu thử châm xem sao. Tần Lạc bắt đầu cảm thấy ngứa tay. Hắn chạy đi lấy hộp ngân châm. Sau khi trừ độc ngân châm, Tần Lạc cẩn thận vén quần của ông lên. Ông hắn mặc bộ đường trang nên ống quần rộng thùng thình nên vén lên rất dễ dàng. Sau đó Tần Lạc ngưng thần bế khí, cây ngân châm trong tay hắn rung rung rồi nhanh chóng hướng tới vị trí huyệt đạo ngón tay hắn mới ấn vào. Thái ất thần châm ngũ châm cũng là cảnh giới cao nhất của dùng khí vận châm. Một khi ngân châm đâm vào da thịt,
nguyên khí trong cơ thể Tần Lạc bắt đầu chảy vào trong người Tần Tranh thông qua các huyệt đạo. Thông qua ngân châm, Tần Lạc vội vàng dẫn dắt khí di chuyển về phía trước, không để chúng di chuyển hỗn loạn khắp nơi. Khí di chuyển một đường thuận tiện, không gì ngăn cản. Căn bản là không gặp bất kỳ tắc nghẽn hay đứt gãy. Tình huống này tương tự với tình hình của Long Vương. Mỗi khi Tần Lạc dẫn dắt luồng khí di chuyển vào hai chân Long Vương gần như cũng không gặp trở ngại nào, nhưng không hiểu xảy ra chuyện gì đó mà chúng lại không thể kích thích kinh mạch một lần nữa hồi phục, khiến khí huyết tự phát vận hành trở lại. Thế nhưng điều khác biệt chính là cảm giác của Tần Lạc. Khí trong cơ thể của ông hắn hưởng ứng luồng khí của hắn xông vào mặc dù rất yếu ớt, đứt quãng hơn nữa khi tụ họp với luồng khí lớn, tràn đầy của Tần Lạc, chúng lập tức bị nuốt trọn, nhưng đây chính là mầm mống. Là ngọn lửa chúng, là niềm hy vọng Tần Tranh có thể đứng dậy. Sau khi di chuyển một vòng quay vị trí mấy huyệt đạo ở bắp chân, Tần Lạc chỉ huy luồng khí này chạy nước rút, đi gột rửa, đi tưới tắm, cũng như vẫy gọi. Vòng thứ nhất, trong cơ thể Tần Tranh xuất hiện lác đác những điểm khí nho nhỏ. Vòng thứ hai, hình thành một sợi tơ mặc dù còn yếu ớt nhưng cũng đã thành hình. Vòng thứ ba, sợi tơ nhỏ bé kia bắt đầu trở nên to, dài hơn. Hơn nữa sau khi tiếp xúc với luồng khí lớn của Tần Lạc đã không còn bị nuốt gọn mà tự hình thành hệ thống riêng, di chuyển sau luồng khí của Tần Lạc. Luồng khí của Tần Lạc như một con lươn đi trước dẫn đường, còn luồng khí nhỏ này như một con giun bám sát ngay ở sau. Vòng thứ tư, vòng thứ năm, dường như Tần Lạc không biết mệt mỏi, từng lần một dẫn chúng di chuyển, rất lây rồi mà không chịu rút ngân châm ra. Hai mắt Tần Tranh mở to, nhìn mặt và cổ Tần Lạc thấm đẫm mồ hôi hột, lòng thầm đau đớn. Tần Tranh muốn lên tiếng quát bảo Tần Lạc dừng lại, nhưng lời nói mới ra tới miệng đã lập tức trôi tuột vào trong. Đây là tâm ý của cháu mình, ông phải tiếp nhận. Hơn 10 vòng hay 20 mấy vòng gì đó, Tần Lạc cảm thấy luống khí trong cơ thể ông mình sinh ra càng lúc càng mạnh, đủ để tự mình di chuyển chống lại nguyên khí, Tần Lạc đột ngột rút châm ra. Phù! Tần Lạc nặng nề thở một tiếng. Ông cảm giác thế nào? Tần Lạc hỏi. Tần Tranh không nói, cũng không cử động. Sau khi cẩn thận cảm nhận thân thể mình, hai tay Tần Tranh vịn xe lăn, trông như ông muốn đứng dậy. Ông, Tần Lạc vội vàng bước tới đỡ ông. Không nên nóng vội, để cháu châm lại, dẫn nguyên khí di chuyển thêm mấy vòng, sau mấy ngày ông hẵng thử đứng dậy. Thử, không có gì đâu, Tần Tranh nói, sau đó hai chân ông mạnh mẽ đứng dậy. Lao sao? Tần Tranh đứng dậy từ trên xe lăn nhưng rồi ông nhanh chóng ngã ngửa người ra sau. Tần Lạc kịp thời đỡ ỏ sau lưng mới có thể ngăn không cho Tần Tranh ngã ngửa người. Thế như chỉ cần như vậy cũng khiến người ta cực kỳ vui mừng. Ông, chân của ông có thể dùng lực, Tần Lạc vui mừng nói. Người thầy thuốc có trái tim nhân từ, nếu như có thể chữa khỏi bệnh cho người thân của mình, điều này càng khiến người ta vui mừng hơn. Đúng vậy, Tần Tranh lau mồ hôi trán, sự vui vẻ hiếm có xuất hiện trên gương mặt ông. Hai chân có thể dùng lực rồi. Mấy ngày này cháu sẽ ở lại Dương Thành châm cứu thêm mấy lần nữa cho ông. Nếu như ông tiếp tục căn cứ theo phương pháp chăm sóc sức khỏe, tự châm cứu cho mình, chỉ 3 tháng là ông có thể tự đi lại được. Cũng hy vọng như vậy, Tần Tranh gật đầu nói. Cháu đi thông báo cho bà và cô, Tần Lạc vui mừng nói. Tần Tranh gật đầu, để Tần Lạc đi ra ngoài. Thằng nhóc này, Tần Tranh nhếch miệng cười, bàn tay vỗ vỗ vào bắp chân mình, ánh mắt nhìn theo bóng dáng Tần Lạc. Sự tự hào hiện rõ trong lời nói. Tần Lạc và Tần Lam cùng quay về. Đôi chân tê liệt của Tần lão gia có hy vọng hồi phục. Hôm nay cuộc sống của Tần gia thực sự tốt đẹp, nụ cười luôn hiện lên trên gương mặt của mỗi người. Toàn gia đình ngồi vây quanh nhau trong phòng khách, uống trà, nói chuyện, đột nhiên chuông điện thoại trong túi Tần Lạc vang lên. Một dãy số xa lạ hiện lên trên màn hình, Tần Lạc bấm nhận cuộc gọi và hỏi, xin hỏi là ai vậy? Là em. Một giọng con gái yêu kiều vang lên. Tần Lạc bình tĩnh đứng dậy, đi ra ngoài sân, cười hỏi, đang ở đâu vậy? Mở cổng chính, đi ra ngoài cửa, cô gái nói. Tần Lạc sửng sốt, sau đó hắn bước nhanh đi ra cổng. Trong khi Tần Lạc đang quan sát xung quanh, một chiếc Volkswagen Golf kiểu thông dụng tiến sát lại hắn. Trong ánh đèn xe, ngay lập tức Tần Lạc biết người cần gặp hắn là ai. Tần Lạc kéo cánh cửa xe mở ra. Một thân hình mềm mại lập tức ngã vào ngực hắn. Chặt, gần như muốn thít chặt, không cho Tần Lạc thở. Nhớ anh tới phát điên rồi, cô gái nói, đôi môi nóng bỏng chủ động ép tới. Chương 1096, bán thân không bán cơm. Thân thể cô gái rất mềm mại, đôi môi mềm,
thân thể nóng như lửa ép sát giống như sắp bốc lửa vậy. Khi nghe câu nói nỉ non vô thức của cô gái nhớ anh tới phát điên rồi, lòng Tần Lạc vừa ấm áp, vừa đau đớn. Hắn như điên cuồng ôm chặt thân thể cô gái như thể chỉ hận không thể khiến thân thể cô gái tiến vào trong người mình. Lúc này đây màn hôn lưỡi đúng quy cách cực kỳ dài. Bàn tay Tần Lạc lập tức theo bản năng công thành đoạt lụy, bắt đầu luồn lách từ cổ áo, lần mò một lát khiến hơi thở cô gái trở nên dồn dập nhưng không có ý định ngăn cản. Tần Lạc liếc mắt nhìn bốn xung quanh, lập tức hắn tỉnh lại. Đây chính là trước cổng nhà mình, nếu như để cho người nhà nhìn thấy mình và một người phụ nữ khác, không phải là Lâm Hoán Khê thân mật với nhau như này, hắn sẽ rất khó giải thích với bọn họ. Tần Lạc rút tay lại, cười nói, trước tiên lái xe đi đã. Ừ, có lẽ cô gái cũng hiểu được nơi này quá nhạy cảm. Chỉ vì không kiềm chế được cảm xúc mình nên bỏ qua chuyện cố kỵ lúc nìm thường, trả lời một tiếng rồi lập tức khởi động xe. Ngay khi Tần Lạc nhận điện thoại liền đi ra ngoài, đương nhiên điều này đã khiến người nhà hắn chú ý. Đương nhiên Tần Lão Gia và Lão Thái Thái không đứng dậy như Tần Lam và Cam Vân lại cùng nhau đi ra ngoài. Hai người Cam Vân đứng ở trước mái hiên nhô ra chứng kiến tình cảnh khó xử này ở ngoài cổng. Mặc dù còn cách một lớp kiếng nhưng dù vậy thì có thể che được cái gì. Ban đầu Tần Lam kinh ngạc rồi cô nở nụ cười nói, thằng nhóc này đa tình thật. Đứa con chính mình đẻ ra đang làm chuyện cực kỳ phóng đãng ngay trước mặt mình khiến lúc này Cam Vân cực kỳ bối rối. Bà nói, thời này mấy người trẻ tuổi có cách chào hỏi, ôm ấp kỳ lạ thật. Học của mấy người nước ngoài sao? Tần Lam không nhận ra cô gái ngồi trong xe là ai nhưng Cam Vân nào không thể nhận ra. Mới rồi mình và con còn nói tới cô ấy, không ngờ bây giờ cô ấy lại đóng vai người phụ nữ tìm tới tận cửa. Cam Vân quả thật không có cách nào chấp nhận hành vi quan hệ thân mật của Tần Lạc với mỗi người phụ nữ khác nhau. Thế nhưng là một người mẹ, bà thực sự xúc động trước hành động hy sinh vì chữ tình của Vương Cửu Cửu. Vương Cửu Cửu này xinh đẹp, con nhà thế gia nhưng sao người ta phải không biết xấu hổ, cúi đầu làm tình nhân cho người khác. Đúng vậy, Tần Lam cười tủm tỉm nhìn Cam Vân nói, chị dâu, chỉ sợ sau này chị không đảm đương tốt vai trò người bà rồi. Con cháu có phúc của con cháu. Chúng ta cứ phải suy nghĩ nhiều làm gì. Cam Vân có tật giật mình nên không dám tiếp tục dính dáng tới vấn đề này nữa. Hãy vào nhà thôi, em khó có cơ hội quay về nhà, hãy trò chuyện với cha mẹ nhiều vào. Suốt ngày mẹ chỉ nhắc tới em thôi đó. Khi quay vào trong phòng, Cam Vân nói với hai người Tần Lão Gia, Lão Thái Thái rằng Tần Lạc nhận được điện thoại của bạn bè và đã đi ra ngoài. Hai lão nhân gia không quan tâm nhiều. Dù Tần Lam hiểu rõ một vài chuyện nhưng hiển nhiên sẽ không làm người vạch trần sau lưng. Con nhà ai, nhà đó đau lòng, Tần Lam chỉ lớn hơn Tần Lạc mấy tuổi mà thôi. Từ nhỏ Tần Lam đối xử với Tần Lạc chẳng khác nào như chính em trai của mình. Đừng nói là Tần Lạc có nhiều bạn gái hơn bình thường, cho dù hắn có làm chuyện gì quá đáng chút nhưng chỉ cần không phạm pháp, Tần Lam tuyệt đối sẽ không nói. So với Tôn Nhân Diệu và Hạ Dương, Tần Lạc này đã tính là gì? Không nói là những công tử hạng nhất Dương Thành, mà mỗi người đều thay phụ nữ như thay áo vậy. Trên đường, khi xe chạy được một quãng xa, Vương Cửu Cửu mới yêu kiều lè lưỡi nói, vừa rồi to gan thật. Em vẫn còn biết sao, ngay trước cửa nhà anh mà dám nhào vào, Tần Lạc trêu chọc Vương Cửu Cửu, hắn có thể cảm nhận được sự lo lắng và nhớ nhung của Vương Cửu Cửu. So với hai người Lệ Khuynh Thành và Lâm Hoán Khê, Vương Cửu Cửu ít hơn mấy tuổi nên đương nhiên tính tình thoải mái hơn. Cư xử tự nhiên, tiến thoái có chừng mực, đương nhiên không khiến người khác có thể nhận ra tật xấu trong tính cách của nàng. Tính cách nàng hoạt bát, vui vẻ, không phải là người hay nặng nhẹ. Trong tình huống công khai nàng được coi là cô gái thông minh, độc lập, tự chủ. Một cô gái như này mà trở thành một tình nhân, thật đáng tiếc. Vương Cửu Cửu cũng đỏ mặt khi nhớ tới tình cảnh điên cuồng, chủ động của mình khi nãy. Thế nhưng lúc này đang là đêm tối Vương Cửu Cửu tự dối lừa mình. Nghĩ rằng nhất định Tần Lạc sẽ không nhận ra. Hai mắt nàng nhìn chằm chằm về phía trước, chăm chú lái xe nhưng miệng vẫn không chịu thua, không được. Dựa vào cái gì mà chỉ đàn ông mới được nhào vào phụ nữ mà phụ nữ không được lao về phía đàn ông hả? Anh không nói là không được, Tần Lạc cười nói, nếu như em tình nguyện, hoan nghênh em ngày nào cũng tới. Em thật sự cũng muốn làm như vậy, chỉ sợ anh lại suốt ruột thôi. Vương Cửu Cửu bĩu môi nói. Người ta nào có là con bé mặt dày như vậy, làm gì có chuyện tốt đó. Thế nhưng khi nghe Tần Lạc nói câu đó, trong lòng Vương Cửu Cửu vẫn cảm thấy cực kỳ ngọt ngào. Tần Lạc cười, không tiếp tục chủ đề này nữa, hắn chí hỏi, tại sao em biết anh quay về?
anh về tới Thâm Quyến em đã biết, không phải anh phải qua hải quan sao? Vương Cửu Cửu nói, thế nhưng vì em nghĩ tới người nhà anh đoàn tụ, nhất định sẽ có nhiều chuyện để nói nên mới tới gặp anh muộn như này. Em vốn định đợi tới ngày mai nhưng cuối cùng vẫn không chờ được. Em biết bọn anh quay về qua đường Hong Kong sao? Tần Lạc kinh ngạc hỏi, nên nhớ rằng sau khi thoát khỏi nguy hiểm, lập tức bọn họ chạy tới gặp mặt Giê-xu. Mặc dù trước đó bọn họ đã từng có kế hoạch chạy trốn nhưng ngay trong thời khắc bước chân lên thuyền, Tần Lạc cũng không biết lộ trình con đường bỏ trốn của bọn họ. Trong khi đó Vương Cửu Cửu ở Thiết Hiến Kinh xa xôi lại có thể đoán được hành trình bỏ trốn của bọn họ. Không phải em hiểu hết, Vương Cửu Cửu giải thích, em biết y tới nước Mỹ. Nếu như đi bằng máy bay, ở sân bay hẳn có đăng ký nhưng ở tất cả sân bay đều không có đăng ký của anh vậy chỉ còn duy nhất đường biển. Đường biển là con đường tắt trực tiếp nhất mà cũng an toàn nhất. Chỉ cần không phải đầu đất cũng nghĩ ra. Vương Cửu Cửu hờ hững nói nhưng Tần Lạc vẫn cảm nhận được sự quan tâm thiết tha, tình cảm sâu nặng của nàng trong đó. Cô ấy có thể nghĩ được những điều này đại diện cho cái gì? Chứng minh từ sau khi mình tới nước Mỹ, cô ấy vẫn quan tâm theo dõi sát sao về tình huống bên nước Mỹ. Hơn nữa Cửu Cửu còn liên hệ với bên hàng không. Chỉ cần bọn họ làm thủ tục quay về là Cửu Cửu sẽ nhận được tin tức, điều này cũng nói rõ cô đã nghiên cứu kỹ lưỡng lộ trình của bọn họ, luôn chú tâm theo dõi chuyện này. Nếu như không vì quan tâm tới một người đàn ông, một người phụ nữ có làm nhiều chuyện như vậy không? Câu trả lời đương nhiên sẽ là không. Khi một người đàn ông chủ động quan tâm chăm sóc một người phụ nữ, không nhất định là yêu người phụ nữ. Thế nhưng khi một người phụ nữ tình nguyện là hết thảy vì một người đàn ông, đương nhiên sẽ có liên quan đến chuyện tình cảm. Khi nhìn thấy vẻ mặt âu yếm của Tần Lạc nhìn mình, Vương Cửu Cửu cười hỏi, thế nào? Xúc động hả? Anh không ngờ mọi người lại lo lắng cho anh. Tần Lạc giơ tay vuốt ve bắp đùi Vương Cửu Cửu. Tuy còn cách một lớp tất chân màu đen mỏng như cánh ve sầu nhưng cảm xúc vẫn cực kỳ hiệu quả. Lúc này động tác của Tần Lạc thể hiện sự trân trọng và thân mật nhưng Vương Cửu Cửu vẫn không nhịn được, người nàng thoáng run bắn, thân thể căng cứng. Không được làm bậy, em đang lái xe, Vương Cửu Cửu sẵn giọng. Được, Tần Lạc trả lời, hắn bỏ tay ra khỏi đùi Vương Cửu Cửu, anh không sằng bậy với em mà chờ em sằng bậy với anh. Vương Cửu Cửu cười khúc khích nói, láo lỉnh. Tần Lạc nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn cảm thấy nơi này rất xa lạ với mình liền hỏi, chúng mình đang đi đâu vậy? Mang anh đi bán. Được, anh giúp em kiếm tiền nhưng không thể đem cầm cho người ta, lấy tiền cấp cho em được. Cho dù muốn thì em cũng không nỡ. Vương Cửu Cửu lại cười khúc khích nói. Mỉm cười nhưng hai mắt Vương Cửu Cửu đỏ lên. Em đã cho người điều tra về những người đó, biết chúng là những người rất đáng sợ, em chỉ sợ anh không thể quay về. Dừng xe, Tần Lạc quát nhỏ. Vương Cửu Cửu chấp hành mệnh lệnh của Tần Lạc một cách vô thức. Chân nàng đạp phang. Chiếc xe dừng lại một cách gấp gáp. Tần Lạc giơ tay kéo Vương Cửu Cửu vào trong ngực mình điên cuồng hôn nàng. Khi xe tiếp tục nổ máy, thời gian đã trôi qua được hơn 10 phút. Vương Cửu Cửu không lái xe tới khách sạn mà chạy thẳng tới khu biệt thự ở tiểu khu gần bờ Tây Châu Giang. Khi xe dừng lại, Vương Cửu Cửu dùng chiếc chìa khóa điện tử mở cổng, cười nói, em đã mua ngôi nhà này. Được lắm, Tần Lạc nhìn ngôi biệt thự 2 tầng nói. Làm một học sinh ngoan không bằng có một người cha làm lãnh đạo. Anh nói cái gì hả? Em mua bằng tiền buôn bán của em đó. Vương Cửu Cửu cấu Tần Lạc, nói, anh quên khi trước em là người phụ trách quỹ Tần Lạc hả? Em đều được chia hoa hồng từ doanh thu các hạng mục đó. Tần Lạc cười, không phản bác lại nàng. Vương Cửu Cửu quẳng ra 3 triệu là chuyện gì đó không khiến người ta ngạc nhiên với vương gia ở sau chống lưng. Một người thuộc dòng chính chẳng lẽ không được như vậy sao? Vương Cửu Cửu mở cửa, Tần Lạc quan sát bốn xung quanh. Có thể nói đồ dùng được lắp đặt trong nhà rất xa hoa. Trong phòng bếp có sẵn tất cả bát đũa, đột nhiên Tần Lạc có cảm giác đói bụng. Dù gì đi nữa lúc trước hắn mới châm cứu cho ông nên hao tổn khá nhiều thể lực. Tần Lạc nhìn Vương Cửu Cửu nói, cô bé, hãy nấu cho ông chủ bát mì. Vương Cửu Cửu tựa người vào cửa, nhìn Tần Lạc tới mức mắt như có thể tan thành 2 giọt nước. Ông chủ, xin lỗi. Tôi chỉ bán thân, không bán cơm. Chương 1097, ngay cả một người đàn ông cũng không lừa được. Vì tiểu biệt thắng tân hôn, hơn nữa còn vì lửa đã châm, có cần phải nói nhiều nữa không? Một mỹ nhân quyến rũ, thiên kiều bá mị nói với bạn em chỉ bán thân, không bán cơm khi đó bạn sẽ làm gì? Bạn nhất định phải hành động như một cầm thú, điên cuồng lao tới, ôm chặt lấy nàng.
Xét về bản chất Phương Cửu Cửu là một cô gái truyền thống. Mỗi lần hai người làm chuyện này, tất cả đều do Tần Lạc chủ động. Thế nhưng tối hôm nay Vương Cửu Cửu cực kỳ điên cuồng. Nàng không chỉ chiếm giữ vị trí chủ động mà thậm chí còn phối hợp với Tần Lạc thực hiện một vài động tác khá khó. Con cái xuất thân từ gia đình quân nhân đương nhiên tố chất thân thể không tầm thường. Một lần, lại một lần nữa, cho tới khi hai người mệt mỏi không còn sức lực nữa, cuộc chiến mới dừng lại. Thế nhưng Vương Cửu Cửu vẫn còn lưu luyến không rời, nàng kéo tay Tần Lạc gối dưới đầu, rúc đầu vào trong lòng hắn. Làn da trắng như tuyết, thân thể mềm mại, mịn màng, mái tóc dài màu đen, dính dính mồ hôi buông xù trên vai trông giống như tơ lụa màu đen tự nhiên. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, lúc này thể xác và tâm hồn đã đạt được độ khoái cảm tột cùng. Những áp lực, sự căm phẫn, sự sợ hãi, khủng hoảng còn có niềm vui sướng tìm thấy sự sống trong cái chết, giây phút này những thứ đó đã bị quét sạch. Vào thời khắc này Tần Lạc thật sự quá mệt mỏi. Có phải em sợ anh không quay về nữa không? Tần Lạc cười hỏi. Ừ, Vương Cửu Cửu nhỏ nhẹ trả lời, giọng nói dịu dàng, uể oải như một cô mèo lười. Ngủ đi, Tần Lạc vuốt đầu Vương Cửu Cửu, âu yếm nói. Không được, em còn phải dậy nấu mì cho anh ăn. Tuy ngoài miệng Vương Cửu Cửu nói như thế nhưng nàng vẫn nằm yên không nhúc nhích. Tần Lạc khẽ đánh vào mông nàng, nói, không phải em nói chỉ bán thân, không bán cơm sao? Đúng vậy, mua một tặng một hơn nữa còn miễn phí. Vương Cửu Cửu nói, đáng ghét, khi em ở trên giường quá kích động khiến giờ không thể cử động được nữa rồi. Tần Lạc cười nói, em ngủ đi, anh đi nấu. Tuy trong loại hình chiến đấu này người đàn ông tiêu hao khá nhiều thể lực nhưng thể chất Tần Lạc khác hẳn với người bình thường. Hơn nữa đạo gia thập nhị đoạn cẩm chính là tâm pháp đạo gia thượng thừa, có thể nhanh chóng kịp thời bổ sung năng lượng tiêu hao của cơ thể. Sau lần thoát khỏi tai kiếp của ông lần trước cộng với việc Tần Lạc thoát khỏi bàn tay quỷ ảnh, một lần nữa Tần Lạc càng coi trọng môn công pháp đã luyện tập nhiều năm. Hàng ngày hắn đều dành thời gian rèn luyện. Nỗ lực đương nhiên sẽ có thành quả. Lực chiến đấu bền bỉ và sự dư thừa thể lực chính là món quà tặng lớn nhất với hắn. Xem ra Vương Cửu Cửu đã chuẩn bị sẵn, trong tủ lạnh ở nhà bếp có đầy đủ mọi thứ. Không chỉ có các loại thức ăn như trứng, thịt mà còn có các loại rau. Hơn nữa Tần Lạc nhìn ngày đóng hộp ở bao bì chính là ngày hôm nay, điều này chứng tỏ hôm nay Cửu Cửu mới mua những thức ăn này. Có lẽ cô ấy đã biết trước tin mình đã quay về nên đã tới chuẩn bị. Vương Cửu Cửu không phải là cô gái có đức tính cực kỳ kiên nhẫn hay nói một cách chính xác nếu không như vậy Cửu Cửu đã không vì tình yêu của mình mà chiến đấu tới đầu rơi máu chảy, kiên quyết không chịu từ bỏ. Khi Tần Lạc nghĩ tới người con gái này biết tin tức mình quay về rồi nôn nóng, bất an, dáng vẻ đáng yêu chờ đợi mình, hắn không khỏi mỉm cười. Tần Lạc cắt một quả cà chua, đập hai quả trứng gà, chuẩn bị nấu hai bát canh cà chua trứng gà. Kỹ thuật nấu ăn của Tần Lạc không tính là giỏi nhưng cũng không tính là kém cỏi. Nấu canh cà chua trứng gà vẫn phải có kỹ thuật. Sau khi nước trong nồi sôi, Tần Lạc bỏ mì vào trong, đậy vung lại, chờ nước sôi một lần nữa. Lúc này một thân thể mềm mại ôm lấy người hắn từ phía sau. Tần Lạc quay đầu hôn lên trán Vương Cửu Cửu, nói, em hãy nghỉ một lát. Mì sắp chín rồi. Không, em muốn ôm anh, Vương Cửu Cửu nói. Trước khi mới quen em. Em chỉ là một tiểu đại nhân, còn bây giờ khi quen lâu ngày, em lại như một đứa trẻ. Tần Lạc trêu chọc Vương Cửu Cửu. Sau khi nước sôi, Tần Lạc bỏ trứng gà vào nồi. Hừ, Vương Cửu Cửu hờn giận hừ một tiếng nói, không nghe người ta nói à. Vợ chính là con gái nhỏ của người đàn ông. Anh cũng không dám có con gái giống như em vậy. Tần Lạc cười nói, đột nhiên hắn nhớ tới bà mẹ cực phẩm Trương Nghi Y của Vương Cửu Cửu. Nếu như mà cưới một người vợ như vậy. Có lẽ cuộc sống hàng ngày không có gì thú vị. Bây giờ đã chậm rồi. Lúc nãy anh còn muốn mà. Vương Cửu Cửu cười khúc khích nói. Tần Lạc có cảm giác vì trước đó đã đại chiến một hồi nên hắn có thể ăn hết số mì này. Vương Cửu Cửu mua bát quá nhỏ. Tần Lạc đổ mì vào tô. Khi Tần Lạc bưng tô mì quay người, hắn mới nhận ra quần áo Vương Cửu Cửu đang mặc. Vương Cửu Cửu đang mặc áo sơ mi trắng của Tần Lạc, cài qua quít hai cúc áo ở chính giữa. Rốn. Bộ ngực cho dù không căng tròn nhưng xinh đẹp, gợi cảm như ẩn như hiện trong làn áo sơ mi. Trong khi đó nửa người bên dưới Vương Cửu Cửu như bỏ trống, bắp đùi trắng muốt để trần hoàn toàn, đôi chân trần dẫm lên thảm sàn nhà, khi nàng đi lại, xuân quang phơi phới. Vì vậy Tần Lạc không nhịn được, tinh thần như mê mẩn. Vương Cửu Cửu cực kỳ hài lòng với sự si mê trong ánh mắt Tần Lạc, nàng đi tới trước mặt Tần Lạc,
xua tay nói, đổ mì nóng này. Thì sao, Tần Lạc nôn nóng nói, sau đó hắn nhìn thấy Vương Cửu Cửu cúi người xuống. Khi Vương Cửu Cửu cúi người, Tần Lạc lại nhìn thất đôi gò bồng đảo dập dờn, bồng bềnh. Nhanh đi thay quần áo đi, Tần Lạc nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trước mặt mình nói, trời lạnh lắm. Không, Vương Cửu Cửu kiên cường nói, mặc quần áo sẽ không gợi cảm. Từ góc độ y học, ăn no sau chuyện phòng the là điều tối kỵ. Thế nhưng xét từ góc độ đàn ông mà nói, ngắt hoa từ độ đương thì. Mai đây hoa rụng, ngắt chi lá cành. Khi ăn được một nửa tô mì, một lần nữa Tần Lạc đè nghiến Vương Cửu Cửu nằm xuống bàn ăn bằng đá cẩm thạch. Khi Tần Lạc mở mắt ra, bầu trời đã sáng bảnh. Ánh nắng rực rỡ, tiếng chim chóc, hương thơm các loại hoa, cùng với âm thanh còi xe, thuyền bè từ sông Châu Giang cách đó không xa truyền tới. Không thể không nói tiểu khu này được ông trời ưu đãi, cảnh quan rất đẹp. Căn phòng được thu dọn gọn gàng, cảnh bừa bộn của cuộc chiến đêm qua đã được thu dọn. Tất cả đồ dùng trong nhà như lóe sáng khiến người ta cảm thấy rất thư thái. Xoẹt, chiếc rèm cửa sổ bị người kéo ra. Hôm nay Vương Cửu Cửu mặc một bộ quần áo ở nhà màu đỏ, nàng hôn lên má Tần Lạc nói, đồ lười. Dậy rửa mặt, em đã nấu cơm xong rồi. Mấy giờ rồi? Tần Lạc hỏi. 2 giờ chiều rồi, Vương Cửu Cửu cười khúc khích nói. Tần Lạc sửng sốt rồi nói, muộn vậy sao? Hôm qua hai người chiến tới tận bình minh mới ôm nhau ngủ, sau đó Tần Lạc chìm trong giấc ngủ say chưa từng có. Lúc này khi hắn tỉnh lại đã 2 giờ chiều. Đây là giấc ngủ đầu tiên sau khi hắn quay về từ nước Mỹ mà có cảm giác thư thái, thoải mái, hắn hoàn toàn buông lòng thể xác và tinh thần, chính vì vậy mới không quan tâm tới thời gian. Dù gì cũng không phải làm gì, Vương Cửu Cửu nói. Trước kia Tần Lạc không nghe nói Vương Cửu Cửu biết nấu ăn. Không hiểu có phải sau khi tới Phong Nam, Vương Cửu Cửu đã học không? Trên bàn có mấy món ăn thoạt nhìn các chế biến không tồi, màu sắc trông khá ngon. Ngay cả thức ăn bài trí trong bát, đĩa cũng rất khó phương pháp. Từ việc này có thể thấy Vương Cửu Cửu tốn nhiều công sức. Buổi chiều em muốn làm gì? Tần Lạc hỏi. Vương Cửu Cửu suy nghĩ một lát rồi trả lời, chỉ cần được ở cùng với anh, làm bất kỳ cái gì cũng được, nhưng để anh không nhàm chán, em và anh sẽ đi dạo phố. Tần Lạc thầm nghĩ, cô ấy muốn kéo mình đi dạo phố hả? Vì không việc gì làm, Tần Lạc luôn canh cánh trong lòng. Cảm thấy áy náy việc Vương Cửu Cửu vì chính hắn mà từ bỏ tất cả những điều kiện tốt đẹp ở Yến Kinh, một mình đi về phương Nam, hơn nữa 2 ngày tới hắn phải quay về Yến Kinh, không hiểu tới khi nào mới gặp lại Cửu Cửu, vì vậy Tần Lạc và Vương Cửu Cửu đi dạo một lát. Chỉ cần Vương Cửu Cửu thích bất kỳ cái gì, Tần Lạc lập tức mua ngay. Sau hành trình tới nước Mỹ lần này, đột nhiên Tần Lạc hiểu ra, có rất nhiều chuyện không thể dùng tiền mua được. Ví dụ như tiền có thể mua được tính mạng không? Thậm chí có sát thủ coi tiền như mạng kia, sau khi nghe nói mục tiêu của mình chính là hoàng đế, ngay lập tức từ chối tiếp nhận nhiệm vụ. Nếu như hắn chết ở nước Mỹ, chi phiếu hàng tỷ có thể dùng để cứu lại tính mạng không? Đương nhiên là không thể. Vương Cửu Cửu thật sự không quan tâm tới việc mua cái gì, mà nàng chỉ quan tâm những món đồ đó là do ai mua. Mặc dù trong tay hai người đã chật kín túi to, túi nhỏ, nhưng Vương Cửu Cửu vẫn cực kỳ hăng hái, dường như nàng không biết mệt. Hai người đang thảo luận xem buổi tối nên ăn ở bên ngoài hay quay về nhà nấu cơm ăn thì chuông điện thoại di động của Vương Cửu Cửu vang lên. Sau khi Vương Cửu Cửu nghe điện thoại, nói mấy câu, nàng do dự nhìn Tần Lạc. Thế nhưng dường như nhớ ra việc gì đó, Vương Cửu Cửu nói, được, tôi sẽ tới đó. Có chuyện gì vậy? Tần Lạc hỏi. Hành động của Vương Cửu Cửu sau khi nhận điện thoại khiến Tần Lạc sinh nghi ngờ. Tối này có người mời cơm khách, Vương Cửu Cửu nói. Ai vậy? Bạn học, Vương Cửu Cửu cười gian xảo. Nàng đi tới ôm cánh tay Tần Lạc, ngây thơ nói, ông xã, người ta muốn dẫn theo người nhà. Anh nhất định không được để em thành người cô đơn đó nha. Em từng này tuổi rồi mà thậm chí không lừa được chàng trai nào, rất kinh khủng đó.